Chương 279, cao nhân dừng bước. Đợi đã. Khi Diệp Phàm vừa bước đến cửa sảnh đường thì từ cây cột phía sau đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông. Quay đầu lại nhìn, thì ra là một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo choàng hiện đại may theo kiểu giả cổ, rất có phong cách của học giả. Người này chắc là chính là chủ nhân Hồ Thế Lâm rồi, cuối cùng ông ta cũng xuất hiện. Diệp Phàm thầm tự đắc, thái độ cuồng vọng mới vừa rồi kỳ thực chính là cố ý biểu hiện ra. Hắn cũng chỉ có thể dùng chiêu cờ mạo hiểm này, nếu thật sự thổi phồng mình lên, chi bằng đi đường ngược lại, quả nhiên có hiệu quả, thu hút được chủ nhân thật sự xuất hiện. Đang nghĩ vậy thì Hồ Thế Lâm đã thốt ra một câu thiếu chút nữa khiến hắn tức chết. Bản nhân là Hồ Thế Lâm, thân là ông chủ lớn của Tế Xuân Đường. Cậu tên là Diệp Phàm phải không? Hừ, mau xin lỗi phó trưởng quỹ Trần nhà tôi. Tế Xuân Đường chúng tôi tất cả đều đường đường chính chính là người Hoa Hạ, không có chó, hừ. Mẹ kiếp, tưởng là vứt ra một câu nói tàn nhẫn là có thể dẫn dụ được chủ nhân xuất hiện cầu mình xem bệnh, ai ngờ chuyện xem bệnh còn chưa thấy hy vọng, hình như trái lại còn đắc tội với chủ nhân, khí thế hùng hổ muốn bố mày xin lỗi. Tính cách của giám đốc Hồ thật sự kỳ quái, chẳng trách chủ tịch Nam Cung không dám trực tiếp giới thiệu giúp mình, có vẻ thú vị đây. Diệp Phàm thầm uất ức. Xin lỗi, trong tín điều của bản nhân không có từ này. Diệp Phàm quyết định kéo dài đường lối cứng rắn, nếu tỏ ra yếu kém, chuyện của nhà máy giấy thật sự thất bại rồi. Có lẽ vẫn phải thể hiện ra phong cách của cao nhân ẩn sĩ, Hồ Thế Lâm mở dược đường này không phải là vì muốn kết giao với cao nhân ẩn sĩ sao? Cao nhân ẩn sĩ thật sự đến lại liều mạng đuổi đi, đây là chuyện gì vậy chứ? Không xin lỗi thì đừng hòng ra khỏi Tế Xuân Đường của ta, Chu Cường, Trương Hổ, hầu hạ vị Diệp tiên sinh này cho thật tốt. Hồ Thế Lâm ta cũng phải để cho một số kẻ cuồng vọng tự đại của Thủy Châu biết Hồ gia chúng ta không phải dễ lừa gạt, là ai mà dám đến đây hống hách, xem Hồ gia ta là nơi nào chứ? Hồ Thế Lâm hôm nay giống như ăn súng vậy, trong giọng điệu đầy mùi khói thuốc. Thật ra Diệp Phàm rất oan ức, đến đây lúc này thật sự không đúng lúc, vì hôm trước con trai Hồ Trọng Chi của Hồ Thế Lâm cứ kêu la đau đầu, nói là có con sâu gặm nhấm trong đầu mình, đau đến mức lăn lộn dưới mặt đất. Tuy nhiên bác sĩ cũng bó tay không biết làm thế nào, kiểm tra thì nói não bộ rất bình thường, không có gì. Vợ chồng Hồ Thế Lâm sốt ruột đến mức sắp biến thành than cháy. Tối hôm trước cả đêm bỏ ra số tiền lớn 20 vạn mời thần côn lừng danh của Mao Sơn là Chu Đạo Lâm Đại Sư đến làm phép, làm suốt một ngày hôm qua cũng không thấy hiệu quả gì. Trong lòng đang cảm thấy đen đủi thì Diệp Phàm lại đâm đầu tới, vừa vặn đụng phải mồi lửa, không xui xẻo mới lạ. Lúc này Hồ Thế Lâm chỉ muốn chút giận, quyết định hung hăng dạy dỗ tên chim non Diệp Phàm dám mạo phạm đến Tế Xuân Đường một trận rồi trả cho chút tiền. Tính cách của Hồ Thế Lâm chính là quái dị như vậy. Nếu Diệp Phàm biết, không biết có hộc máu hay không. Cùng với tiếng hừ lạnh của Hồ Thế Lâm, hai tên thân hình to lớn, cao đến 1m8, cánh tay to như bắp đùi Diệp Phàm, vòng ngực nhô cao như con gái, da thịt trên mặt cũng chất đống, so với đồ tể còn đồ tể hơn, dáng người này có thể hù dọa một số người bình thường mềm nhũn đi. Nhìn bộ dạng chắc cũng có luyện qua mấy năm, có thể là bảo vệ Tế Xuân Đường mời tới, có khả năng nhất chính là cận vệ bên cạnh Hồ Thế Lâm. Diệp Phàm suy đoán không sai chút nào, hai tên này thật sự là cao thủ quốc thuật Hồ Thế Lâm lấy tiền lương 20 vạn một năm thuê tới, có thân thủ nhị đoạn. Lúc ấy Hồ Thế Lâm tận mắt nhìn thấy Chu Cường và Trương Hổ một cước đá gãy hai khối đá xanh, cho nên lập tức bỏ ra số tiền lớn như vậy. Một người bảo vệ mình, một người thì bảo vệ con trai Hồ Trọng Chi. Thật ra Hồ Thế Lâm cũng có nghi ngờ con trai Hồ Trọng Chi không biết có phải gặp ám hại gì đó trong truyền thuyết giang hồ hay không. Cho nên hiện tại bảo vệ con trai càng thêm chặt chẽ. Nhóc con, nói xin lỗi rồi mau chóng cút đi cho Chu gia bố mày, đừng không có chuyện gì lại chạy đến đây quăng mấy lời hống hách vô dụng, chưa đủ lông đủ cánh cũng học đòi bắt chước lão đại trong phim ảnh. Chu Cường nheo mắt nhìn quét qua Diệp Phàm, cảm thấy thân thể của thằng nhóc này thật sự không có chút sức lực nào, nếu mình không cẩn thận đá nặng một chút thì sẽ trực tiếp đá thằng nhãi này vào chỗ địa phủ Diêm La rồi. Ai, nói xin lỗi đi. Đừng không có chuyện gì lại gây ra chuyện rắc rối, người thanh niên. Người còn lại là Trương Hổ, thái độ tốt hơn rất nhiều. Nếu tôi không xin lỗi thì sao? Diệp Phàm nhẹ nhàng xoay người, khí thế trên người đại phát, khóe miệng theo thói quen nhếch lên, một nụ cười có độ cong xinh đẹp hiện ra. Đây cũng là nụ cười chiêu bài của Diệp Phàm, Tề Thiên là người biết rõ nhất,
chỉ cần vừa nhìn thấy loại nụ cười hơi có chút tà ý này của Diệp Phàm, Tề Thiên nhất định sẽ tránh càng xa càng tốt. Gã biết đại ca khi như vậy chắc chắn là tức giận rồi, có người sắp gặp xui xẻo rồi, chỉ mong người đó không phải là mình. Mẹ kiếp, nể mặt ngươi, ngươi lại không cần, thật sự tưởng Chu gia là bùn đất có phải không? Chu Cường tức giận rồi, cất bước xông thẳng lên đấm một quyền về phía ngực Diệp Phàm, quyền thế bức người. A! À, khi Chu Cường nhận ra lúc này Diệp Phàm bị một quyền của mình đánh trúng, lẽ ra phải kêu lên đặt mông ngồi xuống mới được xem là bình thường, sau đó nhe răng nhếch miệng kêu đau. Tuy nhiên Chu Cường hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, Diệp Phàm không hề nhúc nhích, bản thân y trái lại bị chấn động lùi về sau một bước, cảm thấy nắm tay mơ hồ tê dại. Không thể nào! Chu Cường chấn động, cảm thấy rất thật mất thể diện, xoay người theo hình xoắn ốc, hung hăng đá về phía eo Diệp Phàm. Lần này Chu Cường dùng 5 phần sức mạnh, đương nhiên y cũng không dám dùng tới 7, 8 phần vì có thể đá vỡ gạch, thằng nhóc gầy yếu này làm sao có thể chịu được, nếu một cước đá chết hắn thì sẽ phải ngồi tù, thật sự không đáng, cho nên hạ thủ lưu tình chỉ dùng 5 phần sức lực. Hừ! Diệp Phàm tức giận, tiện chân giơ lên đá một cước về hướng Chu Cường. Bốp! Sau một tiếng trầm muộn vang lên, Hồ Thế Lâm há hốc mồm thiếu chút nữa muốn rơi cằm. Còn phó trưởng quỹ Trịnh Vận đứng bên cạnh càng cảm thấy bắp chân có hiện tượng rút gân, tê dại như nhũn ra. Vì đại lực sĩ Chu Cường bình thường trong mắt bọn họ giống như thiên thần hạ phàm, lúc này liên tục thối lui 7-8 bước, cuối cùng vẫn không đứng vững được, siêu vẹo đặt mông ngồi xuống đất, giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo muốn ăn kẹo vậy. Anh Chu, không sao chứ? Trương Hổ cũng không kịp kinh ngạc, vội vàng chạy tới đỡ Chu Cường dậy. Nhãi danh, có chút bản lĩnh. Ăn một cước cuối cùng của ta đây. Không đá được ngươi, từ nay về sau Chu gia sẽ gọi ngươi là sư phụ. Chu Cường cũng là một cuồng nhân quốc thuật, luyện võ cũng đến 10 năm, khi còn nhỏ đã học luyện chân, mạnh mẽ đá 10 năm nay, đá một gốc cây cổ thụ lõm vào thành hình cái bát. Mỗi khi nhìn thấy gốc cây kêu khóc bị lõm vào như vậy, Chu Cường lại cảm thấy tự đắc. Ngươi, không được, tiểu gia không thích chơi với các ngươi, cáo từ. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Khinh thường nhìn lướt qua Chu Cường, Trương Hổ và Hồ Thế Lâm vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, xoay người định rời đi. Thật ra Diệp Phàm vẫn dùng phương pháp cũ lạt mềm buộc chặt, cứ như vậy Chu Cường nhất định sẽ từ phía sau lao đến, bản thân vừa vặn cho tiểu tử này nếm mùi đau khổ, hoàn toàn chấn động Hồ Thế Lâm khiến hắn phải cầu xin cao nhân ẩn sĩ mình. Quả nhiên hiệu quả rồi. Đi đâu, ăn một cước của ta đây. Chu Cường quát lớn một tiếng, giống như mãnh hổ xuống núi. Lần này dùng hết 10 phần sức lực chạy lấy đà bay lên cao hơn một thước, đá bay về phía eo Diệp Phàm, nếu là người bình thường đoán chừng lập tức sẽ bị trọng thương. Chương 280, có nhân tất có quả. Cảm ơn tiên sinh đã cho bản nhân một cơ hội, là như vậy. Khuyển tử Hồ Trọng Chi trước kia rất bình thường, nhưng từ sau khi đến chùa Kim Quang ở Thủy Châu uống xong nước thánh có thể khiến người ta trở nên thông minh hơn nào ngờ quay về trái lại trở nên ngớ ngẩn. Bệnh trạng là không nói được lời nào, cả tháng mới có thể bật thốt ra một hai câu, còn lắp bắp tựa hồ rất khổ sở. Không lâu sau thì cháu cứ kêu gào nói là đau đầu. Tôi dẫn cháu tới rất nhiều quốc gia phát triển, cũng thỉnh giáo trung y thái đầu của Hoa Hạ chúng ta, nhưng kết quả vẫn không tìm ra nguyên nhân. Bọn họ đều nói là bình thường thì tại sao đầu óc lại trở thành như vậy, hôm trước còn vô cùng đau đớn, nói là trong đầu có con sâu. Nhưng vừa tới bệnh viện kiểm tra thì lại nói là không có gì, Thế Lâm không cầu cái gì khác, chỉ cần tiên sinh có thể chữa khỏi cho con trai Hồ Trọng Chi của tôi, Thế Lâm xin lấy 500 vạn ra cảm tạ, quyết không thất hứa. Hồ Thế Lâm nói những lời này, trong lòng cảm thấy từng đợt đau đớn, lúc này Hồ Trọng Chi lại chạy vào, kéo tay y liên tục nhíu mày. Một thiếu phụ xinh đẹp đi theo phía sau, hốc mắt cũng mọng đỏ, hơi có chút sưng lên, có lẽ mới khóc nên mới bị như vậy. Xem ra người nhà Hồ Thế Lâm đều chịu sự dày vò đau khổ này. Đau, đau. Lúc này Hồ Trọng Chi lại kêu la thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu liên tục kêu rên. Cầu xin tiên sinh hãy cứu lấy con trai Trọng Chi của tôi, Mãn Xuân xin được lập bia thờ phụng tiên sinh. Vợ Hồ Thế Lâm là Liễu Mãn Xuân vừa rồi cũng nghe nói Diệp Phàm là người bất phàm, lập tức nhìn Diệp Phàm giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm cầu xin. Ai? Đứng lên đi, để tôi xem. Trước mắt Diệp Phàm lại hiện ra tình cảnh mẹ mình trước đó vì mấy anh em mà tới miếu cầu bình an, trong lòng cũng hơi có chút tê tái.
hắn dùng một tay túm lấy Hồ Trọng Chi, nhắm mắt hành khí, lần này sau khi thả lỏng tay chân kiểm tra bệnh tình của Hồ Trọng Chi, sau 10 phút, cảm thấy trạng thái không khác gì trước đó. Nhưng khi Hồ Trọng Chi kêu lên đau đớn, cảm thấy trong chỗ huyệt vị bị tắc nghẽn trong đầu của nó mơ hồ có thứ gì ngọ nguậy. Quái lạ, lẽ nào trong đầu thật sự có con sâu nào sao, lẽ nào trùng độc trong truyền thuyết miêu cương hiện thế rồi, quá sức hoang đường. Diệp Phàm trực tiếp phá vỡ phán định của mình. Những thứ này đều là lời nói nhảm bịa đặt trong một số tiểu thuyết, trên đời này làm gì có loại trùng độc đấy. Có lẽ là ba huyệt vị, thần đình, mi trùng, ấn đường, bị bế tắc, khí huyết không thông, lâu dần bệnh tình càng nặng cho nên cũng càng ngày càng khổ sở. Diệp Phàm nhắm mắt ngồi trên ghế, suy nghĩ lại những gì đọc trong bản chép tay biển thước có được trong mộ, cảm thấy có thể dùng thuật hút kim châm trong bản chép tay. Liên hợp với khai quang thuật của sư phụ lão phí truyền cho lấy kim châm làm vật môi giới, đem khí nội kình dồn ép vào nơi kinh mạch bị bế tắc, hút ra một số vật bị thối nát nhiễm trùng, có lẽ có thể giảm bớt khổ sở bệnh tật cho Hồ Trọng Chi. Nhưng phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, không cách nào trị tận gốc. Muốn hoàn toàn giải trừ vấn đề đầu óc ngớ ngẩn của Hồ Trọng Chi, đầu tiên phải điều tra rõ gốc bệnh, cũng chính là nguyên nhân phát bệnh mới có thể tìm đúng thuốc. Có phòng chống không? Diệp Phàm hỏi. Có, ở bên trong. Hồ Thế Lâm vội vàng trả lời. Đưa vào trong phòng, bật điều hòa lên, cảm thấy nhiệt độ không khác biệt gì, Diệp Phàm nói. Để cậu ấy lên trên bàn, cởi hết quần áo, giữ chặt tay chân đừng để cậu ấy giãy giụa. Sau khi đợi Hồ Thế Lâm chuẩn bị xong tất cả, Diệp Phàm rút kim châm từ trong túi ra, sau khi khử trùng mới nhắm mắt hành khí. Sau 10 phút, một đạo tinh mang chợt lóe lên trong mắt. Ánh mắt của cao nhân thật sáng, lẽ nào là thiên nhãn trong truyền thuyết, Hồ Thế Lâm cũng rất biết liên tưởng, lại có thể nghĩ đến thiên nhãn thuật trong tiểu thuyết. Lúc này y càng tỏ ra cung kính, cho rằng con trai có lẽ có hy vọng rồi. Thật ra đây là Diệp Phàm cố ý dùng thủ đoạn mê hoặc, vừa rồi sau khi hành khí hoàn tất liền triển khai, ưng nhãn thuật, bản thân ánh mắt thuật này cũng không phát sáng như vậy. Chẳng qua Diệp Phàm muốn thể hiện, đem khí nội kình ép vào trong mắt lợi dụng thuật này thi triển ra, hiệu quả thật sự đáng kinh ngạc. Trong đôi mắt lại đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, dùng để giả dạng làm thần côn, giả mạo cao nhân thì không gì tốt hơn, trên thực tế không có chút tác dụng nào, toàn là việc làm vô bổ. Liên tiếp đâm ba kim châm xuống, Diệp Phàm theo khai quang thuật dần dần thi triển khí nội tức, lại mượn dùng thuật hút kim châm trong bản chép tay biển thước. Từ trên kim châm truyền tới từng tia khí nội tức yếu ớt. Kỳ thực chỉ là một loại cảm giác, Diệp Phàm cũng không nhìn thấy được. Cảm thấy khí nội kình của mình đến chỗ bị bế tắc, dưới sự trợ giúp của kim châm dần dần tiến vào chỗ bị tắc. Kỳ lạ là khi khí nội tức lướt qua, Hồ Trọng Chi giống như cảm thấy vô cùng thư thái, mí mắt dần dần sụp xuống như muốn chìm vào giấc ngủ, đầu óc tựa hồ đỡ đau hơn nhiều. Xem ra thật sự mò đúng rồi, trong lòng Diệp Phàm kích động một trận, có thể tìm tòi ra một số chứng bệnh nghi nan, Diệp Phàm cũng cảm thấy rất thích thú. Sau 2 giờ, Diệp Phàm thu kim lại, xếp chân điều khí một hồi. Sau khi tỉnh lại, Hồ Trọng Chi cũng tỉnh dậy. Anh bạn nhỏ, con sâu trong đầu bò đi rồi chứ? Diệp Phàm mỉm cười ân cần hỏi. Dạ. Hồ Trọng Chi dạ một tiếng cũng không lên tiếng. Cảm ơn Diệp tiên sinh, xem ra bệnh của Trọng Chi có hy vọng rồi. Hy vọng Diệp tiên sinh có thể ở lại Hồ gia một thời gian, đợi đến khi bệnh của Tiểu Nhi khỏi hẳn, Thế Lâm xin cung kính. Hồ Thế Lâm lúc này đã tôn thờ Diệp Phàm như thần linh rồi. Điều này e rằng không được, bản nhân còn rất nhiều chuyện phải làm. Diệp Phàm lắc đầu, dĩ nhiên là muốn thừa cơ dẫn dắt Hồ Thế Lâm vào chuyện nhà máy giấy Lâm Tuyền, chỉ cần y chịu nhảy vào, thì cái hố này xem như dễ làm. Có chuyện gì tiên sinh có thể giao phó cho Thế Lâm, Hồ gia nhất định sẽ làm thỏa đáng. Hồ Thế Lâm nóng ruột rồi, chỉ sợ Diệp Phàm phủi mông bỏ đi thì không biết bệnh tình của con mình sẽ như thế nào. Chuyện này nói ra có chút phiền phức. Hồ tiên sinh có thể không giúp được đâu. Diệp Phàm cố ý lắc đầu, nhấp một ngụm trà giống như Khương Thái Công đang đợi con cá lớn Hồ Thế Lâm mắc câu. Tiên sinh có thể nói trước xem, nếu Thế Lâm không có cách gì, tôi cũng không nói gì, nói không chừng có cách, vẫn xin tiên sinh nói cho Thế Lâm biết. Hồ Thế Lâm nóng nảy, liên tục thúc giục hỏi. Được rồi, nói thật, tôi cũng không phải là cao nhân gì,
chỉ là từ nhỏ có học được một số thuật kỳ hoàng hiếm có của lão đạo sĩ. Thỉnh thoảng khi hứng thú cũng có thể giúp người khác xem một số bệnh. Nhưng bản thân chỉ xem chứng bệnh kỳ quái, đối với một số bệnh thường thấy thật sự không cảm thấy yêu thích. Bản nhân còn đang giữ vị trí phó bí thư của thị trấn Lâm Tuyền, huyện Ngư Dương, tỉnh Nam Phúc chúng ta, lần này đến Thủy Châu là vì tìm khách hành cho nhà máy giấy trong thị trấn. Muốn lôi kéo một số đầu tư về cho nhà máy, cho nên chuyện này cũng tương đối bận rộn, đó cũng là nhà máy của hơn ngàn người, người đông mà nhà máy cũng rất lớn. Nói thẳng ra một chút kỳ thật là cục diện rối rắm. Nhưng nhà máy này nếu có tài chính rót vào nhất định không lỗ vốn, gần đây tôi có liên hệ với giáo sư cổ của Đại học Hải Giang mua được một loại kỹ thuật chế tạo giấy công nghệ cao, muốn tìm nơi hợp tác. Vì chuyện này có liên quan đến vấn đề cơm ăn của toàn bộ công nhân viên khắp nhà máy, không thể qua loa, cho nên không cách nào thường trú ở chỗ ngài, rất xin lỗi. Ông chủ Hồ kinh doanh dược liệu, tôi lại muốn tìm bên hợp tác nhà máy giấy, cho nên chuyện này ông chủ Hồ xác định là không giúp được gì rồi. Nhưng đợi sau này chuyện của nhà máy giấy thuận lợi, có thời gian rảnh tôi sẽ quay lại xem. Diệp Phàm răng sẵn lưới chỉ còn đợi Hồ Thế Lâm mắc vào. Ha ha ha, Diệp tiên sinh, lần này ngài tìm đúng người rồi. Đại ca Hồ Thế Canh của Hồ Thế Lâm đột nhiên cười to lên. Tại sao lại nói như vậy? Diệp Phàm giả bộ hồ đồ, kỳ thực thân phận của Hồ Thế Lâm, cũng không có nhiều người biết. Ai có thể liên tưởng một ông chủ dược đường với một tập đoàn giấy được chứ, nếu không phải Nam Cung Hồng Sách chỉ dẫn, Diệp Phàm cũng khó mà biết được. Đoán chừng Hồ gia có nằm mơ cũng không ngờ Diệp Phàm thật sự đang giả vờ, vì hắn sớm đã thăm dò thân phận của Hồ Thế Lâm. Thân phận thật sự của chú ba Hồ Thế Lâm nhà tôi không phải là ông chủ dược đường này, nói ra Diệp tiên sinh nhất định hơi giật mình. Hồ Thế Canh có vẻ tự đắc liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Y chính là tổng giám đốc của tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu chúng ta. Diệp tiên sinh thử nghĩ xem, nhà máy giấy nhỏ không quá 1.000 người của ngài, y lại không có cách cứu sống sao? Tập đoàn giấy Thái Hưng, có lẽ có quan hệ đến phương diện tạo giấy sao? Không ngờ, thật không ngờ, không ngờ ông chủ Hồ còn là ông lớn của ngành giấy. Diệp Phàm giả bộ rất kinh ngạc nhìn Hồ Thế Lâm chằm chằm, khiến cho người nhà Hồ gia đều cảm thấy hưởng thụ. Ha ha ha! Ông lớn gì chứ, làm lụng kiếm chút cơm ăn mà thôi. Hồ Thế Lâm cũng rất thư thái, trên đời này không có ai cự tuyệt lời khen cả, huống hồ biểu diễn của Diệp Phàm lại tự nhiên như vậy, không hề có một chút dấu vết giả vờ nào. Diệp tiên sinh, nếu ngài đã ra ngoài tìm đối tác, có lẽ cũng mang theo tài liệu của nhà máy giấy các ngài, có thể lấy ra cho tôi đọc qua một lần trước không, rất nhanh thôi, chỉ cần nửa giờ là đủ rồi. Con người Hồ Thế Lâm dù sao cũng đầy kinh nghiệm. Cũng không vì chuyện của con trai mà Hồ Đồ lập tức mở miệng nhận cục diện rối rắm của Diệp Phàm, dù sao xí nghiệp lớn cũng không thể khinh suất. Bản thân Tổng Giám đốc Hồ Thế Lâm cũng chỉ có tài sản khoảng 2 tỷ, đầu tư vào nhà máy giấy một số tiền lớn. Bình thường mà nói nhà máy lớn có ngàn người chí ít cũng phải bỏ ra 2-3 ngàn vạn mới có thể có chút hiệu quả. Đối với bản thân Hồ gia chỉ có khoảng 2 tỷ mà nói bỏ ra 2-3 ngàn vạn tiền mặt đương nhiên cũng phải rất cẩn thận. Chữa bệnh thì vẫn là chữa bệnh, làm ăn vẫn là làm ăn. Huống hồ Hồ Thế Lâm mặc dù nói bản thân có khoảng 2 tỷ, nhưng đoán chừng kêu y lấy ra 500 ngàn vạn tiền mặt cũng khó. Đương nhiên là có, tôi có mang theo đây. Hôm trước có tới một nhà máy giấy các tông tên là Long Hứng xem qua hợp đồng cung hàng lâu dài ký với bọn họ, hợp đồng tiêu thụ một năm có lẽ có 700-800 vạn. Diệp Phàm tỏ vẻ kích động lấy tài liệu từ trong bao ra đưa cho Hồ Thế Lâm. Lại móc ra một chiếc đĩa CD-ROM nói. Lúc ấy tôi có kêu một người bạn làm một cuộn phim có liên quan đến kế hoạch phát triển giao thông kinh tế thị trấn, tên là Đại Quy hoạch Lâm Tuyền, nếu ngài có thời gian thì cũng có thể lướt mắt qua. Sự phát triển, bay lên của Lâm Tuyền chúng tôi nhất định là có. Trước mắt tôi đã kiếm được tài chính hơn 1.000 vạn chuẩn bị lấy thị trấn Lâm Tuyền nơi tôi làm việc là trung tâm, 5 thị trấn khác bao vây xung quanh. Liên kết với các tỉnh bên ngoài hình thành một mạng lưới giao thông lập thể thông suốt, toàn diện kéo theo sự phát triển kinh tế của khu vực nhỏ này. Diệp Phàm tùy cơ thổi phồng, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của mình cũng là thứ tốt để thúc đẩy, lôi kéo đầu tư xác định có hiệu quả. Kinh tế của Lâm Tuyền càng phát triển thì giao thông càng tốt. Đối với xây dựng nhà máy giấy nhất định cũng có ích lợi cực lớn. Ngài chờ một chút Diệp tiên sinh, chúng tôi xem qua trước một lát.
Hồ Thế Lâm xoay người đưa mắt ra hiệu về phía Hồ Thế Canh, đoán chừng là đi tập hợp nhân tài chuyên gia liên quan đến phương diện này của công ty để nghiên cứu. Vì Hồ Thế Lâm cũng sợ Diệp Phàm bỏ đi, bây giờ hắn chính là hy vọng cứu sống con trai mình, y đã quyết định chủ ý, cho dù là lỗ vốn, chỉ cần không cần đem toàn bộ tài sản gia đình đi giúp đỡ nhà máy giấy Lâm Tuyền gì đó mà Diệp Phàm nói. Đương nhiên, vì là công ty tập đoàn, chỉ có thể đem số tiền của mình mang đi, không thể xâm hại đến lợi ích của tập đoàn. Đó là dự định xấu nhất, bình thường mà nói đối với ông lớn trong ngành giấy như mình mà nói sẽ không lâm vào tình cảnh thảm hại như vậy. Hồ Thế Lâm tràn đầy lòng tin với bản thân, lại cộng thêm hy vọng con trai có thể được cứu, tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Một bên Hồ Thế Lâm ngồi nói chuyện với Diệp Phàm, một bên Hồ Thế Canh đã tổ chức người đi kiểm tra tài liệu, xem xét cuộn phim. Hồ Thế Lâm là tổng giám đốc, cho nên chỉ đưa ra kết quả ước định cuối cùng. Hồ Tiên Sinh, ngài có thể kể lại cụ thể quá trình trọng chi tới chùa Kim Quang không? Diệp Phàm nói lời này ẩn ý rất sâu sắc, Hồ Thế Lâm tựa hồ cũng cảm nhận được. Thật ra y cũng luôn nghi ngờ, cũng kêu thám tử tư điều tra qua, nhưng không điều tra ra gì hết. Diệp Tiên Sinh cho rằng chứng bệnh của trọng chi có nguyên nhân khác. Hồ Thế Lâm cất tiếng hỏi. Cũng chưa chắc. Nhưng muốn trị bệnh dù sao cũng phải điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến phát bệnh, như vậy mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, mới chữa trị được tận gốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Phàm ung dung bình thản, rất có phong cách hơi hướng của loại cao nhân ẩn sĩ trung y. Lúc ấy mẹ tôi, phó trưởng quỹ Trần Vận ở Tế Xuân Đường, bà Vú Hồ Trân Châu, còn có một cô gái Chu Linh cùng tới chùa Kim Quang ở núi Lạc Hà. Người Thủy Châu chúng ta đều có tập tục này. Trẻ con nhất định phải tới chùa Kim Quang xin nước thánh uống, nói là có thể trở nên thông minh. Nước thánh trong chùa đó, tôi cũng đặc biệt xin về kêu người kiểm tra qua, là nước suối chất lượng cực tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề không nằm ở nước thì nhất định nằm ở phương diện khác rồi. Hồ Thế Lâm cũng hết sức nghi ngờ, quay sang bảo một cô gái đi mời tất cả những người lúc ấy tới chùa Kim Quang. Chương 281, Nam Hải nhất thần thối. Một lát sau Hồ gia lão thái thái tướng mạo rất phúc hậu cũng đến, bên cạnh là một phu nhân và một cô gái đỡ hai bên, Trần Vận cũng cảnh giác đi vào trong phòng, tiểu tử này hiện tại trong lòng cứ bồn chồn. Vì vừa rồi y mới đắc tội với Diệp Phàm, mà thỉnh cầu của Diệp Phàm chính là khai trừ loại chó như y. Cho nên trong tâm khảm y lúc này giống như có một con thuyền liều mạng lênh đênh trong đại dương điên cuồng, chỉ sợ Diệp Phàm nhớ ra lời vừa nói. Xem tình hình này nếu vị cao nhân giấu giếm tài nghệ này thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho Hồ Trọng Chi thì mình tiêu đời rồi. Cho đến lúc này cao nhân thấy mình không thuận mắt, hừ một câu thì mình mất bát ăn. Cho nên phó trưởng quỹ Trần Vận của Tế Xuân Đường vừa tiến vào đã lập tức đến trước mặt Diệp Phàm, cúi người thi lễ vô cùng cung kính nói. Diệp Thiên Sinh, vừa rồi tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin đại nhân ngài rộng lòng tha thứ, tha lỗi cho tôi. Sau khi nói xong lại vái ba lạy, Diệp Phàm nghiêng mắt liếc nhìn y gật đầu, bình thản nói. Được rồi, sau này phải chú ý một chút, khách hàng là thượng đế, câu nói này phó trưởng quỹ Tế Xuân Đường Anh có lẽ phải biết rõ nhất, đừng phân chia già trẻ lớn bé giàu nghèo. Đúng vậy, Diệp Tiên Sinh dạy rất phải, Trần Vận xin thụ giáo. Tiểu tử này vội vàng gật đầu, có chút dáng vẻ giống như gà mổ thóc, Diệp Phàm nhìn thấy mà trong lòng cứ buồn cười, cũng xem như hết giận. Cần gì phải so đo với loại người như y, trái lại sỉ nhục hình tượng cao nhân của mình. Lão Thái Thái, ngài có thể nói tình hình cụ thể hôm đó đi chùa Kim Quang ở núi Lạc Hà như thế nào không, đừng bỏ qua một chi tiết nào, chỉ có biết rõ như vậy mới có thể trị liệu. Diệp Phàm rất tôn trọng Hồ Lão Thái Thái. Thật ra thì mấy năm qua, trong tâm khảm của Hồ Lão Thái Thái luôn bị dày vò, ăn chay trường để niệm Phật cầu cho cháu mình bình thường trở lại. Diệp Thiên Sinh. Hồ gia chúng ta coi như là khách quen của chùa Kim Quang, có quan hệ rất tốt với Tuệ Minh Đại sư chủ trì ở đó, trước sau đã giúp đỡ đến mấy trăm vạn cho chùa. Hôm đó đến chùa cũng không có chuyện gì khác thường. Hồ Lão Thái Thái kể hết chuyện lên chùa hôm đó một lần, những gì còn chưa nhớ rõ thì bà Vú và cô gái bên cạnh bổ sung, thỉnh thoảng Trần Vận cũng góp vào mấy câu. Xem ra trong chùa không có việc gì, vậy trên đường thì sao? Diệp Phàm lại hỏi. Cảm thấy trong chuyện này nhất định có gì đó. Diệp Tiên Sinh, tôi còn nhớ một chuyện. Trần Vận ấp úng. Có chuyện gì mau cho kể tường tận cho Diệp Tiên Sinh đi, không được giấu giếm mảy may.
Hồ Thế Lâm vừa nghe thì có vẻ hơi bực mình, nghĩ chắc chuyện lúc trước mình còn chưa biết hết. Lúc ấy, vừa trở lại được nửa đường, còn chưa tới sườn núi thì đã thấy trưởng quỹ Hồ Tam ở đó. Trần Vận kể tới đây thì Diệp Phàm hỏi. Trưởng quỹ Hồ Tam là người nào? Là em trai thứ ba của tôi, tên là Hồ Thế Hùng, giờ đang công tác ở văn phòng tỉnh ủy. Tính cách cũng chưa trầm ổn lắm, còn trẻ tuổi nên rất dễ kích động. Hồ Thế Lâm trả lời, mơ hồ cảm thấy chuyện này quan hệ tới em trai mình. Nói tiếp đi, không được giấu giếm. Ừ, lúc ấy công tử Thế Hùng hình như là đi dã ngoại với mấy người bạn, uống cũng ngà ngà rồi. Vừa thấy chúng tôi thì vui vẻ đi tới, còn ôm thiếu gia hôn vài cái bảo có thơm không. Lúc ấy thiếu gia nói miệng của chú ba sao mà hôi thế, làm công tử Thế Hùng cười ha hả. Lão thái thái thấy con trai ở đây thì cũng bảo mọi người cùng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát sau thì lão thái thái, dì Hồ và Chu Linh đi tới bên suối rửa ráy. Còn tôi mang theo thiếu gia Trọng Chi ngồi lên một tảng đá chơi đùa. Tuy nhiên không lâu sau thì xảy ra chuyện. Công tử Thế Hùng đang ngồi nghỉ cách đó không xa cãi nhau với một nhóm người, song phương càng cãi càng ầm ĩ, cuối cùng thì dẫn đến đánh nhau. Nhóm của công tử Thế Hùng có chừng 5, 6 người, bên kia cũng tương tự, xảy ra chuyện chắc là vì cùng uống say. Lúc ấy công tử Thế Hùng hồ đồ, tiện tay vung một viên gạch ném qua. Làm một đứa bé bị thương ở bắp chân. Lúc này đột nhiên có một tiếng quát to, dừng tay hết cho ông mày, mọi người ngơ ngác vì tiếng quát kia rất chói tai, nghe như sét đánh. Mọi người cùng dừng tay lại mới phát hiện ra có một người đàn ông thô mãnh, bộ dạng như hắc toàn phong Lý Giật từ trong rừng chui ra. Lúc này cô bé bị công tử Thế Hùng đánh bị thương vào bắp chân nhào vào lòng người kia khóc ầm ĩ rồi chỉ vào công tử Thế Hùng nói gì đó. Đại hán vừa nghe giận tím mặt. Quay đầu nhìn chằm chằm vào Thế Hùng, rồi đột nhiên chuyển thân, khi nhìn lại thì đã thấy công tử Thế Hùng ngã lăn ra chừng 2 mét, bắp chân bị người kia đá trúng xương vù lên. Lúc này Trọng Chi thấy chú mình bị đánh thì chạy tới ôm lấy khóc lóc, luôn miệng mắng người kia là đồ bại hoại. Người kia cười gần đến gần Trọng Chi, cũng không làm gì cả, chỉ vỗ vào vai nó hai cái rất nhẹ. Tôi vội vàng xông tới ôm Trọng Chi về, lúc đó công tử Thế Hùng vẫn nằm kêu la trên mặt đất. Còn đám người kia thì quay đầu bỏ đi. Tuy nhiên người kia còn rất đắc ý hát một bài hát quái lạ gì đó mà Nam Hải nhất thần thối, Mạc Kỳ Phi Điêu Ưng, Tây Cương Ba Li Miêu, Đông Phương Thăng Thổ Địa chẳng biết là có ý nghĩa gì, sau đó công tử Thế Hùng cảnh cáo tôi không được nói chuyện này cho lão thái nghe. Vì sợ bà lo lắng, nên tôi vẫn cứ giấu trong lòng. Trần Vận vừa mồ hôi trên mặt vừa nói, trong lòng cũng hết sức sợ hãi. Hồ Thế Hùng lại là lão tam của Hồ gia. Nếu gã biết mình để lộ ra thì chỉ cần một câu là có thể đuổi mình đi. Chén cơm ở đây rất tốt, tiền lương mà Hồ gia mỗi năm trả cho Trần Vận là 10 vạn, dĩ nhiên y không muốn rời khỏi Tế Xuân Đường. Vì thế mà y không kể chuyện này cũng là bình thường, sau khi Hồ Thế Lâm biết rồi cũng không mắng y. Ai? Diệp Phàm thở dài một tiếng, đọc lại bài vè này, nghĩ đến chuyện mà Trần Khiếu Thiên đã nói trước kia. Bốn câu thơ này chính là nói đến bốn cao thủ thất đoạn trẻ tuổi của bốn phương Đông Tây Nam Bắc của Hoa Hạ. Lúc ấy lão Trần còn nói, người trẻ nhất trong tứ tú này cũng đã là 28 tuổi. Cô ta chính là người được gọi là Tây Cương Hoàng Ly Phượng Tứ Cô Nương, là một thiên tài, mới 26 tuổi thì đã đạt tới lục đoạn thuần hóa, thực ra đã là một cao thủ thất đoạn, sau đó 28 tuổi đã đột phá đến thất đoạn khai nguyên. Lời ca của người kia chắc chắn có liên quan đến tứ tú. Hơn nữa có lẽ chính y là một trong đó, được xưng là Nam Hải nhất thần thối. Nếu đúng chọc phải người này thì đúng là phiền toái rồi, y mới 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới thất đoạn, hơn nữa quyền thế sau lưng cũng ngút trời. Chương 282, đọ sức hay không? Diệp Phàm quyết định trước hết hỏi đại ca Thiết Chiêm Hùng rồi mới quyết định. Y là người đứng đầu liệp báo, chắc chắn là biết Nam Hải nhất thần thối. Có lẽ Hồ Trọng Chi là do bị người kia ra tay. Lúc ấy chẳng phải kể là nó bị y vỗ vai hai cái sao. Tuy nói không nặng nội kình của cao thủ thất đoạn đã sớm rót vào kinh mạch của nó rồi truyền lên não bộ, là nguyên nhân tạo nên sự ngu đần của Hồ Trọng Chi. Diệp Phàm cảm thấy trên người bỗng nhiên nặng trịch, cảm giác như hô hấp cũng khó khăn. Nếu muốn trị lành bệnh cho Hồ Trọng Chi chắc chắn sẽ phải tìm người kia để hỏi phương pháp giải huyệt. Điều này đâu phải dễ dàng, người ta đường đường là một trong tứ tú. Có thể dễ dàng nói chuyện với mình sao, biết đâu lại chẳng bị cuốn vào một mớ bòng bong.
Diệp Phàm cân nhắc hơn thiệt, quyết định hỏi trước hỏi rồi hãy nói. Hồ tiên sinh, ta gọi điện thoại đã. Diệp Phàm nói. Diệp tiên sinh, có phải cho chuyện gì phiền phức rồi không? Hồ Thế Lâm khả không ngu ngốc, vừa nghe bốn câu vẻ kia thì trong lòng cũng đã đoán có chuyện gì đó, lúc này chỉ muốn mắng cho thằng em trai gây chuyện một trận tơi bời, tuy nhiên vì có mặt Hồ Lão Thái Thái mà không tiện phát tác. Cũng chưa rõ chuyện gì, chờ tôi gọi điện rồi hãy nói. Diệp Phàm cũng không tỏ vẻ gì. Vậy phiền tiên sinh gọi đi. Hồ Thế Lâm nói xong thì bảo mấy người ra khỏi phòng. Diệp Phàm rút điện thoại ra gọi, hỏi ngay. Anh Thiết, chắc anh đã nghe qua bốn câu thơ. Nam Hải nhất thần thối. Mạc Bắc Phi điêu ưng. Tây Cương ba ly miêu. Đông Phương thăng thập địa. Anh có thể nói cho em biết lai lịch những người này không? Ách, cậu nghe được từ chỗ nào? Thiết Chiêm Hùng ngạc nhiên vì đây là lời đồn đại nhưng cũng chỉ rất ít người trong giới quốc thuật mới biết được. Ha ha, mới vừa nghe một người bạn từ địa tranh môn nó. Diệp Phàm nói dối vì không muốn để cho Thiết Chiêm Hùng lại nhớ tới cao thủ Trần Khiếu Thiên. Lần trước vì chuyện hội Hồng Á Đao Lưu của Nhật Bản mà đã để cho Thiết Chiêm Hùng biết được Trần Khiếu Thiên là một cao thủ tứ đoạn, trong lòng vẫn muốn đào góc tường Diệp Phàm nhưng bị hắn cự tuyệt. Nếu Thiết Chiêm Hùng biết Trần Khiếu Thiên nguyên là một cao thủ thất đoạn sau vì bị thương mà rớt xuống lục đoạn chắc có liều mạng cũng phải đoạt được lão. Vì thế Diệp Phàm mới không muốn nhắc lại Trần Khiếu Thiên. Tốt nhất là để cho Thiết Chiêm Hùng quên lão đi, tuy nhiên chuyện này thì không có khả năng. Sau này chuyện giảm hình phạt của lão Trần chắc còn phải phiền đến Thiết Chiêm Hùng rồi. Địa tranh môn, người nào, bản lĩnh ra sao? Thiết Chiêm Hùng tò mò, y bây giờ chỉ trực phát hiện ra cao thủ quốc thuật nào là nghĩ tới bắt vào liệp báo. Điều này thực ra cũng khó trách y, chỉ bởi vì nhân tài quốc thuật hiện giờ quá hiếm hoi. Nhị đoạn, đã gần 40 tuổi rồi. Diệp Phàm lại tiếp tục nói dối. Ách, mới nhị đoạn mà đã 40 rồi à, bỏ đi. Thiết Chiêm Hùng thoáng cái mềm nhũn, nói vẻ mất hứng. Đã 40 tuổi mà mới đạt đến nhị đoạn thì còn làm cái rắm gì nữa, không hề có chút tiền đồ phát triển. Anh Thiết, anh còn chưa nói về bốn người kia. Diệp Phàm quay lại chủ đề. À, bốn câu thơ đó là chỉ bốn cao thủ trẻ tuổi quốc thuật của Hoa Hạ, tuổi đều chừng 30. Nam Hải nhất thần thối là chỉ thần thối Câu Trần Âm Giật, thường khoe là con cháu của Câu Trần Đại Đế. Người giống như Hắc Toàn Phong Lý Giật vì thế mới đổi tên là Câu Trần Âm Giật. Y sống ở trên một ngọn núi ở đảo Lục Bàn tại biển Nam Hải, độ cao cách 900 mét so với mặt nước biển, trên đảo có khoảng 50 vạn nhân khẩu, họ Câu chiếm đến 6 phần. Lịch sử của gia tộc này có đến hơn mấy ngàn năm trước. Người này vô cùng dũng mãnh, có thân thủ thất đoạn khai nguyên, nội kình cực kỳ thâm hậu, công phu về chân cực kỳ lợi hại, một cước có thể đá gãy cây to. Y nếu tức giận đá chết mấy người nhẹ nhàng như bữa ăn sáng, cậu ngàn vạn lần đừng chọc vào, ngay cả tôi thấy y cũng phải đi vòng. Mạc Bắc Phi điêu ưng, là chỉ điêu kiêu hoành bạch kiền, người này thích nhất là đi trên nước nên mới đổi tên là vậy. Y ở trên hồ Hãn Hải Lam tại vùng Mạc Bắc Hoa Hạ. Thân thủ cũng là thất đoạn khai nguyên, dùng khinh công bay lượn như một con chim ưng trên vùng hồ Hãn Hải Lam. Thủ hạ dưới tay đều là người đột quyết. Hùng hãn cường tráng như sói phương Bắc, khi cần giết người sẽ không nương tay, lấy nghề buôn lậu qua biên giới để kiếm sống. Ngay cả quốc gia muốn bắt bọn chúng cũng khó khăn. Tây Cương Ba Ly Miêu, là chỉ phượng tứ cô nương của gia tộc Phượng Thị bên sông Y Lê nằm trong dãy núi Thiên Sơn. Cô ta 28 tuổi, dung nhan nghe nói đẹp như tuyết liên trên Thiên Sơn, tuyệt thế như tiên nữ trên trời. Tuy nhiên cô ta luôn đeo mạng che mặt màu trắng nên không thấy rõ được hình dạng. Cô ta là cao thủ khai nguyên thất đoạn, thân thể nhẹ như chim yến nên được gọi là Hoàng Ly. Cậu đừng nghe nói cô ta là cô nương thì nhân từ, cô ta rất tàn ác, giết người tuyệt đối sẽ không nương tay. Đông Phương Thăng Thổ Địa là chỉ Đỗ Tử Nguyệt Tiên sinh thuộc về gia tộc xưa Đỗ Thị ở thành phố Thượng Hải phía Đông Hoa Hạ, được xưng Thổ Địa Ông. Y là cao thủ thất đoạn khai nguyên, nghe nói lão tổ tông chính là lão đại Đỗ Nguyệt Sinh của Thanh Bang lừng danh Thượng Hải Thượng Hải. Tuy nhiên nghe nói Đỗ Nguyệt Sinh tiên sinh sau giải phóng thì trốn tới Hồng Kông, còn lại chắc cũng chỉ là một chi họ mà thôi, chẳng qua lấy tên của y để dọa người. Dĩ nhiên bây giờ là xã hội mới rồi, quốc gia ra sức trấn áp các hắc bang, bọn họ cũng đã thay đổi lấy kinh doanh làm chủ, chỉ có bản chất là vẫn giữ mô hình thu nhỏ của bang hội. Người này tướng mạo nho nhã,
tuy trẻ tuổi nhưng lòng dạ độc ác, trên người chắc đeo không ít nhân mạng. Kỳ lạ là y tuy nói là khá âm độc nhưng cũng giống như lão tổ tông Đỗ Nguyệt Sinh, có lòng yêu nước, giảo hoạt, gian trá, nhưng lại rất nói nghĩa khí. Y giao thiệp với giới giải trí, văn hóa, giáo dục, tài chính, tin tức, lại vừa kiêm trung gian cho Hồng Đạo, Hắc Đạo, giới kinh doanh, chính trị, có thể nói là nửa chính nửa tà. Tại bến Thượng Hải có đại danh đỉnh đỉnh, tuy nói còn kém Đỗ Nguyệt Sinh ngày xưa nhưng cũng có phong phạm cái thế, được coi là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, là một đại nhân vật không thể khinh thường. Thiết Chiêm Hùng nói hết nội tình của Hoa Hạ Tứ Tú một lần, Liệp Báo đúng là lợi hại, chắc là có tài liệu về nhiều nhân vật nổi tiếng của Hoa Hạ. Diệp Phàm cảm thấy binh đoàn Liệp Báo ở Vịnh Lam Nguyệt có điểm giống như bộ phận thống lĩnh quân đội thời Quốc Dân Đảng. Thật ra thì hắn xem vậy cũng có chút đạo lý. Liệp Báo thật sự là một tổ chức hùng mạnh, thậm chí quyền lực còn lớn hơn tưởng tượng của Diệp Phàm, chẳng những về phương diện an toàn quốc gia mà ngay cả những việc đại sự khác cũng có bóng dáng của nó. Anh Thiết, Nam Hải Thần Cước đánh với anh thì sao? Diệp Phàm cũng hơi thấp thỏm, tuy nói bản lĩnh của đã đạt đến thất đoạn khai nguyên nhưng đó không phải là do tu luyện mà thành, chỉ dựa vào dược vật để cưỡng ép, gần giống như sách lậu. Nghiêm khắc mà nói chỉ mới là thất đoạn hạ đẳng đại vũ sư. So với cậu Trần Âm Giật thì thực lực vẫn còn chỗ chênh lệch. Đùa sao, cậu bảo anh đi tìm chết à? Anh mới là lục đoạn khai nguyên, chênh lệch với thất đoạn một trời một vực. Người ta chỉ cần ra 7-8 đòn thì xong đời rồi. Hơn nữa cậu Trần Âm Giật có công phu hạ bàn cực cao, cao thủ thất đoạn bình thường còn chưa chịu nổi huống gì là anh. Thiết Chiêm Hùng tức giận mắng, đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì nên hỏi. Quái lạ! Tiểu tử ngươi làm sao cứ một mực hỏi tới câu Trần Âm Giật, có phải có chuyện gì liên quan đến y? Không có, em đâu biết y thì nói gì đến liên quan, người ta là một cây đại thụ sao để mắt đến dạng tôm tép như em, ha ha. Diệp Phàm cười khổ, trong lòng cũng hơi loạn, xem ra để giải quyết hoàn toàn chuyện của Hồ gia chắc là khó khăn rồi. Ừ, nói cũng phải, đừng bảo là tiểu tử ngươi cho dù là tổ A của Hoa Hạ vẫn muốn đặc biệt chiêu mộ anh hùng trẻ tuổi này nhưng không thành công. Ai, quốc gia tuy lớn nhưng cũng có nhiều chuyện bất đắc dĩ, nhiều chuyện lại liên quan với nhau, nếu liên lụy đến ảnh hưởng lại càng kinh người. Thiết Chiêm Hùng thở dài. Làm sao vậy, quốc gia là lớn nhất rồi, chẳng lẽ còn có người có thể đối kháng với quốc gia sao? Diệp Phàm giật mình, tròn mắt không tin. Ai, lão đệ, nước ở đây sâu không biết đâu mà lần. Cơ quan quốc gia là lớn mạnh, nhưng người ta lại không phạm pháp. Nếu thật muốn đối phó bọn họ đương nhiên là có cách, cứ phái ra binh lực một sư đoàn vây bắt liên tục thì cũng đủ để làm bọn họ mệt chết. Tuy nhiên cậu thử nghĩ xem, những người này nếu không chết lọt ra ngoài thì loạn rồi, nếu bước ra nước ngoài thì chẳng phải dâng tặng cao thủ cho nước ngoài sao. Vì thế có một số chuyện mà quốc gia ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần không quá là được. Tuy nói Tứ Tú thỉnh thoảng làm ra vài chuyện khác người nhưng bọn họ cũng tự giải quyết nội bộ. Hơn nữa cũng không phải là chuyện gì thương thiên bại lý, kỳ lạ là bọn họ rất yêu nước. Chuyện tổn hại đến Hoa Hạ sẽ không làm, vì thế vài chuyện mờ ám của bọn họ cũng không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia. Mặt khác mà nói thì bọn họ là lấy đen chế đan, cũng có tác dụng tăng tiến nhất định. Chuyện này chẳng những chỉ riêng Hoa Hạ mới có mà nước ngoài cũng thế, nhà nào chẳng có khó khăn riêng. Ngay như chuyện của cậu đi, có thực lực ngũ đoạn khai nguyên, so với anh còn thấp hơn. Nhưng còn trâu bò hơn cả anh, nói không đầu quân là không đầu quân. Anh cũng đâu có cách gì chứ. Người dân có quyền lựa chọn công tác, chúng ta cũng không nên dùng sức mạnh ép buộc, nếu cứ cưỡng ép mà cậu làm ra chuyện gì ngu ngốc thì tiếc hận rồi. Bây giờ đi ra nước ngoài cũng dễ dàng, nếu vậy thì quốc gia cũng chỉ có cách trơ mắt ra mà nhìn chứ làm được gì. Thiết Chiêm Hùng ra vẻ bất lực, nói ngay đến chuyện đầu quân của Diệp Phàm. Dừng lại. Coi như em sợ anh rồi, nói chuyện khác đi, em sắp ù tai rồi đấy. Ha ha, em vẫn yêu cuộc sống hiện tại lắm, tuy nói có nhiều chuyện không như ý nhưng vẫn còn yên tĩnh. Người ta nói, đời người quý nhất là bình yên, em chỉ mong mỗi ngày đều được như vậy. Ha ha ha, có thể vì dân làm ra một vài chuyện tốt cũng là hạnh phúc rồi. Diệp Phàm cười một trận rồi cúp điện thoại. Thiết Chiêm Hùng giáng mạnh một quyền xuống bàn, cười mắng. Tiểu tử! Muốn chạy trốn khỏi lão Thiết này đâu dễ như vậy, cứ chờ đi, ha ha ha. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Diệp Phàm cũng không thể bình tĩnh, Nam Hải nhất thần thối quyền thế quá mạnh,
ngay cả như đoàn trưởng Thiết một tay che trời như vậy cũng hơi sợ hãi, nếu muốn chữa lành bệnh cho Hồ Trọng Chi chắc chắn sẽ có xung đột với thần thối Câu Trần Âm Giật rồi. Nếu làm thì với bản tính của Câu Trần Âm Giật chắc chắn sẽ trực tiếp đem Hồ Trọng Chi và Hồ Thế Hùng xuống âm phủ. Chỉ cần một chuyện nhỏ đã khiến y có thể làm một đứa chử như Hồ Trọng Chi biến thành si ngốc, điều này nói rõ y cũng không phải loại lương thiện gì. Lợi hại nhất là y cũng không tìm chính Hồ Thế Hùng để ra tay, chuyện ngày đó chắc là cô bé có quan hệ mật thiết tới y bị thương nhẹ nên hắn ăn miếng trả miếng lên người một đứa bé như Hồ Trọng Chi. Từ chuyện này cho thấy y là người có thù tất báo. Đối với loại người này nếu có thể tránh kết thù thì tránh, nếu kết thù với y thì chỉ có một cục diện không chết không dừng. Bản thân Diệp Phàm cũng không có nhiều sợ hãi, điều lo lắng chính là người nhà của mình, dù sao hắn cũng còn cha mẹ anh em. Tuy nói hồ sơ của mình tại Liệp Báo đã được bảo mật, hồ sơ gốc chắc đã được tiêu hủy, tuy nhiên người như thần thối xác định có rất nhiều thủ hạ nghe nói gia tộc họ Câu tại đảo Lục Bàn chiếm đến 6 phần, nhân khẩu cũng có đến 50 vạn, gần bằng một huyện nhỏ. Điều này chứng tỏ gia tộc Câu Trần ở đảo Lục Bàn quyền thế cường hãn dọa được người, giống như ba họ lớn ở thôn Đập Thiên Thủy. Hồi trước chỉ riêng Lý Gia đã khiến Diệp Phàm bể đầu sứt chán thì đừng nói tới thế gia mười mấy vạn như Câu Trần gia tộc. Diệp Phàm suy nghĩ cân nhắc giữa việc vực dậy nhà máy giấy và xung đột với gia tộc Câu Trần, hồi lâu mơ hồ đã có khuynh hướng rút lui. Hắn cũng không phải lo sợ cho bản thân, chủ yếu là lo cho an nguy của người nhà. Là một thành viên của Hoa Hạ Tứ Tú, Câu Trần Âm Giật chỉ cần có tâm điều tra Diệp Phàm chắc sẽ làm được, hơn nữa cả nhà của hắn cũng không thể giấu được. Mấy người trong nhà hắn đều là người bình thường, cho dù anh hay em hắn có luyện qua mấy chiêu thì cũng là đẳng cấp thấp không thể đủ để bảo vệ bản thân. Thân thủ như vậy tại gia tộc Câu Trần ở đảo Lục Bàn xác định có rất nhiều, so sánh thực lực giữa hai bên thì thực lực bên mình quá cách xa. Nghĩ đến hết thảy. Diệp Phàm quyết định không bị cuốn vào vũng nước đục này, chuẩn bị lúc có thời gian dùng kim châm khơi thông cho Hồ Trọng Chi một lần nữa coi như đã không làm thất vọng Hồ gia rồi. Bản thân không thu của y chút lễ vật nào coi như không thẹn với lương tâm, chỉ là thấy có chút ấm ức mà thôi. Đã biết rõ không địch lại được còn muốn đi gây chuyện thì đúng là không sáng suốt, Diệp Phàm quyết không thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Đang lúc Diệp Phàm suy nghĩ cân nhắc thì Chủ tịch Hồ đang nghe báo cáo. Chủ tịch Hồ, sau khi điều tra đã bước đầu hiểu rõ, căn cứ vào tài liệu và đĩa CDAOM do Diệp Tiên Sinh cung cấp cùng với tin tức do người quen cũ của chúng ta ở huyện Ngư Dương thì có thể thấy nhà máy giấy Lâm Tuyền là một cục diện rối rắm, vốn tư bản của nó khoảng mấy trăm vạn, nhưng thực tế chỉ là xác nhà máy không. Chương 283, Bí thư Thị ủy Dương đập bàn rồi. Hơn nữa giao thông ở Lâm Tuyền rất kém, ngay cả đường cấp 2 cũng chưa có, vì thế công tác vận chuyển sẽ không hề dễ dàng. Về phần lợi nhuận thì cho dù là sản xuất loại giấy công nghệ cao kia thì nhiều nhất cũng chỉ là hòa vốn. Mấy người thuộc hạ đề nghị là không thể đầu tư. Nếu thật sự muốn đầu tư thì hội đồng quản trị chắc cũng sẽ không thông qua. Chẳng phải hắn đang tiến hành kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền sao? Hồ Thế Lâm hỏi. Bản kế hoạch đó là không tưởng, tài chính cả thị trấn cả một năm sau khi nạp lên trên thì chỉ còn khoảng 1-200 vạn. Nhân viên của thị trấn Lâm Tuyền sau khi sáp nhập thì nghe nói tới 700-800 người, với số tiền đó thì phát lương cũng không đủ. Tiền lương còn chưa đủ thì lấy đâu ra sửa đường, hơn nữa bản kế hoạch đó cần tới tài chính khoảng 2.000 vạn. Đối với một số thị trấn vùng Duyên Hải mà nói thì có lẽ cũng sẽ thực hiện được, nhưng với thị trấn sâu trong nội địa mà lấy được 2.000 vạn để làm đường thì khó rồi. Chuyện này rất phi thực tế, cho dù bọn họ dốc hết tài lực của Ngư Dương cũng không làm được. Vì thế bản kế hoạch này chắc là vứt đi. Người cấp dưới chỉ cần vài câu đã phản bác hết toàn bộ bản kế hoạch mà Diệp Phàm khổ cực nghĩ ra. Nếu Diệp Phàm ở đây nghe được chắc sẽ tức uất, tuy nhiên gã nói rất có lý, Diệp Phàm dù muốn phản bác cũng rất khó khăn. Không lâu sau thì người nhà của Hồ Thế Lâm tiến vào. Diệp Phàm dày mặt nói. Chủ tịch Hồ, các ông bàn bạc thế nào về chuyện nhà máy giấy Lâm Tuyền rồi? Diệp Phàm muốn nghe ý kiến của Chủ tịch Hồ, đối với chuyện hợp tác lần này chắc cũng không hy vọng gì, nhưng dù sao tầm nhìn của một lão đại trong ngành giấy cũng sẽ giúp ích rất lớn. Diệp tiên sinh, đây là lời nói thật của tôi. Nhà máy trong thị trấn các anh trên thực tế chỉ còn cái vỏ không, nếu là hợp tác thì tập đoàn chúng tôi chắc sẽ phải bỏ tiền ra. Hơn nữa điều kiện các anh ở đó cũng không được tốt,
muốn đổi mới toàn bộ nhà máy chắc cũng phải bỏ ra 3.000 vạn cũng chưa chắc có đủ hay không. Về hạng mục chế tạo giấy công nghệ cao chắc sẽ phải nhập về các thiết bị mới, vốn đầu tư rất lớn. Hơn nữa lượng tiêu thụ cũng là vấn đề, vì thế chuyện này đúng là khó khăn. Hồ Thế Lâm nói rất huyền chuyển, cũng không trực tiếp cự tuyệt, mà là nói khó làm, thật ra thì chính là biến tướng cự tuyệt. Diệp Phàm nghe Hồ Thế Lâm cự tuyệt thì lại thấy trong lòng rất thoải mái, chỉ e đối phương đồng ý thì mình tiến thoái lưỡng nan. Bản thân hắn cũng có thân thích, bằng hữu, bất đắc dĩ phải lựa chọn vì an toàn của bọn họ. Chuyện này Chủ tịch Hồ cũng đã uyển chuyển cự tuyệt như vậy rồi, cũng chính là cho mình một cơ hội đàng hoàng để rút lui. Hắn cười nhạt. Chủ tịch Hồ, chuyện nhà máy giấy chúng tôi cũng đành biết vậy, nên từ trước giờ tôi cũng không giấu giếm gì. Hợp tác hay không cùng không quan trọng, chỉ là điều kiện chúng tôi quá kém mà thôi. Tuy nhiên vừa rồi mới gọi điện thoại mới biết bệnh tình của lệnh công tử Hồ Trọng Chi chắc là có chút phiền phức. Bệnh của cậu ấy là ở não bộ, nơi tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh, chỉ cần sơ suất là có thể làm cho bệnh tình thêm nặng. Vì thế chuyện này chắc Chủ tịch Hồ phải mời người khác cao hơn rồi, năng lực bản thân tôi cũng có hạn. Tuy nhiên tôi sẽ vì công tử mà châm cứu lần nữa, không lấy một đồng chi phí, chắc cũng có thể giảm bớt một chút. Còn muốn trị tận gốc thì nói thật là không có khả năng. À, Diệp tiên sinh, làm sao không thể, không còn cách sao? Sắc mặt bà vợ Liễu Mãn Xuân của Hồ Thế Lâm lập tức trắng bệch, nước mắt vòng quanh, thân thể mềm nhũn rồi ngất xỉu làm cô gái bên cạnh phải vội vàng đỡ lấy. Hồ Lão Thái Thái thì khá hơn một chút, ngồi ở trên ghế không biểu hiện gì, nhưng bàn tay đang lần chuỗi chàng hạt khẽ run rẩy, chắc trong lòng cũng không bình tĩnh. Sắc mặt của Hồ Thế Lâm nặng nề, ngồi yên lặng trên ghế, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Không lâu, Hồ Thế Lâm tựa hồ đã quyết định. Diệp tiên sinh, tôi biết muốn trị bệnh của Trọng Chi là khó như lên trời, bởi vì tôi đã đưa nó đi rất nhiều quốc gia phát triển như châu Âu, châu Mỹ nhưng đều bó tay. Những danh y của Hoa Hạ tôi cũng đều tìm hiểu qua. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng là Diệp tiên sinh có thể tiếp tục trị liệu cho con tôi. Chi phí trị liệu một năm là 100 vạn thì thế nào? Hồ tiên sinh, chuyện này rất khó, không phải là vấn đề tiền nong. Ông có cho tôi 1.000 vạn thì tôi cũng không thể ra sức. Diệp Phàm quyết tâm rút lui, nhẹ nhàng lắc đầu, không nhúng mình vào vũng nước đục này nữa, tiền quan trọng nhưng an toàn của người nhà còn quan trọng hơn. Thật không được rồi sao? Trọng Chi số khổ mà. Liễu Mãn Xuân khóc giống lên quỳ xuống ôm chân Diệp Phàm, tuy nhiên được cô gái kia đỡ dậy. Ngay cả Hồ Lão Thái Thái cũng đứng lên, vẻ mặt bi thương, Diệp tiên sinh, lão thân cũng đã hơn 60 rồi. Kính xin Diệp tiên sinh có thể không từ chối, tiếp tục trị liệu cho Trọng Chi nhà ta, lão thân sẽ ngày ngày trước mặt Phật tổ cầu nguyện cho tiên sinh. Ai? Diệp Phàm thở dài, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, có thể trị được bệnh mà do tình thế bức bách không thể làm, cảm thấy đây không phải là đạo làm người của mình. Tuy nhiên vì nghĩ đến an nguy của người trong gia đình liền quyết tâm ngậm miệng. Diệp tiên sinh, như vậy đi, nếu tiên sinh đáp ứng trị liệu, tôi sẽ không dùng danh nghĩa tập đoàn để hợp tác vì nếu vậy thì chắc chắn hội đồng quản trị sẽ không thông qua. Tuy nói tài sản cá nhân của tôi có trên 1 tỷ nhưng cũng đã chuyển thành bất động sản, tài chính thực tế trong tay cũng không nhiều lắm, chắc chưa tới 2.000 vạn. Nếu như để đổi mới toàn diện nhà máy giấy Lâm Tuyền thì trước hết để chính quyền bố trí lại địa bàn, xây dựng lại nhà xưởng, coi như là biểu thị thái độ. Dĩ nhiên tôi sẽ xuất ra 2.000 vạn để cổ động các anh. Hồ Thế Lâm nói đến mức như vậy thì trong lòng Diệp Phàm lại càng bối rối, đây là hành động chịu thua thiệt, làm trái với lương tâm. Ai, Hồ tiên sinh, thái độ của ông rất chân thành, tình nguyện bỏ tiền nhà ra để tài trợ tôi, điều này tôi rất cảm tạ. Diệp Phàm vừa nói đến đây thì chợt điện thoại vang lên rồi nghe giọng của Tần Chí Minh nói. Phó Bí Thư Diệp, chuyện ở Thủy Châu của cậu thế nào, tập đoàn Nam Cung có trả lời chắc chắn không? Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra trong thị trấn à? Diệp Phàm chợt lạnh toát, đoán chắc là có việc gì đã xảy ra. Nếu không Tần Chí Minh vẫn luôn trầm ổn sẽ không lộ ra vẻ lo âu như thế. Xảy ra chuyện lớn, buổi sáng hôm nay đoàn của Bí Thư Thị ủy Dương đến để kiểm tra các mảng kinh tế, xây dựng ở Ngư Dương gần đây. Bởi vì tình hình phát triển kinh tế của huyện Ngư Dương chúng ta vào thời gian trước là số lẻ nên đã bị ba vị lão đại của thị ủy phê bình đích danh.
Tuy nói hai vị bí thư Lý và chủ tịch Trương đã dùng ngũ quan để đảm bảo rằng năm nay sẽ phát triển hai con số nhưng bí thư Dương vẫn không yên lòng. Lần này ông ấy tự mình đến đây, dẫn theo các phòng ban chuyên ngành để kiểm tra huyện Ngư Dương. Sau khi nghe thường vụ báo cáo xong thì đi thị sát dưới cơ sở, lúc ấy bí thư Dương nhớ ra chuyện người chết đói ở xã Khanh Hương. Nên đặc biệt xuống dưới đó xem xét. Sau đó lại nói là xã đã sáp nhập vào Lâm Tuyền thì vòng lại Lâm Tuyền nói là muốn nhìn xem Lâm Tuyền như thế nào để kéo Khanh Hương phát triển, tránh cho sau này lại có người chết đói. Ai ngờ trên đường đi qua nhà máy giấy thì bị ngăn lại, thoáng cái đã ùa ra 200-300 công nhân giơ biển viết là chúng tôi muốn cơm năn, chúng tôi sắp chết đói rồi. Nghiêm trọng hơn là có một công nhân xông đến nói là Phó Bí Thư Diệp Phàm của Lâm Tuyền đến đây làm tổ trưởng tổ công tác nhà máy giấy lâu như vậy mà vẫn chưa hành động gì, chỉ suốt ngày ăn chơi nhảy múa. Hơn nữa còn đánh, tùy tiện khai trừ công nhân vân vân. Bí Thư Dương vừa nghe thì tức giận điên lên, vỗ bàn trong phòng họp chính quyền thị trấn. Chương 284, Bí Thư Thị ủy Dương giận dữ muốn thấy Diệp Phàm. Tôi cùng với bí thư Lý Hồng Dương vội vàng giải thích nói là cậu gần đây bận nhiều việc, suốt ngày chạy tới Thủy Châu để bàn bạc với tập đoàn Nam Cung về chuyện đổi mới nhà máy, tâm trí đều dồn vào đó. Hơn nữa gần đây còn đang một bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền. Ai ngờ tên tiểu tử Mâu Dũng bên cạnh vừa nghe thì kêu toáng lên, nói cái gì mà đại quy hoạch Lâm Tuyền, căn bản là phi thực tế, hao tài tốn của, nếu Lâm Tuyền nghe theo kế hoạch này sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục vân vân. Lúc ấy Bí Thư Dương vừa nghe thì hiểu được đại khái chuyện đại quy hoạch Lâm Tuyền, sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống. Lập tức phát hỏa, thường vụ Lâm Tuyền các anh có còn ăn cơm nữa hay không? Đầu tư 2.000 vạn thì toàn bộ thị trấn có thành ăn mày hết đi khắp cả nước cũng không xin nổi mấy trăm vạn. Tất cả đều là một đám kẻ điên, toàn bộ đảng ủy viết kiểm tra. Chỉ có Mâu Dũng nói là lúc họp thường vụ đã phản đối, còn ghi rõ vào biên bản. Diệp Mậu Tài cũng nói là bỏ phiếu trắng, ai? Bí Thư Dương lại càng tức giận, vỗ bàn nói tối nay ở lại đây, lập tức về huyện mở hội nghị thường vụ, muốn nghe thường vụ huyện ủy trình bày, hình như có ý về việc dùng người của Bí Thư Lý. Cuối cùng còn nói, gọi Diệp Phàm lập tức trở về gấp, tôi muốn xem một phó bí thư đảng ủy mới 19 tuổi có ba đầu sáu tay hay không mà có thể lên được vị trí đó ở một thị trấn lớn như vậy. Tần Chí Minh nói một tràng, chắc lần này không giữ được Diệp Phàm rồi. Lý Hồng Dương cũng chỉ có cách bầm mặt. Chỉ có Trung Minh Nghĩa và Trương Tào Trung là thầm đắc ý, đợi đến lúc đó sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Anh nói tôi phải trở về Ngư Dương ngay lập tức. Diệp Phàm nhất thời ngơ ngác. Đúng vậy, trước cuộc họp thường vụ huyện ủy 8 giờ tối nay, Bí Thư Dương và thường vụ Ngư Dương chờ cậu ở phòng họp. Ai, lão đệ, tôi đã nói với cậu, tên Mâu Dũng này có người chống lưng rất mạnh, cần phải làm tốt quan hệ. Người trẻ tuổi không nên quá xúc động. Đừng nói chuyện gì nữa, nhanh chóng trở về Ngư Dương, mặc cho số phận đi, ai? Tần Chí Minh thở dài bất đắc dĩ, bản tự kiểm điểm cũng đã viết xong, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Gã làm sao, tiểu tử Mâu Dũng này cũng âm độc a, chuyện náo động ở nhà máy giấy Ngư Dương cũng không biết là người nào tổ chức. Theo lý mà nói thì không phải là Hoàng Hải Bình chắc không đồng ý đổi mới nhà máy. Có lẽ chính là y, nhưng nếu nhà máy xảy ra chuyện thì y cũng đâu tốt lành gì, vậy không phải y thì là ai, loạn quá, vỡ đầu ra mất. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc rồi mắng. Ngoá nó, các ngươi muốn ép ta sao? Ông mày đấu với các ngươi một trận vậy, không phải là nhà máy giấy sao, ông mày sẽ cho nó sống bằng bất cứ giá nào các ngươi nhìn xem. Diệp Phàm nghĩ vậy rồi quay sang nói với Hồ Thế Lâm. Hồ Tiên Sinh, nói thật với ông. Chuyện của lệnh công tử vốn không nên chọc vào. Quyền thế của đối phương rất lớn, có một việc không tiện tôi nói thẳng nếu muốn hoàn toàn trị tận gốc bệnh của Hồ Trọng Chi thì phải tìm được đối phương. Vốn chuyện này tôi cũng không muốn nhúng tay. Tuy nhiên xem ra cả nhà ông đều thương tâm vì chuyện này, nên tôi cũng nói luôn. Chúng ta làm một vụ giao dịch, tôi cần ông bơm tiền đầu tư vào nhà máy giấy Lâm Tuyền. Ít nhất là 2.000 vạn, còn chuyện ông cần chính quyền giải phóng mặt bằng. Xây dựng nhà xưởng, tôi sẽ đáp ứng. Trong thời gian ngắn nhất, tuy nhiên cũng hy vọng ông có thể thực hiện việc ủng hộ tài chính. Vào tối nay tôi hy vọng ông có thể phái ra một người đắc lực đến huyện Ngư Dương cùng tôi để ký một thỏa thuận sơ bộ. Còn tôi sẽ đáp ứng ông dốc toàn lực trị liệu, có đến 8 phần thành công, ông có đồng ý không?
Tôi cho ông suy nghĩ trong 10 phút, nếu không được thì tôi sẽ giúp Trọng Chi một lần cuối rồi chuyện này coi như xong. Diệp Phàm nói xong nhìn chằm chằm vào Hồ Thế Lâm. Cứ định như vậy đi, tôi cũng không có suy nghĩ gì. Diệp tiên sinh, tôi cũng nói thật luôn, với kinh nghiệm trong ngành giấy của tôi thì sẽ không lỗ, tôi đáp ứng đầu tư 2.000 vạn để đổi mới nhà máy, dĩ nhiên trong đó sẽ dành ra 700-800 vạn để xây dựng. Nếu Diệp tiên sinh có thể kéo thêm nhiều người để cổ phần thì càng tốt. Hồ Thế Lâm không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, y cũng bị bước đến đường cùng nên chấp nhận bất kỳ giá nào, sau đó bổ sung. Tuy nhiên tôi cần được đảm bảo là Diệp tiên sinh sẽ toàn lực trị liệu con trai của tôi. Nói thật, đích thân tôi sẽ đi đến nhà máy giấy Lâm Tuyền. Người ngoài nói tôi có 2 tỷ, thật ra chỉ có thể xuất ra 1 tỷ thôi. 2.000 vạn này đối với ta mà nói có thể quyết định toàn bộ hưng suy của Hồ gia, ai? Chủ tịch Hồ yên tâm, chuyện tôi đã đáp ứng thì có liều mạng cũng sẽ làm. Người bất tín thì không thể đứng thẳng, tôi cũng không được coi là quân tử gì, cũng không được coi là một người tốt hoàn toàn, nhưng tuyệt đối là một người thủ tín. Diệp Phàm cũng nói chân thành, người ta đã đích thân đưa mình về, nếu mình không nỗ lực thì làm sao mà làm người, lòng dạ người nào cũng thế thôi, ai cũng có gia đình. An toàn của gia đình mình là quan trọng thì người ta cũng thế. Ông chuẩn bị bảo người nào đi cùng? Diệp Phàm hỏi luôn. Đích thân tôi sẽ đi. Hồ Thế Lâm trả lời ngay, y biết được lai lịch của Diệp Phàm thì cũng không sợ bị hắn lừa mà chỉ e đối phương không cho là mình đủ thành tâm. Con trai là tất cả hy vọng của mình, là tính mạng của mình, nếu không có nó thì lấy đâu ra người kế nghiệp Hồ gia. Vậy thì phiền chủ tịch Hồ rồi, chúng ta lập tức lên đường. Bệnh của Trọng Chi từ từ sẽ chữa, tuy nhiên tôi đã chế trụ rồi, trong vòng 2 tháng nữa sẽ không phát tác. Để tôi sắp xếp xong những chuyện của mình sẽ tới Thủy Châu chữa trị. Còn về chuyện của người kia ông đừng nhúng tay vào tôi sẽ xử lý, nhiều người dính vào càng không tốt. Diệp Phàm nói nghiêm túc, hiện giờ hắn cũng bị bước lên Lương Sơn rồi, quyết định đánh cuộc với Nam Hải Nhất Thần Thối một lần, phần thắng cũng có chừng 3 phần. Còn về an nguy của người nhà thì chỉ cần đưa Trần Khiếu Thiên từ trong nhà tù ra thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Có một cao thủ lục đoạn trấn giữ thì cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa câu Trần Âm Giật cũng có người nhà. Mình cũng là một cao thủ thất đoạn, y cũng phải suy xét khi dính vào. Bên cạnh mình còn có anh Thiết, Tề Thiên, Lô Vĩ. Đám người Lý Tuyên Thạch cũng là một lực lượng to lớn. Nếu quả thật đến thời điểm quyết chiến mình cũng không phải là không có gì. Đất dưới giang hồ, rút đao thấy máu, lần này Diệp Phàm cũng cảm thấy khẩn trương, lại càng làm cho hắn kiên quyết hơn với ý định không muốn tham gia liệp báo, cuộc sống như vậy không phải là thứ hắn yêu thích, bất giác thở dài. Ai, người trong giang hồ cũng đâu được làm chủ bản thân, cảm giác này đúng là khó chịu, chỉ bằng làm một người bình thường. Thật ra thì Diệp Phàm cũng chưa nhìn thấu. Người bình thường tự có phiền não của người bình thường. Ví dụ như tiền là một vấn đề lớn rồi, không có tiền thì làm sao mà tiêu dao an tĩnh, nếu Diệp Phàm không có bản lĩnh quốc thuật, có lẽ bây giờ hắn còn nhận một tháng 300 đồng tiền lương không đủ ăn cơm uống rượu, sức đâu mà phiền não, lấy đâu ra đi xe Mitsubishi, hút Trung Hoa, mặc hàng hiệu, cho nên hưởng thụ luôn đi đôi với trách nhiệm. Ông trời cho người nào bao nhiêu năng lực thì cũng bắt người đó phải làm bấy nhiêu chuyện. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Tề Thiên gọi tới, Diệp Phàm nhớ ngay tới chuyện nhà máy giấy. Vân Thiên báo chẳng phải là cũng có nhà máy giấy các tông sao. Nếu có thể bảo y bỏ ra ít tiền đầu tư thì càng tốt, Vân Thiên báo Dương Vân Thiên xác định cũng muốn đột phá công lực. Tề Thiên, Vân Thiên báo và Thượng Thiên Đồ thế nào, em hỏi giúp anh bảo hắn đầu tư 500 vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền được không? Anh đã thỏa thuận với Chủ tịch Hồ bên tập đoàn Thái Hưng đầu tư 2.000 vạn vào nhà máy giấy rồi. Em nói với y, điều kiện chính là anh sẽ giúp y đột phá một cấp nhỏ. Diệp Phàm cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là phải dùng đến viên lôi âm cửu long hoàn đi câu cá rồi. Đại ca, có chuyện gì sao? Tề Thiên nghe thấy Diệp Phàm nói vậy thì hiểu ngay có chuyện gì. Ai, phiền toái, còn nói gì nữa? Chẳng phải là chuyện nhà máy giấy vào kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền sao? Diệp Phàm thở dài. Được, để em hỏi ngay, anh chờ một chút. Tề Thiên cúp điện thoại, sau một phút thì gọi lại. Đại ca, có tin tức tốt. Thượng Thiên Đồ sau khi nghe nói thì rất cao hứng, chắc là tối qua y cũng thấy bản lĩnh của anh rồi, bây giờ cứ tấm tắc,
Y đồng ý là dùng danh nghĩa tập đoàn Hoành Xương để đầu tư 1.000 vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền, nói là có tập đoàn Thái Hưng ở đó chắc chắn sẽ không thiệt, hơn nữa đáp ứng quyên cho kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền 200 vạn, lúc nào cũng có thể sử dụng. Còn giám đốc Dương sau khi nghe nói lại càng cao hứng, đáp ứng quyên 100 vạn cho kế hoạch đại quy hoạch, còn chuyện nhà máy giấy thì y bảo gần đây cũng chuẩn bị làm một nhà máy giấy cát tông. Nên dứt khoát đầu tư 500 vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền. Người ta vừa nghe nói có tập đoàn Thái Hưng đầu tư vào thì bảo chắc chắn sẽ không lỗ, đại ca lợi hại nha, vừa lên tiếng đã có mấy ngàn vạn, bọn họ hỏi lúc nào thì cần. Điều này cũng hơi lạ, chẳng phải là tập đoàn Hoành Xương của Thượng Thiên Đồ. Vốn chỉ buôn bán mà thôi, tại sao lại đầu tư vào nhà máy giấy chứ? Tuy nhiên nếu họ có thành ý thì bảo bọn họ lập tức đến huyện Ngư Dương ký hợp đồng, chờ tôi ở trung tâm Kim Mã, anh chắc là họ đều nhìn vào lôi âm cửu long hoàn A. Diệp Phàm cười hỏi. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Những người đó đều có khát vọng đột phá lực lượng, kiếm tiền là thứ yếu. Thượng Thiên Đồ có tiền, chắc là hơn 1 tỷ, lấy ra 1.000 vạn cũng chưa dao động gì, coi như lấy lòng đại ca. Có thể kết giao với loại cao nhân như đại ca là bọn họ với cao rồi. Tuy nhiên đại ca phải giữ lại viên thuốc của em, đừng có dùng đi, nếu không em ngủ không yên rồi. Tiểu tử Tề Thiên này vẫn lo lắng cho viên thuốc của gã. Được rồi, viên thuốc đó sẽ là của em. Tuy nhiên 1.000 vạn lần phải giữ bí mật, nếu không truyền ra sẽ rất phiền toái. Thuốc này đừng bảo chỉ có anh và em ngắm nghía mà giới quốc thuật cũng đỏ mắt. Em thử nghĩ đi, một khi truyền ra thì chúng ta đừng có mơ một ngày yên tĩnh, những thứ này cũng đâu sản xuất hàng loạt được, lại phải đi cầu vị cao nhân kia. Diệp Phàm dặn dò. Được rồi. Em đã giao ước với Dương Vân Thiên và Thượng Thiên Đồ rồi, nếu để lộ ra thì tuyệt không khách khí, tuy nhiên. Tiểu tử này vừa hùng hổ thoáng cái đã ấp úng. Có dám gì mau đánh ra, anh không có thời gian. Diệp Phàm mắng. Buổi sáng em về vừa lúc gặp đoàn trưởng Thiết, ông ấy thấy em vui vẻ thì hỏi em có chuyện gì. Hôm trước hình như đại ca có kể với em là đoàn trưởng Thiết cũng xin một viên. Nên em nhất thời sơ hở lỡ miệng nói ra là em chuẩn bị đột phá đến tam đoạn, vừa nói ra thì đoàn trưởng Thiết hiểu ngay, hỏi em có phải đã dùng một viên, em không dám giấu giếm nên phải khai ra. Đại ca, xin lỗi rồi, em lỡ miệng. Lúc ấy đoàn trưởng Thiết nghe xong thì trầm mặt xuống bảo em giao thuốc ra. Em nói là anh còn giữ, tối nay sẽ giúp em đột phá. Đoàn trưởng Thiết hừ một tiếng rồi quay đi, tuy nhiên em thấy sắc mặt có vẻ bất thiện. Chắc là sẽ có phiền toái, không biết có cướp viên thuốc của em không? Em lỡ miệng xui xẻo à? Đại ca, viên thuốc của em 1.000.000 lần đừng giao cho ông ấy đấy, nếu không em chắc nhảy lầu mà chết mất. Tề Thiên đúng là hối hận đến muốn đập đầu vào tường. Tiểu tử ngươi, bảo anh nói sao cho phải đây? Đáng đời, hiện giờ chỉ còn 1 viên, nếu anh Thiết muốn thì anh cũng hết cách, tiểu tử ngươi tự mình cầu phúc đi. Biết đâu sau này cao nhân kia chế thuốc thất bại. Tiểu tử ngươi phải tự mình đột phá rồi. Lúc ấy bị nữ nhân họ Mai kia đánh thành đầu heo cũng đừng xin anh đã cho cậu cơ hội rồi đó, hừ. Diệp Phàm quyết định phải gõ tiểu tử này một chút, nếu không để gã chủ quan thì còn nhiều phiền phức. Lão đại, anh không thể làm vậy được, thằng em này chịu bao nhiêu vất vả rồi chứ, anh phải bảo vệ viên thuốc kia đấy. Được rồi, để em bảo đám người Thượng Thiên Đồ và Dương Vân Thiên tới cao ốc Kim Mã chờ anh. Tề Thiên vội vàng buông điện thoại, gã thật sự sợ Diệp Phàm làm vậy. Không lâu sau thì gọi lại bảo Thượng Thiên Đồ và Dương Vân Thiên đã đợi ở cao ốc Kim Mã. 4 chiếc xe chạy thẳng hướng Ngư Dương, lúc tới thành phố Mặc Hương đã 2 giờ chiều, vội vàng ăn cơm trưa rồi tiếp tục đi ngay, đến Ngư Dương đã là 6 giờ tối. Diệp Phàm ngay cả cơm tối cũng không kịp ăn, sợ Bí Thư Dương chờ không thấy mình trực tiếp biếm vào lãnh cung thì uổng công mấy ngày qua. Bình thường muốn gặp nhân vật số 1 của thành phố là rất khó khăn, ông ta quản lý cả một đại khu mấy trăm vạn nhân khẩu, có bao nhiêu chuyện cần làm, hôm nay chắc là phải cực kỳ tức giận nếu không sẽ không dừng ở huyện Ngư Dương. Dặn dò đám người Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ và Chủ tịch Hồ Thế Lâm vào khách sạn chờ mình, Diệp Phàm chuẩn bị tài liệu xong thì xông thẳng vào phòng họp thường vụ của huyện Ngư Dương. Ngoài mặt Diệp Phàm tương đối bình tĩnh nhờ vận khởi thuật dưỡng sinh, nhưng trong lòng thì quay cuồng như chiếc lá trước gió. Hắn cũng không biết chuyện hôm nay cuối cùng sẽ ra thế nào, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình sau này. Diệp Phàm tính đến phương án xấu nhất là từ chức không làm.
Liệp báo thì mình không muốn gia nhập, dứt khoát đến Thủy Châu vào Sở Thiên Các Diệp phủ làm một ẩn giả tiêu dao, lúc cao hứng thì xem bệnh kiếm ít tiền. Tuy nhiên nếu là kết cục như thế thì Diệp Phàm không cam lòng, hắn yêu thích sự vật lộn quan trường, yêu thích không khí trong quan trường, có lẽ đó là yêu thích bản năng của hắn. Diệp tiên sinh, bản kế hoạch đại quy hoạch lâm tuyển của anh, tôi đại biểu cho tập đoàn Thái Hưng quyên 400 vạn đi, có hai người đây cũng đã quyên rồi, là cổ đông lớn nhất của nhà máy giấy lâm tuyển, tôi cũng phải làm ra chút cống hiến. Đại quy hoạch này thành công thì cũng là một trợ lực lớn đối với nhà máy giấy, cho nên tôi cũng có ý như vậy. Lúc Diệp Phàm chuẩn bị đi ra ngoài thì Chủ tịch Hồ cười nói. Diệp Phàm đương nhiên chỉ biết cảm ơn, số tiền này cộng lại cũng không ít. Tất cả đều là tiền mặt trắng lóa. Đương nhiên Diệp Phàm cũng biết rõ tốt nhất không nên cầm tiền của Tổng Giám Đốc Hồ, y có thể móc tiền ra chủ yếu là vì chuyện chữa bệnh cho con trai mình, có lẽ nếu chọc vào chuyện này, Nam Hải Nhất Thần Thối sẽ muốn lấy mạng mình, y vốn không ăn đồ ăn chay để lớn lên. Xã hội hiện đại mặc dù nói không còn giang hồ, nhưng giang hồ mờ ám bên trong vẫn còn tồn tại. Một khẩu súng có thể quyết định số phận của một con người, đặc biệt là khi khẩu súng đó nằm trong tay một vị cao thủ thất đoạn, uy lực thi triển ra cực kỳ đáng sợ. Cho nên trong lòng Diệp Phàm cũng không có nhiều kích động, trái lại chỉ cảm thấy giống như có ngọn núi Thái Sơn nặng trịch đang đè ép mình, có loại cảm giác như sa vào vũng lầy. Phòng hội nghị thường ủy nằm ở tầng 4 tòa nhà chính, khi Diệp Phàm đến gần cảm thấy bước chân càng ngày càng nặng nề, có chút cảm giác như hai chân run rẩy mềm nhũn ra. Thầm mắng, tạp trùng, mẹ kiếp, người chết thì biến thành bùn đất, không chết thì cả ngày đấu. Sau đó hắn hít thật sâu một hơi, hít thở lặp lại mấy lần, đương nhiên không qua trái ba vòng qua phải ba vòng cho phiền phức. Vừa trèo lên tầng 4 thì nhìn thấy mấy người, đều không quen mặt. Nhưng thư ký mới thay của bí thư Lý Hồng Dương vẫn hơi quen mặt, vừa nhìn thấy Diệp Phàm kẹp cặp ra đi lên, thư ký đó lập tức đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xin chào Phó Bí Thư Diệp, tôi là thư bí Chu Kiện của Bí Thư Dương, Bí Thư Lý có dặn dò, anh vừa đến thì mời vào trong, thường vụ bên trong đang triển khai hội nghị thảo luận rồi. Lúc 5 giờ ăn cơm chiều xong thì bắt đầu. Bí Thư Lý nói, tài liệu có thể mang đến nhất định phải mang đến, nhất định phải dùng sức thuyết phục lớn nhất để chiếm được sự ủng hộ của thường vụ Dương và một số lãnh đạo thị ủy. Chu Kiện lộ ra vẻ lo lắng, có lẽ nếu làm không tốt chuyện hôm nay. Bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương cũng sẽ chịu liên lụy. Lý Hồng Dương chính là chủ nhân hiện tại của gã, chủ nhục thì thần nhục, chủ vinh thì thần vinh. Mơ hồ trong giọng điệu của Chu Kiện lộ ra sự oán trách đối với Diệp Phàm, cảm quan nhanh nhạy của Diệp Phàm cũng đã hơi cảm nhận thấy. Chuyện này cũng khó trách Chu Kiện như vậy, Chu Kiện từ sau khi tốt nghiệp 22 tuổi đã làm ở chỗ thư ký của ban huyện ủy 4 năm rồi, vẫn chưa có lãnh đạo để mắt đến y cho nên đến giờ vẫn chỉ làm những việc lặt vặt. Chương 285, đối đầu bí thư thị ủy. Lần này không dễ dàng gì mới đợi được thư ký Liễu Chính của Lý Hồng Dương thăng chức đến thị trấn Quy Hồ làm chủ tịch thị trấn, bản thân tìm kiếm mãi mới may mắn điều tra ra người bạn học cũ của cha mình là chú út của Lý Hồng Dương liền vất vả liên hệ cuối cùng móc treo được với Lý Hồng Dương, sau đó tranh thủ được vị trí thư ký thứ nhất huyện ủy này. Ai ngờ chưa nhậm chức được bao lâu có lẽ vì chuyện của Diệp Phàm, Lý Hồng Dương cũng chịu liên lụy. Vị trí thư ký số 1 của mình có lẽ lại vứt vào lãnh cung rồi. Bình thường nếu thay đổi bí thư thì sẽ không sử dụng thư ký của nguyên bí thư trước nữa. Hơn nữa Chu Kiện nhậm chức thư ký số 1 huyện ủy cũng chưa đến mười mấy ngày, còn chưa có thành tích gì, vì thế Lý Hồng Dương trước khi đi có muốn giúp gã cũng không có cách nào giúp được, lại nói Lý Hồng Dương đến giờ là một tội nhân thì còn có thể giúp ai được nữa. Bản thân mình còn lo chưa xong làm sao còn quản được chuyện của thư ký. Cho nên Chu Kiện thiếu chút nữa nóng ruột đến ngất đi, trong đầu đã mắng Phó Bí Thư Diệp Phàm của thị trấn Lâm Tuyền đến mất mặt. Tuy nhiên Chu Kiện hóa trang rất khéo, đây cũng là nền tảng của người làm thư ký. Được, tôi vào đây. Diệp Phàm có chút thành kiến nhỏ trả lời Chu Kiện. Hắn vốn còn muốn hỏi thăm một chút chuyện của Bí Thư Dương Thị ủy, nhưng lập tức ngay cả chuyện này cũng không muốn hỏi, nghĩ thầm trong lòng, mẹ kiếp. Dậu đổ bìm leo, bố mày còn chưa hỏi. Sắc mặt thư ký đã thoáng hiện lên rồi. Nghĩ xong hắn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vách ngăn dày chắc, nhìn quét qua một lượt. Chà, người có mặt thật sự không ít. Toàn bộ 11 đại thường vụ của huyện ủy đã ngồi đầy trước bàn hội nghị hình tròn, phía sau bàn hội nghị còn có một vòng người bao vây, có lẽ không phải là chức phó trong huyện thì cũng là lãnh đạo của các phòng cục,
hoặc là các đại nhân cục trưởng tới từ thành phố. Một người đàn ông trung niên sắc mặt không giận mà uy đang ngồi chính giữa Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung, có lẽ chính là bí thư Dương của thị ủy. Y có mái tóc bóng nhảy, sống mũi thấp, mặt rộng, trên người mặc một bộ Âu phục màu xanh đen, cặp mắt rất là nhanh nhạy giống như mắt chim ưng, từ bên trong toát ra một luồng ánh sáng tức giận sắc bén, có lẽ đang thể hiện tính cách. Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung giống như hai hắc bao công, một trái một phải giống như hai lão đồng tử, nhưng vì xu nịnh bí thư Dương đang ngồi giữa, trên khuôn mặt hai người cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc giống như cương thi, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy quái dị, thật sự cảm giác như cương thi biểu diễn trên TV. Hắn nhìn lại nhìn chín vị thường vụ xung quanh. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, tất cả nhìn chằm chằm vào bí thư Dương đang ngồi chính giữa, trong tay cầm bút làm bộ như chuyên tâm ghi chép. Kỳ thực đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm sớm đã nhìn quét qua một vòng, phát hiện trong 99 vị thường vụ, có 3 người đang vẽ cái gì đó. Cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, giật thót mình, chính là vị bí thư Dương của thị ủy đang ngồi ở vị trí chính giữa sao. Có lẽ đã đem bí thư Dương biến thành cỏ khô vẽ ở trên giấy để hả giận rồi. Bí thư Dương mà Trung Minh Nghĩa vẽ lại rất vui vẻ, lão tiểu tử này không có ý tốt. Bí thư Dương hiện tại đang trọng yếu phê bình Diệp Phàm đồng bọn của Lý Hồng Dương, cho nên Trung Minh Nghĩa rất vui mừng, cảm thấy bí thư Dương thật đáng yêu. Bí thư Dương mà Phí Mặc vẽ là người cau mày nhăn mặt, trong lòng Diệp Phàm khẽ có chút buồn bực, nghĩ thầm, kỳ lạ, theo lý mà nói mình xui xẻo thì đại diện Lý Hồng Dương xui xẻo. Lão oan gia Phí Mặc lẽ ra phải cao hứng mới đúng, tại sao bí thư Dương mà y vẽ lại cau mày nhăn mặt chứ? Giống như không hài lòng vậy, quái thật. Bí thư Dương Quốc Đống vẽ chủ nhiệm Giang Á Trạch của huyện ủy là nhe răng nhếch miệng muốn cắn người, giống như một con thú dữ trong ma huyễn, nhe nanh múa vuốt, thì ra bí thư Dương không lộ răng, hiện tại lại vẽ chủ nhiệm Giang thành một người đàn ông lộ răng. Chủ nhiệm Giang ngồi ở chỗ cuối cùng, Diệp Phàm nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hắn vừa vẽ vừa có duỗi bút máy giống như xuyên qua xuyên lại trong phim hoạt hình, bí thư Dương có lẽ là đang phát ra bất mãn trong lòng. Vì Giang Á Trạch xem như là người theo đuổi thân thiết của Lý Hồng Dương, Lý Hồng Dương gặp xui xẻo có lẽ y cũng sắp xui xẻo rồi. Vì chủ nhiệm của huyện ủy chính là phục vụ cho bí thư huyện ủy. Trong 4 vị thường vụ bên này chỉ có một vị thường vụ, chính là huyện đội trưởng Tạ Cường là không theo bí thư Dương, mà giống như một con thỏ bị ghim vào mũi tên, hình như ở bên cạnh còn vương lại mấy dòng máu đang chảy, nhưng dòng máu đại diện là máu đen. Diệp Phàm càng ung dung, thầm nói. Tạ Cường được vẽ là con thỏ chứ không phải mình. Bố mày bị ghim một mũi tên cũng đúng. Giống như mũi tên đó là do Mâu Dũng làm ra vậy. Không biết chuyện ồn ào của nhà máy giấy Lâm Tuyền là do ai làm. Xem ra nụ cười giả tạo của Tạ Cường không đơn giản, ẩn ý bên trong nhìn rất rõ hắn là một người bàng quan. Diệp Phàm đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên phòng hội nghị chợt yên lặng, Diệp Phàm cũng thức tỉnh, thầm nghĩ lẽ nào tính cách của bí thư Dương phát xong rồi. Nhìn quét qua lại giật thót mình, toàn bộ cặp mắt của 20 người trong phòng họp đều nhìn chằm chằm vào mình. Mới vừa rồi không tập trung cho nên đứng ở cửa quá lâu, vì thế thu hút chú ý của mọi người. Khi bí thư Dương Quốc Đống đang muốn vỗ bàn chợt phát hiện có người thanh niên đứng ngây người ở cửa, thầm nghĩ lẽ nào là thư ký của ai. Nhưng lập tức loại bỏ, vì ngoài thư ký của Lý Hồng Dương ra, những thư ký khác không có quyền vào đây. Nhưng thư ký của Lý Hồng Dương... Vừa rồi bí thư Lý đã biết, người thanh niên này không biết là ai, lại dám xông vào trong phòng họp. Thấy bí thư Dương kết thúc nói chuyện, Lý Hồng Dương ngẩng đầu nhìn quét qua cuối cùng phát hiện ra Diệp Phàm, sắc mặt thoáng cái lại tối sầm, mở miệng hừ lạnh nói. Còn đứng ở đấy làm gì? Bí thư Thư Dương muốn nghe cậu giải thích. Cậu chính là Diệp Phàm. Dương Quốc Đống nghe Lý Hồng Dương khẽ hừ cũng biết người thanh niên trẻ tuổi đứng ở cửa chính là đồng chí Diệp Phàm người gây ra họa tranh chấp. Lập tức cũng tối mặt quăng ra một câu. Đúng vậy, không biết bí thư Dương, muốn nghe tôi giải thích cái gì. Diệp Phàm vội vàng đọc thanh tâm quyết, tận lực làm cho cái eo của mình có thể thẳng ra một chút. Vì nếu không thẳng ra, có lẽ lưng sẽ cong xuống, cảm thấy có chút chột dạ. Khí thế của bí thư Dương đầy vẻ ép người, một luồng quan thế vô hình tự nhiên đè ép tới. Đặc biệt là cặp mắt chim ưng. Nhìn chằm chằm khiến trong lòng Diệp Phàm cảm thấy sợ hãi. Trong lòng thở dài, mẹ nó, bí thư thị ủy đúng là không phải đồ vật dùng trưng cho đẹp, chỉ riêng khí thế này thiếu chút nữa cũng đè bẹp mình rồi. Chịu đựng,
bố mày là cao thủ thất đoạn, ngay cả tai to mặt lớn phó chủ tịch tỉnh Tề Chấn Đào, bố mày còn dám gọi anh Tề, lẽ nào lại đi sợ một bí thư thị ủy hay sao? Diệp Phàm tận lực giữ sự bình thản trong lòng, nhưng trong lòng vẫn có chút mềm nhũn. Khi mới đầu gọi phó chủ tịch Tề là anh Tề, một là vì có anh Thiết chống đỡ, một là vì Tề Thiên là anh em tốt của mình, cho nên tâm lý mới vững dạ. Hơn nữa lúc ấy cũng ngồi trên bàn rượu nên tâm tình cũng buông lỏng khá nhiều. Trước khác nay khác, lúc này dưới trường hợp nghiêm túc này, Diệp Phàm cảm thấy khí thế của mình dưới sự áp bách của Bí Thư Dương có cảm giác phát tán, sức lực bắt đầu tan rã. Công nhân nhà máy giấy gây chuyện cậu có biết không? Dương Quốc Đống bỗng nhiên đập bàn bốp một cái, nhìn Diệp Phàm chằm chằm lạnh lùng nói, muốn lấy thế đẻ người. Tôi biết. Diệp Phàm sau khi nghe thấy tiếng đập bàn trái lại bình tĩnh lại, dứt khoát trả lời lưu loát. Những thường vụ khác đang ngồi và một số quan viên đi theo toàn bộ đều lạnh người, mỗi người đều có suy nghĩ cá nhân đối với Diệp Phàm. Bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa vui mừng nhiều hơn lo lắng. Nhóm người Trương Tào Trung cũng nằm ở cục diện bất lợi, vì nếu Bí thư Dương muốn đánh giám thì Chủ tịch huyện Trương Tào Trung cũng không chạy được. Mục tiêu trọng yếu trong cơn tức giận của Bí thư Dương là về mặt kinh tế, cho nên Chủ tịch huyện Trương Tào Trung xác định cũng gánh nặng trên lưng, vì Chủ tịch huyện mới là lãnh đạo quản lý kinh tế. Chương 286, cuộc chiến giữa cán bộ cấp sở. Đây là cậu muốn mất chức có biết không? Bí thư Lý của huyện ủy coi trọng cậu như vậy, ủy thác cho cậu trách nhiệm nặng nề. Cậu xem, cậu đã làm những gì? Không có chuyện gì lại chạy tới tỉnh Thủy Châu, tự nhiên đi lôi kéo đầu tư, một phó bí thư đảng ủy thị trấn như cậu chạy lên tỉnh thì quen biết được ai, có thể lôi kéo được bao nhiêu đầu tư? Cứu sống nhà máy giấy Ngư Dương sao? Cậu đã tới nhà máy giấy Lâm Tuyền mấy lần? Thật vô lý, công nhân đang sống dở chết dở, tôi đoán tiền xe cộ, ăn ở đi lại của cậu cộng lại cũng đủ tiền lương phát cho công nhân của nhà máy mấy ngày rồi. Hừ, giọng điệu của Bí thư Dương Quốc Đống thị ủy rất ép người, khí thế to lớn, tức giận mà nói, rất có khuynh hướng không áp đảo được con gà con Diệp Phàm thì tuyệt đối không bỏ qua. Hóa đơn dĩ nhiên là có, tôi làm việc vì quốc gia cũng không thể móc tiền túi ra được. Diệp Phàm cũng không bị hù ngã, tỉnh táo đối đáp, thực ra trong lòng hắn đã rối bời, mồ hôi toát ra trên mặt. Làm việc, làm chuyện gì, ở khách sạn, đi nhà hàng, tiêu tiền quốc gia là làm việc sao? Đồng chí Diệp Phàm, là một cán bộ quốc gia, ngay cả lương chi tối thiểu cũng bị đánh mất sao, tính đảng, tính giai cấp đâu rồi? Dương Quốc Đống cười lạnh, bộ dạng giống như một thẩm phán. Bí thư Dương, ngài tuy nói là bí thư thị ủy nhưng cũng không thể vô cớ ép người như thế. Tôi cũng không tính là một cán bộ gì cả, trong mắt ngài chỉ là một hạt bụi, nhưng ngài phải cho tôi một cơ hội để giải thích. Không nghe giải thích tùy tiện chụp mũ đó là hành động của hôn quan, là trắng hay là đen cũng phải điều tra rõ ràng mới được. Diệp Phàm cũng hơi bực mình, thuật dưỡng sinh chuyển vận với tốc độ cao, một luồng khí thế vô hình ép ra. Dương khí từ quả thái tuế hỏa long tường thiên ăn vào ngày trước bắt đầu hiện lên khí phách, toàn thân thoáng cái đã thay đổi. Ngay cả Dương Quốc Đống cũng cảm thấy buồn bực, thầm nghĩ, kỳ lạ. Tiểu tử này đột nhiên tựa hồ thay đổi, như có một luồng khí thế vô hình ép người, thật khó chịu, quỷ dị a. Không phải là tiểu tử này biết tà pháp chứ? Phải hỏi rõ ràng xem. Hừ, Diệp Phàm, làm sao nói chuyện với Bí thư Dương như vậy, anh tự mình làm công tác không tốt, còn dám mạnh miệng. Thành thực báo cáo cho tôi, cho Bí thư Dương xem gần đây anh đã làm gì, thu được thành quả gì, nói chuyện phải có chứng cứ, khua môi múa mép không có tác dụng đâu, hừ. Lý Hồng Dương giận dữ, thực ra là ám hiệu cho Diệp Phàm đừng có đấu với Bí thư Dương, người xui xẻo chính là mình, việc đầu tiên phải là giải thích rõ ràng may ra còn có con đường sống. Có mà giải thích, người sáng suốt nhìn vào sẽ biết. Gây chuyện đánh công nhân nhà máy giấy, khai trừ bừa bãi, lấy lý do đi công tác Thủy Châu để đi chơi. Còn dùng tiền công do cấp trên suất cho. Bí thư Lý, anh làm quan phụ mẫu một huyện, sao còn che chở loại cán bộ này? Ha ha! Lúc này một người trung niên có nốt ruồi giữa mi tâm ngồi bên trái xen vào. Ha ha ha, cục trưởng Vương, cho dù là Diệp Phàm làm sai cái gì, đảng chúng ta đối với tôn chỉ cán bộ vẫn không thay đổi, đó là trước hết cũng phải nghe nguyên nhân rồi mới tiến hành phê bình có phải không? Cũng không thể chưa hiểu được tình huống thì một gậy đánh qua đời, công tác đảng là răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, anh nói có phải không, ha ha ha.
Lý Hồng Dương cười ha hả, dùng liền hai câu danh ngôn, hình như cũng hơi sợ hãi người mập mạp có là cục trưởng Vương kia. Người ta đã điểm danh nổ súng thẳng vào Diệp Phàm, mình làm bí thư huyện ủy Ngư Dương dù sao cũng phải ra mặt, huống chi Diệp Phàm còn là phúc tướng của mình, nếu không nói vài câu chẳng phải sẽ làm rét lòng thuộc hạ. Đúng là phải trị bệnh cứu người, nhưng nếu gặp phải những ca ung thư vô phương cứu chữa thì sao, tôi cũng quản bên tài chính nên hiểu rõ một đồng tiền quốc gia cũng không dễ dàng à. Thành phố chúng ta cũng chưa giàu đến mức chảy mỡ, huyện Ngư Dương các anh lại còn là huyện nghèo, không thể tiêu phí một đồng. Ha ha! Cục trưởng Vương cố tình gây sự, ngoài mặt là nói bí thư Lý Hồng Dương nhưng trên thực tế lại chĩa súng vào Diệp Phàm. Quản tiền thành phố, chẳng lẽ là cục tài chính? Mẹ kiếp, không phải là chú hai Vương Thiên Lượng của con chó Vương Tiểu Ba kia chứ? Nghe nói Thiên Lượng này chính là phó cục trưởng cục tài chính A, y dùng lời nói đường hoàng nhưng trong lòng lại chứa đầy dao găm, dùng việc công báo thủ tư. Diệp Phàm trong lòng chợt lạnh, lập tức đề cao cảnh giác. Hắn định đối đáp với Vương Thiên Lượng mấy câu nhưng nghĩ người ta đang cùng chiến đấu với Lý Hồng Dương, hai người bọn họ đều thuộc về cán bộ cấp sở, một phó phòng nho nhỏ như hắn dính vào chắc cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế nên dứt khoát ngậm miệng tìm đối sách. Cục trưởng Vương nói có lý a, nói như ngành giáo dục chúng tôi, là một ngành nghèo. Kinh phí dạy học hàng năm đều phải bấm ngón tay tính toán, không hề dám xài hoang một đồng. Thử nghĩ xem. Với một khoản tiền có hạn như vậy mà để cho nhân viên không có trách nhiệm phụ trách thì tiếc hận a. Những số tiền này mà để dùng tu sửa trường học chính là bảo đảm tính mạng cho bọn nhỏ. Đối với Ngư Dương mà nói càng trọng yếu, tôi nghĩ kinh phí dạy học ở huyện rất ít ỏi. Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố Giang Hậu Tài cũng lên tiếng nịnh bợ Vương Thiên Lượng, ý đồ muốn kiếm chút tiền, thấy thị ủy bí thư Dương không phản ứng nên hùa vào muốn đối phó Lý Hồng Dương. Ha ha ha! Sâu mọt quốc gia dĩ nhiên là phải thanh toán. Nhưng trước đó cũng cần phân biệt rõ, không thể tùy tiện đổ oan cho người tốt chứ, đúng không Cục trưởng Giang? Chuyện làm Diệp Phàm mở rộng tầm mắt lại sinh ra, Chủ tịch Trương Tào Trung vốn luôn đối đầu với mình lại đứng ra nói chuyện. Điểm này Diệp Phàm nghĩ không ra, ngay cả Lý Hồng Dương bên cạnh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau đó thì hỏi ngay. Chiến hỏa vừa rồi bất giác đã biến thành tranh đấu giữa mấy cục trưởng trên thành phố và huyện ủy Ngư Dương. Trương Tào Trung là chủ tịch Ngư Dương, dĩ nhiên phải đứng ra nói chuyện vì Ngư Dương. Đây là xung đột giữa hai vòng tròn khác nhau, không liên quan đến ân oán cá nhân. Chủ tịch Trương, tài chính Ngư Dương khó khăn như vậy chẳng lẽ còn cho phép nhân viên dùng loạn thế sao, lại còn nói là phải tuân theo tôn chỉ, răn trước ngừa sau sao. Những con sâu mọt kia không phải chỉ là riêng lẻ. Nếu ngay một con sâu cũng cứu thì thiên hạ sẽ thành một hang ổ sâu mọt rồi. Diệp Phàm nhìn lên, thấy một người cao gầy như một con sếu đang phóng rắm. Con sếu này chắc không có cơm ăn, bụng đói chỉ còn da bọc xương. Mẹ kiếp, đồ ma đói, bộ dáng vậy cũng dám đi ra ngoài cắn người, không sợ đau lưỡi sao? Diệp Phàm rủa thầm. Cục trưởng Chu, huyện Ngư Dương chúng tôi tuy nói tài chính hơi khó khăn, nhưng tôi nghĩ trong năm mới sẽ có nhiều thay đổi. Dưới sự nỗ lực của nhân dân và cán bộ, sự lãnh đạo sáng suốt của huyện ủy, kinh tế Ngư Dương đang bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên hình như cục dân chính cũng đâu dành ưu đãi gì cho huyện Ngư Dương. Cục trưởng Chu vừa nói là Ngư Dương là huyện nghèo khó, đã vậy thì cục dân chính phải bỏ nhiều thời gian hơn nữa tới các vấn đề dân sinh của huyện chúng tôi chứ. Cũng nên bỏ ra ít tiền để cứu giúp người nghèo để biểu hiện sự nhân đạo. Dĩ nhiên bản thân chúng tôi tự mình chủ động để thay đổi cục diện này mới là quan trọng nhất. Lý Hồng Dương lên tiếng, cục trưởng cục dân chính Vương nhảy vào góp vui đã gợi lại chuyện cũ là Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung. Bị ba vị lão đại phê bình đích danh, không giận mới là lạ. Được rồi, nghe rồi, nghe rồi, chúng ta cũng không thể độc đoán ngang ngược, muốn xử phạt người nào cũng phải tâm phục khẩu phục, nếu không sẽ có người sau lưng đâm vào cột sống chúng ta. Diệp Phàm. Tôi cho cậu một cơ hội để giải thích, nói mau đi. Để xem tối nay cậu có còn ngồi được ở huyện này không? Lão hồ ly Dương Quốc Đống ngồi trên núi nghe gà gáy nhiều quá cũng mệt mỏi, biểu lộ thái độ, giọng nói cũng đã hỏa hoãn rất nhiều. Cảm ơn bí thư Dương đã cho tôi cơ hội này. Diệp Phàm khẽ nghiêng người, đĩnh đạc bước lên phía về bí thư Dương. Chương 287, đánh cuộc làm cục trưởng cục tài chính giận ngất. An vị ở phía sau nói là được rồi, không cần thiết tiến lên. Lý Hồng Dương nhíu mày,
thầm nghĩ đúng là non nớt, lãnh đạo gọi cậu lên thì lên sao, đây chẳng phải là tự mình gây sự rồi, cũng không biết tiểu tử này tối nay có qua khỏi không, nếu không thì mất đi một hạt giống tốt. Tiểu tử này tuy nói có khi có làm ra vài chuyện khác người nhưng nhìn tổng thể là một hạt giống tốt, để mấy tên giảo hoạt trong phòng này hủy đi thì thật đáng tiếc, Lý Hồng Dương cũng không đành lòng, liếc nhìn sang bên Vương Thiên Lượng thì rõ ràng biết người này mượn việc công để trả thù cho thằng cháu Vương Tiểu Ba. Thật ra thì Vương Tiểu Ba đến bây giờ còn đang nằm bệnh viện nên vẫn chưa xử theo pháp luật. Điều quan trọng là gần đây gã giẫm phải chó, chú hai Vương Thiên Lượng của gã lại có thể bò lên cái ghế cục trưởng cục tài chính, uy danh hiển hách, so với mấy phó chủ tịch thành phố bình thường còn trâu bò hơn, Lý Hồng Dương cũng không dám đắc tội y, dù sao quyền xuất nhập tài chính của huyện cũng nằm trong tay y. Đừng bảo là khấu trừ cái gì, chỉ cần làm chậm trễ một khoản tiền vài ngày đã làm cho anh phải đau đầu rồi. Cho nên gần đây đối với Vương Tiểu Ba sở làm những cái này chuyện hư hỏng mà tựu như vậy tử mơ hồ nuôi ở nơi đâu. Vì thế gần đây y cũng không nhắc đến chuyện của Vương Tiểu Ba. Vốn chuyện này là Vương Thiên Lượng dặn gã cứ điều trị ở bệnh viện, còn bên này thì vận động bên huyện, ý đồ để Vương Tiểu Ba thoát khỏi vào tù. Bất quá Lý Hồng Dương gần đây cũng khó, nếu gật đầu thả người chỉ sợ Diệp Phàm biết rồi lại làm ầm lên. Diệp Phàm làm ầm thì cũng không sợ lắm. Chỉ e là hai anh em tốt của hắn to nhỏ với phó bí thư Tạ và tư lệnh Cố thì phiền rồi. Lý Hồng Dương cũng điều tra rõ ràng, tên họ Diệp này lại nhận Tạ Mị Nhi là chị nuôi. Tạ Mị Nhi lại là cháu gái cưng của phó bí thư thành phố Tạ Quốc Trung nên Lý Hồng Dương bây giờ đối với Diệp Phàm cũng là khách khí nhiều. Chuyện vừa rồi đứng ra giúp Diệp Phàm còn có căn nguyên là nhìn vào mặt mũi phó bí thư Tạ, bằng không sợ gì Hoa Hạ không có hạt giống tốt. Vương Thiên Lượng là tân cục trưởng cục tài chính thành phố, dĩ nhiên lại càng hiểu được lại lịch Diệp Phàm, luôn ở trong tối mắng thầm tiểu tử này dẫm phải chó, đồng thời gần đây cố gắng tiếp cận phó bí thư Tạ để dò ý, nếu bọn họ đã quên chuyện này thì mình có thể phát lực cứu Vương Tiểu Ba ra. Dựa vào cái biển hiệu cục trưởng cục tài chính thành phố, y tin là nếu Lý Hồng Dương biết chuyện cũng không dám làm gì. Tuy nhiên Vương Thiên Lượng cũng không biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Vu Kiến Thần. Lại càng không biết quan hệ giữa hắn vào phó trưởng ban tổ chức Tào, nếu không vừa rồi cũng không dám cuồng vọng như thế. Bí thư Lý, tôi có tài liệu muốn mượn thiết bị chiếu một chút sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Diệp Phàm giải thích. À, xem ra chuẩn bị đầy đủ à. Bí thư Dương kinh ngạc gật đầu, nhất thời cũng bắt đầu hứng thú, muốn nhìn xem tiểu tử này tối nay làm ra chuyện gì. Ừ, chủ nhiệm Giang, anh gọi người chuẩn bị thiết bị đi. Lý Hồng Dương gật đầu. Chỉ chốc lát sau, một cô gái đi vào bảo. Bí thư Lý, đã chuẩn bị xong xuôi. Có thể bắt đầu rồi. Lý Hồng Dương gật đầu, trên mặt đầy vẻ hoài nghi. Các vị thường vụ và một vài lãnh đạo thành phố đang ngồi cũng lắc đầu nhìn nhau không biết tên tiểu tử này trước khi chết sẽ giãy giụa ra sao. Diệp Phàm vừa lên trước, đám người Bí thư Dương và Lý Hồng Dương cũng lần lượt đem ghế ngồi sát, vì ở góc phòng không thể xem rõ. Thiết bị đèn chiếu ở đây rất cao cấp, kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 4-50 cm. Nghe nói là do một hoa kiều yêu nước quyên tặng, là hàng Nhật Bản chính gốc, giá chừng mấy vạn, thiết bị âm thanh cũng tương tự. Ừ, có thiết bị cao cấp như vậy thì mới có hiệu quả cao. Diệp Phàm âm thầm cao hứng, cúi đầu chào tất cả một cái, cười khẽ. Bí thư Dương, Bí thư Lý, Chủ tịch Trương, các vị thường vụ, các lãnh đạo thành phố. Tôi là Diệp Phàm, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền. Nói thật, tôi rất cảm tạ Bí thư Dương có thể cho tôi cơ hội để thể hiện, cũng cảm tạ sự lãnh đạo của Bí thư Lý, Chủ tịch Trương và các vị thường vụ. Tôi mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Hải Giang, trong công tác có chút sơ suất cũng mong các vị lãnh đạo bao dung. Trước khi tôi báo cáo chuyện đổi mới nhà máy giấy Ngư Dương thì cũng xin nói qua tình hình thực tế ở đó một chút để các vị lãnh đạo tham khảo. Vốn tôi định in ra tài liệu nhưng mới từ Thủy Châu về đây nên không kịp đành nói miệng vậy. Nhà máy giấy Ngư Dương bao gồm cả nhà xưởng và máy móc định giá hiện tại chừng 300 vạn, cộng thêm cả tiền nợ bên ngoài là chừng 400 vạn. Tiền lương còn nợ công nhân và tiền y tế tổng cộng khoảng 200 vạn. Các vị lãnh đạo chắc chưa biết, tiền thuế cả một năm của thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi tổng cộng được khoảng 500 vạn, sau khi nạp lên trên thì còn chừng khoảng 200 vạn. 200 vạn nhét vào nhà máy giấy Ngư Dương còn chưa đủ, chưa nói tới chuyện khác. Cán bộ thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi chắc cũng chỉ đành uống gió Tây Bắc mà sống.
Vì thế chuyện đổi mới nhà máy giấy Ngư Dương là một thử thách to lớn đối với thị trấn Lâm Tuyền, chúng tôi biết đây là một trọng trách mà lãnh đạo huyện ủy giao cho chúng tôi. Lúc ấy Bí Thư Lý nói với tôi, Diệp Phàm, người trẻ tuổi thì sao, phải làm ra thành tích cho mấy người trong thường vụ xem. Tôi chỉ thích người nào chứng minh bằng hành động, không thích người nào chỉ mạnh miệng nói khoác. Tôi cũng không sợ người khác nói tôi phân công công việc cho người không đủ kinh nghiệm. Tôi chỉ muốn xem cậu làm ra thành tích, chuyện nhà máy giấy Ngư Dương là một thử thách với cậu. Vì thế sau khi tôi tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó thành lập tiểu tổ cải cách nhà máy giấy, qua mấy tháng xuôi ngược tìm đường, thỉnh thoảng Bí Thư Lý và Chủ tịch Trương đều gọi điện cho tôi để nhắc nhở và nghe báo cáo. Mỗi ngày Bí Thư Tần Chí Minh đều nhắc bên tai tôi đến nỗi sắp mọc kén rồi, ha ha. Diệp Phàm nói tới đây thì làm cho cả phòng cười vang. Không khí nhất thời hòa hoãn không ít, giống như đang ở mở tiệc trà. Ai, tôi cũng chỉ là bị bước lên lương sơn rồi, lúc ấy có tư tưởng không thành công thì cũng thành nhân. Qua mấy tháng đi lại, rốt cuộc không phụ hy vọng, tối hôm nay chính là lúc Diệp Phàm tôi đưa ra đáp án. Diệp Phàm nói tới đây thì hào tình bộc phát. Đáp án, chúng ta cũng muốn nghe đáp án Diệp Phó Bí Thư, hừ. Vương Thiên Lượng vẫn không quên đâm chọc. Ha ha ha, Cục trưởng Vương, ông Dương lỗ tai lên mà nghe cho kỹ, tuyệt sẽ không để mất hứng, ha ha ha. Diệp Phàm cũng cường ngạnh khiêu khích Vương Thiên Lượng, lúc này hắn hoàn toàn không nhịn nữa. Hừ, Vương Thiên Lượng hừ một tiếng không nói. Người thiếu niên, đừng có cuồng ngạo, chỉ là mấy trăm vạn mà thôi. Cục trưởng Vương tùy tiện vung ra cũng là khoản tiền mấy trăm vạn. Cục trưởng Cục Giáo dục Giang lại vỗ mông ngựa. Ha ha ha, ngài là Cục trưởng Giang phải không? Diệp Phàm tôi không nói mạnh miệng, chỉ cần ngài có thể trong vòng 2 tháng thu hút được khoản tài chính đầu tư như tôi thì Diệp Phàm này sẽ bái ngài làm thấy, có dám mở miệng đánh cuộc một ván không? Bản tính cuồng ngạo của một cao thủ quốc thuật lúc này đã hoàn toàn biểu hiện, trên mặt Diệp Phàm lộ nụ cười vẻ tà quái. Cậu, cuồng vọng! Giang Hậu tài á khẩu, y dĩ nhiên không dám đánh cuộc. Nếu đánh cuộc với một hậu sinh mà bị thua thì đúng là quá mất mặt nên chỉ còn cách nhắm mắt ngậm miệng. Thằng nhóc, người trẻ tuổi phải học tính khiêm nhường, cậu có thể thu hút được bao nhiêu tài chính, tôi thay Cục trưởng Giang đánh cuộc. Không nói những thứ khác, chỉ cần cậu có thể kéo về khoản đầu tư 2.000 vạn cho nhà máy giấy thì tôi dù có xin cha cầu mẹ cũng phải chuẩn bị cho cậu 200 vạn, cậu không phải đang chuẩn bị sửa đường sao, sẽ quăng vào đó, ha ha ha. Vương Thiên Lượng cười rộ lên. Nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hiển nhiên là cho hắn không dám. Hơn 20 cán bộ ngồi đây đều hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, 2.000 vạn mà Cục trưởng Vương ngươi nói cứ như trò chơi. Một phó bí thư thị trấn nho nhỏ cũng bắt người ta tìm khoản đầu tư 2.000 vạn, quả thực còn khó hơn cả lên trời. Đừng bảo là 2.000 vạn, cho dù là 200 vạn cũng đã khó khăn rồi, loại đánh cuộc này có ai mà ngu ngốc đi làm chứ? Tốt, Cục trưởng Vương! Ông là thần tài thành phố, hôm nay trước mặt Bí Thư Dương, Bí Thư Lý, Chủ tịch Trương và các vị lãnh đạo, tôi dù xả thân cũng phải đánh cuộc. Nếu lấy không được 2.000 vạn tôi sẽ khấu đầu với ông, còn nếu như may mắn lấy được thì khi nào tôi cần lấy tiền sẽ đến ông. Diệp Phàm ngạo nghễ nhìn thẳng vào Vương Thiên Lượng. Được, trong vòng một tháng, nếu lấy không được thì Thiên Lượng tôi sẽ về nhà bán khoai lang. Vương Thiên Lượng thấy các đồng nghiệp đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này cũng hơi hối hận, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này làm được thật, điều này là không thể nào. Đừng bảo là một phó bí thư thị trấn, cho dù bảo Lý Hồng Dương đi tìm khoản đầu tư 2.000 vạn chắc cũng không có khả năng. Đã nhiều năm rồi nhưng con số 2.000 vạn là tổng đầu tư trong một năm của huyện Ngư Dương. Vương Thiên Lượng nghĩ đến đây thì bình tĩnh lại, dĩ nhiên cũng là bị bức cho lên lương sơn. Cùng đấu với Diệp Phàm. Tuy nhiên y vẫn rất tự tin. Không quên nhìn quanh vẻ tự đắc, lại càng thể hiện với Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung. Ngoài mặt lần đánh cuộc này là giữa Cục trưởng Vương và Diệp Phàm, trên thực tế là đánh cuộc giữa Vương Thiên Lượng và huyện ủy Ngư Dương. Kỳ lạ là chính Bí Thư Thị ủy Dương cũng mỉm cười tỏ vẻ cổ vũ. Bí Thư Dương, chắc ngài nghe rồi phải không? Diệp Phàm khẽ khom người cung kính hỏi Dương Quốc Đống. Ừ, cứ tiếp tục đi. Dương Quốc Đống hừ một tiếng gật đầu. Diệp Phàm đã tìm được nhân chứng số một của Mạc Hương, chuyện này nếu truyền ra chắc cả thành phố rất hết mắt kính. Được rồi, sau nhiều thời gian vất vả đi lại, Chủ tịch Hồ Thế Lâm của Tập đoàn Giấy Thái Hưng của Thủy Châu.
đã đồng ý đầu tư 2.000 vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền. Diệp Phàm vừa nói xong thì phòng họp nhất thời nổ bùng. À, không thể nào, cậu có chứng cứ gì không, đừng chỉ nói miệng như vậy. Vương Thiên Lượng khinh thường nhìn Diệp Phàm, dĩ nhiên là không tin. Ừ, Diệp Phàm, cậu dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ để mọi người ở đây tin tưởng. Bí thư Dương cũng gật đầu, trong ánh mắt tựa hồ cũng chưa tin. Cục trưởng Vương muốn thế nào mới tin? Diệp Phàm cười quỷ dị, cười đến nỗi trong lòng Vương Thiên Lượng cảm thấy hơi khẩn trương, thầm nghĩ, không phải là tiểu tử này thật đụng phải đại vận, có được 2.000 vạn từ trên trời nện xuống đấy chứ. Vương Thiên Lượng đã đoán đúng, Diệp Phàm đã lấy chuyện cứu con trai của Chủ tịch Hồ để khiến người ta cắn răng bơm tiền. Rất đơn giản, đưa văn kiện và nhân chứng ra đây. Vương Thiên Lượng ép tới. Bí thư Dương ở một bên an nhàn uống trà cũng nhìn vào, thầm giật mình vì theo lý thì Diệp Phàm tuyệt đối không dám nói dối trước mặt bí thư thị ủy, có thể lấy ra 2.000 vạn thì bản lĩnh thằng nhóc này đúng là không thể xem nhẹ. Trong đầu Dương Quốc Đống bất giác hiện ra hình ảnh của một nhân tài, lại càng yêu thích nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đưa mắt nhìn nhau vẻ ngầm hiểu, trong lòng cũng thầm giật mình. Tốt, muốn chứng minh thật dễ dàng. Bí thư Dương, Chủ tịch Hồ Thế Lâm của tập đoàn giấy Thái Hưng đang ở khách sạn Ngư Dương, chúng ta có thể đến gặp y luôn. Nếu ngài phê chuẩn, tôi lập tức mời y đến trước mặt các vị lãnh đạo để ký văn bản ước định sơ bộ, còn có tin tức khác nói cho các lãnh đạo, thật ra con số không dừng lại ở 2.000 vạn. Diệp Phàm nói tới đây thì hiện trường lại xôn xao. Một vị cục trưởng không nhịn được thốt lên. Còn không dừng lại, rốt cuộc có bao nhiêu? Chủ tịch Thượng Thiên Đồ tiên sinh của tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu cũng đồng ý đầu tư 1.000 vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền, Tổng Giám đốc Dương Vân Thiên của nhà máy giấy Long Hưng Thủy Châu cũng đồng ý đầu tư 500 vạn. Tổng cộng vốn đầu tư sẽ đạt 3.500 vạn. Ba người bọn họ đều đang ở khách sạn Ngư Dương, chúng ta có thể lập tức ký ước định bước đầu rồi. Bí thư Dương, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào? Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, lộ ra vẻ hết sức khiêm nhường. Không hề có biểu hiện cuồng ngạo của tuổi trẻ, sau khi nói xong nhìn chằm chằm vào Dương Quốc Đống trợ y ra lệnh. Bịch! Dương Quốc Đống bỗng nhiên vỗ bàn đứng lên. Chỉ vào Diệp Phàm trách tội. Tôi nói đồng chí Tiểu Diệp A, tại sao có thể để cho ba vị khách quý chờ lâu, mau mau cho mời. Nếu không chúng ta tự mình đi một chuyến cũng được, hiện giờ bọn họ là thượng đế mà, ha ha ha. Dương Quốc Đống cũng là làm bộ tịch. Y là một bí thư thị ủy dĩ nhiên không cần làm như thế. Chẳng qua là làm tấm gương cho bọn thủ hạ, cổ động làn sóng đầu tư của toàn thành phố mà thôi. Bí thư Dương, tôi cũng xin đi với Diệp Phàm mời ba vị kia. Bí thư Lý Hồng Dương cũng đứng dậy. Ừ, quyết định vậy đi. Dương Quốc Đống thúc giục, y đúng là sợ chọc giận mấy vị khách quý có thể làm họ bỏ đi. Thật ra thì trong lòng Trương Tào Trung và Lý Hồng Dương đã đánh trống nhịp lâu rồi. Nếu không phải có Dương Quốc Đống ở đây thì chắc hai vị lão đại Ngư Dương đã sớm chạy xuống lầu rồi. Cũng khó trách bọn họ, kinh tế Ngư Dương gần đây tăng trưởng khó khăn, để có thể đạt tỷ lệ hai con số gần như là chuyện không thể nào. Hai vị lão đại giờ như đã kiến bò trên chảo nóng rồi, luôn mặc niệm cho cái mũ quan sắp bay trên đầu mình. Diệp Phàm đưa tới tức thì 3.500 vạn chính là một cây cỏ cứu mạng, nếu chuyện này có thể làm thành. Thì nhà máy giấy Lâm Tuyền chắc chắn là có thể sống lại. Doanh lợi của 3.500 vạn này thoáng cái có thể làm cho kinh tế huyện Ngư Dương tăng vọt đủ chỉ tiêu. Bởi vì 3.500 vạn này không chỉ là một món tài chính lớn, nó có thể kéo các xí nghiệp liên quan phát triển. Nói không chừng còn dẫn theo các nhà máy phụ trợ đi kèm thì phát tài lớn rồi. Vì thế kinh tế Ngư Dương năm nay đặt hy vọng ở nhà máy giấy Lâm Tuyền. Không lâu sau, đám người Dương Quốc Đống, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung được Diệp Phàm dẫn đi tới nghênh đón ba vị khách quý từ Thủy Châu. Lúc này đại cục đã định, mặt của Vương Thiên Lượng bầm lên như gan heo, ngồi cúi gằm chắc là đang nghĩ cách xoay sở đâu ra số tiền 200 vạn. Người sống phải coi trọng mặt mũi, Vương Thiên Lượng nhất định là phải thực hiện lời hứa vì có bí thư Dương ở bên, tuy nói không lên tiếng nhưng chỉ nhìn qua một cái cũng đủ y lạnh toát. Bản thân mình có thể trước mặt người khác châu bò. Còn ở trước mặt bí thư Dương không khác một con chó, người ta nói một câu là có thể lấy mũ quan của mình, huống chi mũ quan của mình vừa rồi là do bí thư Dương tranh thủ cho mình. Vương Thiên Lượng hối hận a, tiếc hận cõi đời này không có bán thuốc chữa hối hận.
Cục trưởng Giang Hậu Tài cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may quá, may mà vừa rồi không đánh cuộc với hắn, nếu không không biết giấu cái mặt già này vào đâu. Chu Vận Thọ của Cục Dân Chính lúc này cũng có chút hối hận vì sự kích động vừa rồi. Hiện tại người ta còn nhỏ tuổi, chức vụ lại thấp nhưng đã có thể kiếm được 3.500 vạn, năng lượng này không phải nhân viên chính quyền bình thường có thể làm được. Đừng nói là người bình thường, cho dù là huyện Thái Gia một huyện cũng không có khả năng. Nếu đắc tội đối với loại thanh niên tiền đồ vô lượng này tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt. Biết đâu qua mấy năm nữa người ta trèo lên rất nhanh, nếu nhớ lại những lời nói với mình năm đó thật sự là cảm thấy hỏng bét. Cho nên lúc này cũng không riêng gì Chu Vận Thọ của Cục Dân Chính đang hối hận, mà ngay cả Giang Hậu Tài cũng muốn đập đầu vào tường. Vương Thiên Lượng chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, khuôn mặt lúc tím xanh lúc lại trắng nhợt, hai đạo sắc thái giao thể biến hóa, cảm thấy tất cả mọi người trong phòng họp đều đang cười nhạo mình cậy già lên mặt, khinh dễ người trẻ tuổi, cuối cùng người ta lại là một con nghé con ghim đâm trên đầu. Mọi người đều đang đợi xem trò cười của mình, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo khổ sở, từng đợt suy nghĩ giao nhau làm căn bệnh cũ lại tái phát vì Vương Thiên Lượng mắc bệnh tim. Sau một trận đau đớn liền cảm thấy trước mặt choáng váng, ánh đèn cũng đang chập chờn, cuối cùng hai mắt tối đen. Cục trưởng Vương của Cục Tài chính thành phố xoảng một tiếng không cẩn thận ngất đi ngay tại chỗ, từ trên ghế trượt xuống sàn nhà, khiến mọi người đều giật thót. Trong phòng họp luống cuống một hồi, các thư ký nhàn rỗi của các vị lãnh đạo đứng ở lối đi cuối cùng cũng túm được cơ hội, đương nhiên lúc này liền biểu hiện ra phong cách dũng sĩ hoa hạ anh hùng, xắn tay áo xông lên, ai cũng muốn biểu hiện bản thân trước mặt các vị lãnh đạo. Cuối cùng kết quả là Cục trưởng Vương Thiên Lượng được 7-8 thư ký khiêng đi như chó chết giống như lên xe của huyện ủy đang đậu ngoài sân, kêu gào lai đến bệnh viện huyện cấp cứu, sau mười mấy phút truyền đến tin tức là không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi mấy ngày là không sao. Chương 288, từ miệng bí thư phát ra chữ chủ trì. Đương nhiên, lúc này Diệp Phàm đang cùng với bí thư Lý Hồng Dương và ba vị khách quý nói chuyện với nhau, bỏ qua màn hí kịch này, vì thế sau đó cứ than thở tiếc nuối. Chuyện hay vạn năm khó gặp như vậy mà lại không nhìn thấy, thật sự là tiếc nuối. Dương Quốc Đống sớm đã dặn dò thư ký đi điều tra tin tức về tập đoàn ngành giấy Long Hưng, tập đoàn Hoành Xương và nhà máy giấy các tông Long Hưng Thủy Châu, thông qua các quan hệ trong tỉnh, không lâu sau đã điều tra ra được ba công ty này, dùng máy fax trực tiếp truyền tin tới. Nhìn thấy những tin tức này, Dương Quốc Đống cứ gật đầu, thầm nghĩ, không ngờ tên nhãi danh này thật sự có năng lượng, có thể quen biết được hai cự phú có tài sản hơn tỷ. Còn lại Dương Vân Thiên cũng có tài sản 5.000 vạn, không tệ. 20 phút sau, ba vị khách quý nhận lời mời đến phòng tiếp khách của huyện ủy, bí thư Dương Quốc Đống đích thân tiếp bọn họ. Chủ tịch Hồ, chủ tịch Thượng, tổng giám đốc Dương, ba vị khách quý các vị có thể đến đầu tư vào thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương thành phố Mạc Hương chúng tôi, thật sự là vinh hạnh của Mạc Hương chúng tôi. Dương Quốc Đống tươi cười nói chuyện. Không dám, nói thật, lần này chủ yếu là do tiên sinh Diệp Phàm của Lâm Tuyền các anh kích động chúng tôi. Cậu ấy là một quan chức chính quyền của thời đại mới rất có nghị lực và nhẫn nại, rất có lương tri, lại có suy nghĩ quản lý xí nghiệp hiện đại. Hồ Thế Lâm cũng rất biết cư xử, ở trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy khen ngợi Diệp Phàm cực kỳ tự nhiên, không để lại dấu vết gì cả. Đương nhiên cũng có suy nghĩ có qua có lại mới toại lòng nhau. Ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm mặc dù trẻ tuổi, nhưng đây chính là lợi ích của người trẻ tuổi. Cử nhân tốt nghiệp Đại học Hải Giang, lại học quản lý kinh tế, vận dụng kiến thức quản lý kinh tế để xây dựng ra kế hoạch kinh tế, từ nhiều góc độ để giải thích sự phát triển của kinh tế. Tôi tin thị trấn Lâm Tuyền sang năm dưới sự chủ trì của cậu ấy nhất định sẽ có thể có tốc độ phát triển nhanh hơn. Mà hồi báo đầu tư của các vị cũng sẽ không khiến các vị khách đường xa mà tới mất hứng. Bí thư Dương Quốc Đống cũng rất biết nói chuyện, khen ngợi Diệp Phàm rất tự nhiên, lại khuyến khích ba vị khách đến đầu tư. Nhưng hai chữ chủ trì, trong lời nói của y lại khiến người khác khó hiểu, mí mắt của Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung bỗng nhiên dựng lên. Trương Tào Trung nghĩ thầm, kỳ lạ, là bí thư thị ủy, lời nói của Dương Quốc Đống tại sao lại mập mờ như vậy? Thị trấn Lâm Tuyền hiện tại đương nhiên là bí thư Tần Chí Minh và chủ tịch thị trấn Mâu Dũng đang chủ trì công tác. Tại sao có thể nói Diệp Phàm chủ trì Lâm Tuyền, cậu ấy chẳng qua chỉ là một phó bí thư đảng ủy mà thôi, còn lâu mới đạt được cấp bậc chủ trì một thị trấn. Không phải là lãnh đạo nói lộ ra chứ,
hay là lãnh đạo nói cho mấy vị khách yên tâm. Nhưng chuyện này không phải đang ám chỉ cái gì đó sao? Điều này tuyệt đối không được. Tiểu tử này đã đủ lửa rồi, cất nhắc cậu ta lên địa vị quan trọng chủ trì thị trấn cũng được. Lý Hồng Dương từ lâu trong lòng đã có sự ngầm hiểu, thầm nghĩ, xem ra năng lực và tuổi trẻ của Diệp Phàm đã được Bí thư Dương công nhận rồi, hai chữ chủ trì này thật sự có lai lịch. Có lẽ ám chỉ mình nên dũng cảm trọng dụng Diệp Phàm, để cậu ta tiến vào tầng cao hơn. Sắp xếp địa vị quan trọng hơn, thi triển tác dụng trọng yếu hơn của cậu ta, để anh chàng này gánh thêm nhiều trọng trách. Dựa vào cậu ta, hôm nay thoáng cái đã thu hút được 3.500 vạn đầu tư, nhìn từ phương diện này xem ra gánh vác chức phó bí thư của thị trấn có chút oan ức cho cậu ấy. Có loại đại năng lượng hoàn chỉnh này thì phải chủ trì một thị trấn lớn, nhưng cậu ta thăng quan cũng quá nhanh, trong vòng thời gian nửa năm đã từ một nhân viên công tác bình thường bay vụt lên địa vị chủ tịch một thị trấn. Chuyện này có chút gì đó khiến người ta khó lòng bội phục, thật sự nếu thăng chức cũng phải cẩn thận một chút, đợi ẩn ý sâu xa bên trong của Bí thư Dương rồi mới quyết định. Nói không chừng vừa rồi Bí thư Dương cố ý nói như vậy là trấn an khách quý hoặc là gì đó. Trong lòng Lý Hồng Dương ngổn ngang bao suy nghĩ, giống như ngựa trời lướt gió tung bay phỏng đoán ý đồ của thượng cấp. Bí thư Dương, sau khi tôi nghe nói đến bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền do Bí thư Thư Diệp giới thiệu mới đến đây. Chúng tôi rất muốn nghe người lãnh đạo cao nhất của thành phố là ngài có ý kiến gì về bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của Bí thư Diệp. Thượng Thiên Đồ cười nói. Về phương diện bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền đồng chí Tiểu Diệp đang muốn giới thiệu với mọi người, cho nên trước mắt tôi vẫn chưa rõ lắm. Như vậy đi, đồng chí Tiểu Diệp, vừa rồi không phải cậu đang muốn giới thiệu chuyện bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền sao? Hôm nay mời ba vị khách quý này cùng nghe thì thế nào? Dương Quốc Đống quay đầu hỏi Diệp Phàm. Được, tôi cũng có ý tứ này. Bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ xem ra thời cơ cũng đang dần dần chín muồi, nhưng phải đến phòng họp, ở đó có lắp đặt thiết bị âm thanh, giải thích sẽ tốt hơn. Diệp Phàm cung kính nói. Đoàn người lại quay về phòng họp huyện ủy. Diệp Phàm rất bình tĩnh bước lên phía trước nói. Kính thưa các vị lãnh đạo, khách quý, tôi xin được giới thiệu trước một chút về tư tưởng của tôi. Tình trạng giao thông của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, mọi người cũng biết rõ rồi. Về cơ bản đều là đường xá nông thôn giải đá, cát là chủ yếu. Chính là kéo dài từ xã Khanh Hương đến thị trấn Lâm Tuyền, nhưng lại chưa có đường quốc lộ nối liền. Cứ tiếp tục như vậy, kêu chính quyền thị trấn chúng ta làm sao tiến hành quản lý thôn xã. Cũng không thể kêu các cán bộ phải đi đường vòng sang các thị trấn khác rồi đi vòng tới Khanh Hương để lãnh đạo công tác. Chính quyền thị trấn có văn kiện và chuyện gì cấp bách đều không cách nào truyền đi kịp thời. Cho nên tôi vẫn luôn tính toán làm sao có thể xây dựng một bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, nối liền 6 thị trấn, lấy Lâm Tuyền làm trung tâm. Thời gian trước tập đoàn Nam Cung có đầu tư 200 vạn để sửa chữa đường quốc lộ nhỏ cho đập Thiên Thủy, tôi nghĩ, nếu đã sửa thì phải sửa được một con đường đẳng cấp tương đối tốt, cho nên lại đi vòng đến Lâm Trường Cảnh Dương, lấy được 150 vạn tiền đầu tư từ trong tay chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng. Hợp lại thì có 350 vạn. Một tính toán lớn hơn cũng đang thành hình trong đầu tôi. Chính là lợi dụng cơ hội sửa đường của đập Thiên Thủy, hoàn toàn khai thông đến xã Khanh Hương. Từ phía tây bắc thông qua đập Thiên Thủy nối liền thị trấn Quy Hồ, đông bắc nối liền với thị trấn Giác Lâm, tây nam nối liền đến thị trấn Tà Nham, trung nam nối liền với thị trấn Vũ Khê. Ở giữa thông qua thị trấn Nam Khê phối hợp liên kết với huyện thành Ngư Dương, hình thành một bản kế hoạch đại quy hoạch lấy Lâm Tuyền làm trung tâm. Nói không chừng cứ như vậy, còn có thể xây dựng được một khu vực trung tâm của thị xã tương đối phát triển ở huyện Ngư Dương. Nếu tư tưởng này có thể thành công thì thị trấn Lâm Tuyền rất tự nhiên trở thành thị trấn trung tâm của 6 thị trấn này, những lợi ích đi kèm khác, tốc độ phát triển của kinh tế quả thực không thể đoán được. Sau khi xây dựng còn mang tới sự phát triển về các lĩnh vực xung quanh thị trấn, phương diện giao thông thậm chí có thể xuyên suốt tới các thị xã ngoài tỉnh, có thể lợi dụng tài nguyên có lợi bên ngoài tỉnh. Bổ sung hỗ trợ, xúc tiến tốt nhất tốc độ phát triển kinh tế của huyện. Cho nên sau khi sáp nhập vào thị trấn, phương diện xây dựng thành phố của thị trấn Lâm Tuyền nhất định phải vượt trước 20 năm mới làm được, phương diện quy hoạch phải lấy bản kế hoạch của mô hình thành thành phố nhỏ làm tiêu chuẩn thiết kế. Mặt đường phải mở rộng, bày trí hợp lý, bến xe, chợ búa, đều phải quy hoạch cho tốt trước, nếu không sẽ tạo thành kết quả tái diễn xây dựng,
giải tán xây dựng, tạo thành tổn thất cực lớn đối với tài nguyên quốc gia. Diệp Phàm giải thích rất có thứ tự ý tưởng đại quy hoạch của mình. Chương 289, điểm tướng. Đương nhiên, lúc này Diệp Phàm đang cùng với bí thư Lý Hồng Dương và ba vị khách quý nói chuyện với nhau, bỏ qua màn hí kịch này, vì thế sau đó cứ than thở tiếc nuối. Chuyện hay vạn năm khó gặp như vậy mà lại không nhìn thấy, thật sự là tiếc nuối. Dương Quốc Đống sớm đã dặn dò thư ký đi điều tra tin tức về tập đoàn ngành giấy Long Hưng, tập đoàn Hoành Xương và nhà máy giấy các tông Long Hưng Thủy Châu, thông qua các quan hệ trong tỉnh, không lâu sau đã điều tra ra được ba công ty này, dùng máy fax trực tiếp truyền tin tới. Nhìn thấy những tin tức này, Dương Quốc Đống cứ gật đầu, thầm nghĩ, không ngờ tên nhãi danh này thật sự có năng lượng, có thể quen biết được hai cự phú có tài sản hơn tỷ. Còn lại Dương Vân Thiên cũng có tài sản 5.000 vạn, không tệ. 20 phút sau, ba vị khách quý nhận lời mời đến phòng tiếp khách của huyện ủy, bí thư Dương Quốc Đống đích thân tiếp bọn họ. Chủ tịch Hồ, chủ tịch Thượng, tổng giám đốc Dương, ba vị khách quý các vị có thể đến đầu tư vào thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương thành phố Mạc Hương chúng tôi, thật sự là vinh hạnh của Mạc Hương chúng tôi. Dương Quốc Đống tươi cười nói chuyện. Không dám, nói thật, lần này chủ yếu là do tiên sinh Diệp Phàm của Lâm Tuyền các anh kích động chúng tôi. Cậu ấy là một quan chức chính quyền của thời đại mới rất có nghị lực và nhẫn nại, rất có lương tri, lại có suy nghĩ quản lý xí nghiệp hiện đại. Hồ Thế Lâm cũng rất biết cư xử, ở trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy khen ngợi Diệp Phàm cực kỳ tự nhiên, không để lại dấu vết gì cả. Đương nhiên cũng có suy nghĩ có qua có lại mới toại lòng nhau. Ha ha ha, đồng chí Diệp Phàm mặc dù trẻ tuổi, nhưng đây chính là lợi ích của người trẻ tuổi. Cử nhân tốt nghiệp Đại học Hải Giang, lại học quản lý kinh tế, vận dụng kiến thức quản lý kinh tế để xây dựng ra kế hoạch kinh tế, từ nhiều góc độ để giải thích sự phát triển của kinh tế. Tôi tin thị trấn Lâm Tuyền sang năm dưới sự chủ trì của cậu ấy nhất định sẽ có thể có tốc độ phát triển nhanh hơn. Mà hồi báo đầu tư của các vị cũng sẽ không khiến các vị khách đường xa mà tới mất hứng. Bí thư Dương Quốc Đống cũng rất biết nói chuyện, khen ngợi Diệp Phàm rất tự nhiên, lại khuyến khích ba vị khách đến đầu tư. Nhưng hai chữ chủ trì, trong lời nói của y lại khiến người khác khó hiểu, mí mắt của Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung bỗng nhiên dựng lên. Trương Tào Trung nghĩ thầm, kỳ lạ, là bí thư thị ủy, lời nói của Dương Quốc Đống tại sao lại mập mờ như vậy? Thị trấn Lâm Tuyền hiện tại đương nhiên là bí thư Tần Chí Minh và chủ tịch thị trấn Mâu Dũng đang chủ trì công tác. Tại sao có thể nói Diệp Phàm chủ trì Lâm Tuyền, cậu ấy chẳng qua chỉ là một phó bí thư đảng ủy mà thôi, còn lâu mới đạt được cấp bậc chủ trì một thị trấn. Không phải là lãnh đạo nói lộ ra chứ, hay là lãnh đạo nói cho mấy vị khách yên tâm. Nhưng chuyện này không phải đang ám chỉ cái gì đó sao? Điều này tuyệt đối không được. Tiểu tử này đã đủ lửa rồi, cất nhắc cậu ta lên địa vị quan trọng chủ trì thị trấn cũng được. Lý Hồng Dương từ lâu trong lòng đã có sự ngầm hiểu, thầm nghĩ, xem ra năng lực và tuổi trẻ của Diệp Phàm đã được bí thư Dương công nhận rồi. Hai chữ chủ trì này thật sự có lai lịch. Có lẽ ám chỉ mình nên dũng cảm trọng dụng Diệp Phàm, để cậu ta tiến vào tầng cao hơn. Sắp xếp địa vị quan trọng hơn, thi triển tác dụng trọng yếu hơn của cậu ta, để anh chàng này gánh thêm nhiều trọng trách. Dựa vào cậu ta, hôm nay thoáng cái đã thu hút được 3.500 vạn đầu tư, nhìn từ phương diện này xem ra gánh vác chức phó bí thư của thị trấn có chút oan ức cho cậu ấy. Có loại đại năng lượng hoàn chỉnh này thì phải chủ trì một thị trấn lớn, nhưng cậu ta thăng quan cũng quá nhanh, trong vòng thời gian nửa năm đã từ một nhân viên công tác bình thường bay vụt lên địa vị chủ tịch một thị trấn. Chuyện này có chút gì đó khiến người ta khó lòng bội phục, thật sự nếu thăng chức cũng phải cẩn thận một chút, đợi ẩn ý sâu xa bên trong của bí thư Dương rồi mới quyết định. Nói không chừng vừa rồi bí thư Dương cố ý nói như vậy là trấn an khách quý hoặc là gì đó. Trong lòng Lý Hồng Dương ngổn ngang bao suy nghĩ, giống như ngựa trời lướt gió tung bay phỏng đoán ý đồ của thượng cấp. Bí thư Dương, sau khi tôi nghe nói đến bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền do bí thư Thư Diệp giới thiệu mới đến đây. Chúng tôi rất muốn nghe người lãnh đạo cao nhất của thành phố là ngài có ý kiến gì về bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của bí thư Diệp. Thượng Thiên Đồ cười nói. Về phương diện bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền đồng chí Tiểu Diệp đang muốn giới thiệu với mọi người. Cho nên trước mắt tôi vẫn chưa rõ lắm. Như vậy đi, đồng chí Tiểu Diệp, vừa rồi không phải cậu đang muốn giới thiệu chuyện bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền sao?
hôm nay mời ba vị khách quý này cùng nghe thì thế nào? Dương Quốc Đống quay đầu hỏi Diệp Phàm. Được, tôi cũng có ý tứ này. Bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ xem ra thời cơ cũng đang dần dần chín muồi, nhưng phải đến phòng họp, ở đó có lắp đặt thiết bị âm thanh, giải thích sẽ tốt hơn. Diệp Phàm cung kính nói. Đoàn người lại quay về phòng họp huyện ủy. Diệp Phàm rất bình tĩnh bước lên phía trước nói. Kính thưa các vị lãnh đạo, khách quý, tôi xin được giới thiệu trước một chút về tư tưởng của tôi. Tình trạng giao thông của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, mọi người cũng biết rõ rồi, về cơ bản đều là đường xá nông thôn rải đá, cát là chủ yếu. Chính là kéo dài từ xã Khanh Hương đến thị trấn Lâm Tuyền, nhưng lại chưa có đường quốc lộ nối liền. Cứ tiếp tục như vậy, kêu chính quyền thị trấn chúng ta làm sao tiến hành quản lý thôn xã. Cũng không thể kêu các cán bộ phải đi đường vòng sang các thị trấn khác rồi đi vòng tới Khanh Hương để lãnh đạo công tác. Chính quyền thị trấn có văn kiện và chuyện gì cấp bách đều không cách nào truyền đi kịp thời. Cho nên tôi vẫn luôn tính toán làm sao có thể xây dựng một bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, nối liền 6 thị trấn, lấy Lâm Tuyền làm trung tâm. Thời gian trước tập đoàn Nam Cung có đầu tư 200 vạn để sửa chữa đường quốc lộ nhỏ cho đập Thiên Thủy, tôi nghĩ, nếu đã sửa thì phải sửa được một con đường đẳng cấp tương đối tốt, cho nên lại đi vòng đến Lâm Trường Cảnh Dương, lấy được 150 vạn tiền đầu tư từ trong tay chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng. Hợp lại thì có 350 vạn, một tính toán lớn hơn cũng đang thành hình trong đầu tôi. Chính là lợi dụng cơ hội sửa đường của đập Thiên Thủy, hoàn toàn khai thông đến xã Khanh Hương. Từ phía tây bắc thông qua đập Thiên Thủy nối liền thị trấn Quy Hồ, đông bắc nối liền với thị trấn Giác Lâm, tây nam nối liền đến thị trấn Tà Nham, trung nam nối liền với thị trấn Vũ Khê. Ở giữa thông qua thị trấn Nam Khê phối hợp liên kết với huyện thành Ngư Dương, hình thành một bản kế hoạch đại quy hoạch lấy Lâm Tuyền làm trung tâm. Nói không chừng cứ như vậy, còn có thể xây dựng được một khu vực trung tâm của thị xã tương đối phát triển ở huyện Ngư Dương. Nếu tư tưởng này có thể thành công thì thị trấn Lâm Tuyền rất tự nhiên trở thành thị trấn trung tâm của 6 thị trấn này, những lợi ích đi kèm khác, tốc độ phát triển của kinh tế quả thực không thể đoán được. Sau khi xây dựng còn mang tới sự phát triển về các lĩnh vực xung quanh thị trấn, phương diện giao thông thậm chí có thể xuyên suốt tới các thị xã ngoài tỉnh, có thể lợi dụng tài nguyên có lợi bên ngoài tỉnh. Bổ sung hỗ trợ, xúc tiến tốt nhất tốc độ phát triển kinh tế của huyện. Cho nên sau khi sáp nhập vào thị trấn, phương diện xây dựng thành phố của thị trấn Lâm Tuyền nhất định phải vượt trước 20 năm mới làm được, phương diện quy hoạch phải lấy bản kế hoạch của mô hình thành thành phố nhỏ làm tiêu chuẩn thiết kế. Mặt đường phải mở rộng, bày trí hợp lý, bến xe, chợ búa, đều phải quy hoạch cho tốt trước, nếu không sẽ tạo thành kết quả tái diễn xây dựng, giải tán xây dựng, tạo thành tổn thất cực lớn đối với tài nguyên quốc gia. Diệp Phàm giải thích rất có thứ tự ý tưởng đại quy hoạch của mình. Lời phát biểu của tôi tối nay liên quan đến bản kế hoạch của đồng chí Diệp Phàm đều rất thoải mái, mọi người có thể thoải mái phát biểu, đừng che giấu gì cả, có ý kiến hoặc đề nghị gì đều có thể đề xuất, xuất phát điểm của chúng ta đều là vì có thể khiến Ngư Dương trở nên tốt đẹp hơn. Đồng chí Diệp Phàm, nếu nhìn từ hiệu quả quay phim chụp ảnh, Ngư Dương chúng ta thật sự rất có tiềm năng. Xuất phát điểm của bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của cậu rất tốt. Chúng tôi cũng muốn thực hiện bản kế hoạch này. Nhưng vừa rồi tôi mới đánh giá sơ bộ, nếu muốn thực hiện khai thông toàn diện, không có 2.000 vạn đầu tư là không thể, cậu có suy nghĩ đến tài lực của Lâm Tuyền không? Trương Tào Trung nhìn thế nào cũng không thấy bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền này có tính khả thi, cho rằng đây chỉ là mộng tưởng xa vời của đồng chí Diệp Phàm, căn bản không phù hợp với thực tế, dựa vào tài lực của thị trấn Lâm Tuyền, muốn thực hiện bản kế hoạch này chỉ có thể là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù thêm cả tài lực của huyện Ngư Dương cũng khó hơn lên trời, cán bộ công nhân viên chức cũng phải ăn cơm có phải không? Nhưng có bí thư Dương ở đây, cho nên lời nói của chủ tịch huyện Trương Tào Trung vẫn tương đối uyển chuyển, nếu không sớm đã cau mày nhăn mặt rồi. Cho dù là Lý Hồng Dương cũng liên tục lắc đầu, cho rằng kế hoạch này quá ngông cuồng, không thể thực hiện được. Không sai, nếu trải một tầng mỏng nhựa đường lên toàn bộ lộ trình 35.000m cũng phải mất khoảng 2.000 vạn. Diệp Phàm gật gật đầu, biểu hiện bản thân đã sớm suy nghĩ đến. Chuyện này tôi cũng hơi khó hiểu, nếu cần có khoảng 2.000 vạn. Vậy xin hỏi đồng chí Diệp Phàm, thu nhập tài chính một năm của thị trấn Lâm Tuyền là bao nhiêu? Trung Minh Nghĩa xem xét giọng điệu của Diệp Phàm, có chút kỳ thị hỏi. Khoảng 200 vạn, hình như còn chưa đến.
Diệp Phàm thuận miệng trả lời. Vậy không có kết quả rồi, thu nhập tài chính 10 năm của thị trấn Lâm Tuyền mới có thể thực hiện cái gọi là bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của cậu. Lẽ nào trong 10 năm đó phải để tất cả cán bộ công nhân viên chức của cả thị trấn uống gió Tây Bắc, nếu như vậy có lẽ một năm sau tất cả đều biến thành người khô rồi. Ha ha ha, cậu là cử nhân của khoa kinh tế Đại học Hải Giang, không thể chỉ quan tâm đến bản kế hoạch của cậu, còn phải chú trọng đến vấn đề đời sống của nhân dân thì kinh tế mới có thể phát triển, không giải quyết được phương diện này thì làm sao giải quyết được các phương diện khác. Bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa nói rất thẳng thắn. Thậm chí mơ hồ ám chỉ Diệp Phàm là người có chủ nghĩa lý tưởng không thực tế. Không riêng gì Trung Minh Nghĩa nghĩ như vậy, mà tất cả những người ngồi đây ngoại trừ Diệp Phàm đều nghĩ như vậy, chỉ là Lý Hồng Dương không đứng lên trực tiếp phê bình Diệp Phàm mà thôi. Không có tiền tất cả đều chỉ là nói suông, bản kế hoạch đại quy hoạch này cầm đi làm tuyên truyền du lịch có khi còn tốt hơn, ha ha ha. Đồng bọn của Trung Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch huyện Thường vụ thứ 2 Trần Quang Húc cũng kịp thời trêu chọc nói. Làm cho khắp phòng họp đều vang lên tiếng cười. Được rồi, tôi nghĩ vấn đề này đồng chí Diệp Phàm đương nhiên cũng có suy nghĩ nhất định, là cử nhân của Đại học Hải Giang có lẽ không thể không có chút suy nghĩ nào về phương diện này. Chúng ta vẫn nên nghe xem cậu ấy nói thế nào. Lý Hồng Dương đỡ lời cho Diệp Phàm, nhưng Lý Hồng Dương cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chuyện này cần quá nhiều tiền, ngay cả bí thư huyện ủy như y cũng không dám mở miệng. Bí thư Lý nói không sai. Tôi sớm đã bắt tay chủ khoản rồi. Diệp Phàm cười nói, vẻ mặt tự phụ. Chủ khoản, chuẩn bị được bao nhiêu chứ? Vừa rồi nghe cậu nói hình như đã có 350 vạn, nhưng số tiền 350 vạn này lấy ra cũng chỉ có thể xây dựng con đường của đập Thiên Thủy, cũng không thể thực hiện bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền. Phí Mặc cứ lắc đầu, hiển nhiên chỉ là làm bộ, biểu diễn cho mọi người xem. Liên quan đến phương diện tài chính, tôi xin được trình bày cụ thể với các vị lãnh đạo. 350 vạn đó là số tiền đầu tiên, đã đến đúng thời gian đã định. Phó Giám đốc Phạm Trọng Dương của Tập đoàn Điện lực thành phố Mặc Hương đã đồng ý đại diện tập đoàn quyên góp 200 vạn, như vậy tính ra đã có 550 vạn tài chính rồi. Lần trước tôi đến Thủy Châu, Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học Hải Giang Thủy Châu Lan Cơ Văn nói là có khoản mục giúp đỡ người nghèo của đập Thiên Thủy, đồng ý cho 100 vạn, là có 650 vạn. Ba vị khách quý mới vừa rồi, Chủ tịch Hồ đồng ý quyên góp 200 vạn, Chủ tịch Thượng 200 vạn, Giám đốc Dương 100 vạn, như vậy đã có 1.150 vạn rồi. Thời gian trước tôi có tìm được Chủ tịch thôn Mã Cái Thiên của trại Thạch Bình, lúc đó tôi có hợp lại trại Thạch Bình và trại Lôi Sư, làm một số địa điểm du lịch của dân tộc xa. Lúc ấy Chủ tịch Mã Cái Thiên nói là có thể góp được 100 vạn, cộng lại được 1.250 vạn. Không phải vừa rồi mới đánh cược với Cục trưởng Vương sao? Cho nên tôi tin Cục trưởng Vương đường đường là Cục trưởng của Cục Tài chính thành phố, có lẽ sẽ kiếm được 200 vạn. Bí thư Dương, ông nói có phải không? Thằng nhãi giỏi lắm, lấy quân của tôi. Chuyện này tôi không quan tâm, cậu tự đi tìm y mà nói chuyện, nhưng cậu đã kiếm được 1.250 vạn, cộng thêm 200 vạn này cũng chỉ có 1.450 vạn. Còn thiếu một số tiền không nhỏ. Tình hình kinh tế của thị trấn Lâm Tuyền các cậu chỉ đủ phát tiền lương, có lẽ không có tiền thừa đầu tư vào bản kế hoạch này. Trong đáy lòng Dương Quốc Đống đã công nhận kế hoạch này, nhưng, y vẫn muốn dồn ép Diệp Phàm, có thể dồn ép ra một chút sữa thì vẫn tốt hơn, thầm nghĩ, ngựa không quất roi làm sao chạy nhanh được. Năng lượng của thằng nhãi này không thể ép được một chút thì tài chính thành phố cũng ít dính vào một chút. Nếu bản kế hoạch này có thể thực hiện được thì kinh tế của Ngư Dương tuyệt đối sẽ bước vào giai đoạn mới, tăng trưởng GDP sẽ không còn là giấc mơ. Đám người thường vụ Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung sớm đã sợ ngây người, có chút cảm giác như đang nằm mơ. Đương nhiên, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung còn vui mừng nhiều hơn, thậm chí là vui mừng như điên. Chỉ riêng đại quy hoạch Lâm Tuyền cộng thêm phát triển của nhà máy giấy Ngư Dương, đoán chừng chiếc mũ quan của hai người càng được bảo vệ. Tăng trưởng GDP không còn là giấc mơ, mà là hiện thực sờ sờ. Còn có một số tiền nữa, chính là sau khi sáp nhập xã Khanh Hương, đề nghị của tôi là đem trụ sở ủy ban nhân dân của xã bán lại cho Tập đoàn Điện lực thành phố Mặc Hương, bọn họ đang làm một khu nhà ở cho trạm phát điện. Nghe nói đầu tư lên tới hơn 800 vạn, nếu có thể thỏa thuận với bên đó, đoán chừng có thể thu về khoảng 500 vạn. 500 vạn rút ra 200 vạn đầu tư vào trong đại quy hoạch Lâm Tuyền thì được 1.650 vạn rồi, cách thành công chỉ còn một bước nữa.
Tôi tin bí thư Lý của huyện ủy và chủ tịch huyện Trương cũng sẽ không thấy chết không cứu, một chân bước lên cửa nhà tuyệt đối sẽ trợ giúp một chân. Nước ta thường xuyên gặp khó khăn trong khu vực châu Á, nhưng Ngư Dương chúng ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó. Tôi không cần nhiều, chỉ cần huyện giúp đỡ cho 200 vạn là được rồi. Tôi biết kinh tế huyện chúng ta không tốt, thậm chí có thể nói là túng quẫn. Cho nên cũng không dám tham lam đòi nhiều, nhưng hôm nay vừa vặn, Bí Thư Dương dẫn theo nhiều lãnh đạo trong thành phố, nhiều thủ trưởng của các phòng cục như vậy, tôi xin đến tận nơi đi quyên góp. Xin các vị lãnh đạo hãy vì quốc dân của Ngư Dương, vì nhân dân Lâm Tuyền, mỗi người quyên góp 50 vạn là được rồi. Thực sự không được thì 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn cũng được, tôi đại diện nhân dân Lâm Tuyền xin cảm ơn các vị. Diệp Phàm vừa nói xong liên tục cúi đầu biểu hiện cảm ơn các vị lãnh đạo cục thành phố đang ngồi ở dưới, quét nhìn một vòng rồi nhìn Bí Thư Dương chằm chằm. Ha ha ha, nhìn tôi làm gì, muốn quyên góp thì đi tìm lãnh đạo các cục. Tôi tin rằng bọn họ cũng là người có tình cảm, bỏ ra 50 vạn có lẽ không phải là việc gì khó khăn. Dương Quốc Đống quyết định giúp hắn một tay. Cục lâm nghiệp chúng tôi bỏ ra 50 vạn. Một người đàn ông trung niên mở miệng nói. Cục giáo dục thành phố chúng tôi mặc dù là một đơn vị khó khăn, nhưng nếu vì làm chuyện tốt, cũng đồng ý bỏ ra 50 vạn. Cục trưởng Giang cũng mở miệng nói. Sau đó lại có mấy cục trưởng nhe răng nhếch miệng quyên góp, mỗi người 50 vạn. Một lát sau đã lập tức được hơn 2.000 vạn. Diệp Phàm thiếu chút nữa vui mừng đến lệch miệng, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung âm thầm giơ ngón tay cái. Sau khi làm xong chuyện lớn này, danh tiếng của Diệp Phàm sẽ dâng cao chưa từng có, không những nhận được sự công nhận của các thường vụ trong huyện, mà ngay cả một số lãnh đạo tới từ thành phố đồng thời với xót tiền của mình cũng bội phục hắn không thôi. Bọn họ bội phục đại khí của Diệp Phàm. Phó bí thư đảng ủy của một thị trấn lại làm ra được một chuyện lớn mà ngay cả bí thư huyện ủy cũng khó làm được. Dương, bí thư Dương, tôi muốn ra ngoài ăn một chút gì đó. Diệp Phàm thấy chuyện đến lúc này cũng gần như xong xuôi, cũng đến lúc mình nên khiêm tốn rút lui khỏi hiện trường. Dù sao cấp bậc của mình cũng quá thấp, có lẽ bí thư Dương còn có chuyện phải xử lý. Ăn cái gì, bây giờ mới 8 giờ, bụng cậu đã đói rồi. Nếu ăn điểm tâm cũng sớm quá. Dương Quốc Đống cũng nói đùa, tâm tình nhất thời cực tốt. Tôi còn chưa ăn cơm tối. Từ Thủy Châu chạy một hơi về đây. Cho nên, Diệp Phàm sờ sờ đầu có chút xấu hổ. Ai, đồng chí Tiểu Diệp cực khổ rồi. Đi đi, cậu đi ăn chút gì đó cho no bụng, cầm hóa đơn về đây báo cáo. Ăn một chút, đợi lát nữa, tôi tin bí thư Lý cũng sẽ đến làm phiền công thần cậu, vừa vặn ba vị khách quý cũng đang đồng lòng. Hồng Dương. Cậu gọi điện thoại bố trí trước đi. Dương Quốc Đống gật gật đầu, Diệp Phàm sau khi cảm ơn liền bước ra phòng họp làm mì tôm ăn. Đợi Diệp Phàm đi khỏi, lãnh đạo các phòng cục cũng lục tục đi ra, trong phòng họp chỉ còn lại 11 đại thường vụ và bí thư Dương của Ngư Dương. Bí thư Dương khẽ ho một tiếng, hắng giọng nói. Chuyện tối nay mọi người đều thấy rõ rồi, Diệp Phàm còn rất trẻ, nhưng cậu ta đã làm được những chuyện gì? Chính là sự nghiệp mà chủ tịch huyện cũng khó lòng hoàn thành, được xưng tụng là chiến tích sự nghiệp của Ngư Dương. Tôi không thích nói những lời sáo rỗng, chỉ nói một câu. Tôi đích thân chỉ tướng rồi, đề nghị thường vụ huyện Ngư Dương các anh thảo luận một chút, nên để cho đồng chí Diệp Phàm đảm nhận trọng trách lúc nào. Quyết định ở Lâm Tuyền đi, để một thiên tài 19 tuổi đến chủ trì một thị trấn cực lớn như Lâm Tuyền, tôi tin rằng dưới sự chỉ đạo của cậu ta, Lâm Tuyền nhất định sẽ nghênh đón một ngày mai tươi sáng hơn. Mọi người tự thảo luận đi, tôi tới chỗ ba vị khách quý đường xa mà đến nói chuyện một lát. Dương Quốc Đống nói xong cũng rời khỏi phòng họp, khi sắp ra đến cửa còn nói thêm một câu. Cho các anh thời gian 2 tiếng để sắp xếp xong nhân sự, sáng sớm ngày mai tới thị trấn Lâm Tuyền công bố, khi không khí còn hăng hái, phải cố gắng làm việc càng nhanh càng tốt. Để ba vị khách quý nhìn thấy quyết tâm và hiệu suất làm việc của các anh, trấn an suy nghĩ đầu tư của bọn họ mới là quan trọng nhất. Ai, Ngư Dương không thể lại bỏ lỡ cơ hội, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền mà đồng chí Tiểu Diệp đề xuất có lẽ chính là hy vọng để Ngư Dương tung bay. Bí thư Dương bước đi để lại trong phòng 11 vị thường vụ đều đang sợ hãi. Đề nghị này quá đột ngột, nhất định phải thực hiện, đây là chỉ thị mà thị ủy đích tay giao phó, không có ai dám chậm trễ. Nhưng bí thư nói như vậy, trong lòng mỗi người đều đang có những tính toán của riêng mình. Lúc này bàn tính của mọi người lại bắt đầu cách cách vang lên.
nếu muốn Diệp Phàm chủ trì công tác của thị trấn Lâm Tuyền. Vậy hai lãnh đạo hiện tại của Lâm Tuyền xác định phải có một người chuyển tới chỗ khác. Mà chuyển người đó đến chỗ nào mới được chứ? Vị trí phó bí thư đảng ủy để chống sau khi Diệp Phàm thăng chức sẽ do ai tiếp nhận, đào một hố củ cải, rút ra một củ cải thì sẽ kéo theo rất nhiều bùn đất phiền phức. Quan trường chính là như vậy, sau khi thay đổi một vị trí sẽ dẫn tới một loạt thay đổi địa vị, có chút giống như tác động của quân bài domino. Sau khi phòng họp yên lặng khoảng 10 phút, tiếng dở nắp chén trà của Lý Hồng Dương truyền tới, như kèn lệnh phát động so đấu mũ quan giữa các vị thường vụ. Các đồng chí, bí thư Dương của thị ủy đã nói rồi, hôm nay đồng chí Diệp Phàm đã làm được một loạt thành tích khiến chúng ta kinh ngạc. Thật sự là kinh ngạc, số tiền đầu tư 3.500 vạn, khiến tôi thấy xấu hổ. Tiền vốn nhập vào hàng năm của Ngư Dương chúng ta có lẽ không quá 1.000 vạn. Nhưng đồng chí Diệp Phàm trong thời gian mấy tháng đã hoàn thành tổng số tiền vốn thu vào 3 năm của Ngư Dương chúng ta. Thật không đơn giản, tôi chỉ muốn nói, hậu sinh khảo ý, lợi hại hơn là bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền. Tôi nghĩ các vị đang ngồi đây đều đang có lời muốn nói. Các vị nói trước ý kiến của mình đi. Sau khi Lý Hồng Dương thốt ra mấy câu khen ngợi với Diệp Phàm, ánh mắt lại nhìn về hướng Trương Tào Trung. Hay là các đồng chí nói trước đi. Trương Tào Trung và Trung Minh Nghĩa lần lượt mở miệng, trong lòng hai lão hồ ly này lại giống như sóng lớn điên đảo không có chút nào bình tĩnh. Diệp Phàm lần này chủ trì công tác của Lâm Tuyền là chuyện đã quyết định rồi, nhưng hai người đều đang có tính toán. Vừa rồi Bí Thư Dương chỉ muốn Diệp Phàm chủ trì công tác Lâm Tuyền, cũng không có điểm danh chỉ định là gánh vác chức vụ chủ tịch thị trấn hay là bí thư đảng ủy. Vì hai vị trí này đều có thể nói là chủ trì công tác Lâm Tuyền. Mặc dù nói cấp bậc giống nhau, nhưng quyền lợi lại khác nhau. Bí thư đảng ủy mới là người lãnh đạo chân chính, chủ tịch thị trấn quản lý công tác hàng ngày của khắp thị trấn, bí thư đảng ủy thao túng quyền nhân sự, công việc gì cũng phải kêu người đi làm, cho nên quyền nhân sự mới là quan trọng nhất. Vì vậy thái độ của hai lão hồ ly là nhìn quanh trước, lấy bất biến trị vạn biến. Tuyệt đối không thể để Lý Hồng Dương mò được toàn bộ ích lợi, chí ít mình cũng phải kiếm được một chén canh mới được. Chương 290, đấu võ. Lý Hồng Dương đương nhiên là muốn một hơi đẩy Diệp Phàm vào vị trí bí thư đảng ủy, hoặc là đẩy chủ tịch thị trấn Mâu Dũng đi, để Diệp Phàm và Tần Chí Minh phối hợp, đương nhiên là kết cục lý tưởng nhất. Nhưng Lý Hồng Dương cũng biết rõ chuyện này là không thể. Trương Tào Trung và Trung Minh Nghĩa tuyệt đối sẽ không phê chuẩn. Chuyện này chỉ có thể lùi một bước tiến hai bước, triệu hồi Tần Chí Minh về huyện, để Diệp Phàm đảm nhận chức bí thư đảng ủy. Cứ như vậy thị trấn Lâm Tuyền vẫn nằm dưới sự điều khiển của mình. Nhưng Lý Hồng Dương cũng biết rất rõ, chuyện này cũng tương đối khó. Vì bên trong lại liên quan đến vấn đề chỗ đi của Hổ tướng Tần Chí Minh. Tần Chí Minh là cán bộ đắc lực nhất của mình, cùng với bí thư Trần Viễn Phong của thị trấn Du Tiễn là hai cấp dưới tốt nhất của mình. Nếu muốn thay đổi vị trí của Tần Chí Minh, nhất định phải tìm cho y một chỗ tốt, bằng không sẽ khiến lòng người lạnh giá. Nếu Tần Chí Minh có nơi để đi, muốn một hơi đẩy Diệp Phàm lên vị trí bí thư đảng ủy thị trấn cũng khó. Cũng không thể để mình giành hết ích lợi, còn phải trừ lại chút canh cho Trương Tào Trung và Trung Minh Nghĩa. Cho nên các phương diện liên quan bên trong rất nhiều, thật sự đau đầu nhức óc. Giang Á Trạch là thân tín của Lý Hồng Dương. Lý Hồng Dương vừa đưa mắt, là Giang Á Trạch đã ngầm hiểu rồi. Cho nên chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nhận trách nhiệm xông pha đầu tiên. Bình thường mà nói người xung phong lên trước luôn là đám lâu la thấp nhất bọn họ. Bí thư Lý, nếu bí thư Dương của thị ủy đã nói muốn Diệp Phàm chủ trì công tác của Lâm Tuyền. Chúng ta đương nhiên không thể kéo dài, bí thư Dương chỉ cho chúng ta thời gian 2 tiếng, chúng ta cũng phải thể hiện một chút hiệu suất làm việc của thường vụ Ngư Dương chúng ta. Tôi có một đề nghị, chủ tịch thị trấn Trung Minh Đào của thị trấn Nam Khê vừa mới thăng chức lên làm bí thư thường ủy thị trấn, vì tạm thời chưa chọn được chủ tịch thị trấn thích hợp. Nên một mình y vẫn kiêm nhiệm chức chủ tịch thị trấn. Đề nghị của tôi chính là điều đồng chí Mâu Dũng về thị trấn Nam Khê đảm nhận chức vụ chủ tịch thị trấn, Diệp Phàm trực tiếp đề bạt làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, chủ trì công tác của Lâm Tuyền. Như vậy thay đổi vị trí cũng không quá lớn, hội nghị thường vụ chúng ta trong vòng một giờ có thể quyết định người được chọn. Lời của Giang Á Trạch vừa dứt, còn chưa đợi mấy đồng bọn khác của y biểu hiện tán thành. Trưởng ban tổ chức Phí Mặc đã không kìm được mở miệng nói. Đối với cán bộ của huyện, tôi là trưởng ban tổ chức của huyện cho nên biết rất rõ.
Đối với cách nói của chủ nhiệm Giang vừa rồi, tôi có chút suy nghĩ sau. Mậu Dũng là tướng do đích thân chủ tịch thành phố La chỉ điểm. Thời gian đến Lâm Tuyền có lẽ còn chưa đến một tháng, lập tức đã điều đến làm chủ tịch thị trấn Nam Khê thật sự không ổn. Nếu như vậy chủ tịch La sẽ nhìn Ngư Dương chúng ta như thế nào? Các vị thường vụ, ý kiến của tôi là đề bạt Diệp Phàm làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, Mậu Dũng thăng lên làm bí thư thị trấn Lâm Tuyền. Bí thư Tần có thể điều chỉnh đến làm lãnh đạo một thị trấn khác, hoặc là trực tiếp triệu hồi về huyện cũng được. Phí Mặc vừa dứt lời, bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà cùng một phe với y tiếp lời. Đúng, cách của trưởng ban Phí vô cùng thích hợp. Vừa bịt miệng được chủ tịch thành phố La, vừa phù hợp với yêu cầu của bí thư Dương muốn đồng chí Diệp Phàm chủ trì công việc ở Lâm Tuyền. Đồng chí Phó Hiền Quang giám đốc sở giáo dục huyện chúng ta không phải đã thăng chức lên thành phố làm phó bộ trưởng bộ giáo dục sao? Chiếc ghế giám đốc vẫn còn treo ở đấy, tạm thời do đồng chí Lưu Vĩnh Trạch đại diện chủ trì công tác trong sở. Điều chuyển Tần Chí Minh đến làm giám đốc sở giáo dục thì không còn gì tốt hơn. Lý Hồng Dương cảm thấy trước mắt như tối sầm, thầm mắng, hừ. Chuyện đó mày cũng nghĩ ra được, nhị tướng thứ hai của bố mày, đường đường là bí thư một thị trấn lớn như Lâm Tuyền lại đi nhậm chức giám đốc sở giáo dục, sao không trực tiếp điều đến sở thủy sản, sở chăn nuôi để nuôi cá chăn dê không dễ hơn à? Đúng, lão Chu nói rất có lý, Tần Chí Minh nhậm chức giám đốc sở giáo dục là thích hợp nhất. Sở giáo dục ở huyện chúng ta cũng là một đơn vị lớn. Số người ở đó có lẽ cũng có 7-8 ngàn người, để ông ấy đi phụ trách công tác ở đó, chúng ta cũng yên tâm. Vĩ Nhân không phải đã nói sao, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Chứng tỏ giáo dục cũng có tác dụng quan trọng trong sự nghiệp phát triển xã hội của chúng ta, chấn hưng quốc gia phải dựa vào nó. Ha ha ha! Lão Hồ Ly Trung Minh Nghĩa lập tức bày tỏ thái độ. Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà trái lại ra sức đối đầu với đám người Trương Tào Trung. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ Lý Hồng Dương xác định sẽ không phê chuẩn, sở giáo dục thực ra là một nha môn xó xỉnh hẻo lánh. Tiếng vang trên thực tế là một sở bình thường, phòng ban nào cũng có thể nhúng tay vào sở giáo dục, quản lý giáo viên, phê bình giáo viên gì đó. Bởi vì bộ phận giáo dục là nơi không có quyền lợi nhất, nói thẳng ra là bộ phận kém cỏi. Mấy đồng tiền bộ phận giáo dục thu được cũng không có ai đến kiểm toán. Những ngành khác thu được mấy vạn đồng người ta còn không thèm để ý. Chính vì bộ phận giáo dục dễ ức hiếp, cho nên địa vị cũng thấp hơn rất nhiều, nghề nghiệp quang vinh nhất trong xã hội trái lại trở thành nha môn nước trong. Tần Chí Minh là bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền được điều tới làm giám đốc sở giáo dục trên thực tế là có hiểm nghi bị giáng chức. Giám đốc sở giáo dục làm sao có thể so sánh với bí thư đảng ủy thị trấn lớn như Lâm Tuyền. Từ các phương diện ảnh hưởng từ kinh tế đến nhân sự đều không bằng thị trấn Lâm Tuyền, vì bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền sau này rất có khả năng trực tiếp được cất nhắc lên phó chủ tịch huyện vào đảng, khoảng cách không thể nói là không lớn. Mục đích của Trung Minh Nghĩa đương nhiên chính là làm cục diện rối loạn, thừa nước đục thả câu. Vì trong ba thế lực của thường vụ huyện, thế lực của y là yếu nhất. Chỉ có làm nước đục mới có cơ hội thả câu. Đề nghị của bí thư Chu tôi có chút suy nghĩ không giống. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện chúng ta không phải vẫn do Phó Chủ tịch huyện đồng chí Lưu Kiện Phi kiêm nhiệm sao? Trên thực tế công tác của Ủy ban Kinh tế và Thương mại vẫn do đồng chí Phó Chủ nhiệm Tiền Quốc Lượng chủ trì. Ủy ban Kinh tế và Thương mại vốn là cơ quan đầu ngành trong phòng ban huyện, vừa quản lý lại vừa mở xí nghiệp, các sự vụ phương diện phải quản lý thật sự quá nhiều. Chuyện phía bên phó chủ tịch huyện quá nhiều, căn bản không có đủ thời gian quan tâm đến. Cho nên ý tứ của tôi là có thể điều Tần Chí Minh đến làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại. Quản lý kinh tế trong huyện, vực dậy một số xí nghiệp làm ăn không tốt, để GDP của huyện chúng ta bước sang một nấc thang mới. Tôi nghĩ hội nghị kinh tế toàn thành phố cuối năm tới sẽ là một khảo nghiệm quan trọng đối với huyện chúng ta, nếu GDP không tăng lên. Các vị ngồi đây không phải đều có phiền phức lớn sao? Phó Chủ tịch huyện thường vụ thứ nhất Tiếu Tuấn Thần đưa ra một vị trí tốt. Trên thực tế Tiếu Tuấn Thần và Chu Trường Hà còn có quan hệ anh em cọc trèo, chỉ là hai người vẫn không làm sao hòa hợp. Lần trước vì chuyện của Diệp Phàm cũng bỏ ra chút sức lực cứu Chu Tiểu Đào, nhưng lần này khác lần trước, xem ra trình độ chính kiến bất hòa là rất sâu sắc, đã đến mức độ không thể nào hòa giải. Chủ tịch huyện Trương Tào Trung nãy giờ yên lặng không nói nhất thời thất sắc.
Phải biết rằng chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại và Cục trưởng Cục Thống kê là hai bộ phận quan trọng trong huyện, trước kia Phó Chủ tịch huyện Lưu không rảnh danh quản lý, cho nên người cầm lái Ủy ban Kinh tế và Thương mại chính là cấp dưới của mình chủ nhiệm Tiền Quốc Lượng. Nói một cách khác chính là Ủy ban Kinh tế và Thương mại trên thực tế là nằm dưới sự điều khiển của mình, Thiếu Tuấn Thần đề xuất như vậy chẳng khác nào là muốn cướp đi miếng thịt mỡ trong tay mình. Quan trọng nhất là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại và Cục trưởng Cục Thống kê là đường tắt để thăng lên làm Phó Chủ tịch huyện, là kho tạo nên cán bộ cấp huyện sau này. Lãnh đạo hai bộ phận quan trọng này chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn gì, bình thường mà nói chỉ cần bỏ ra mấy năm là có thể thăng lên làm Phó Chủ tịch huyện, chẳng khác nào là chiếc nôi của Phó Chủ tịch huyện, cho nên Trương Tào Trung tính toán nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra. Đúng, Lão Tiếu nói không sai. Tần Chí Minh làm bí thư của thị trấn Lâm Tuyền, kinh nghiệm công tác phong phú. Đối với vực dậy xí nghiệp cũng rất có nghề, ở dưới Ủy ban Kinh tế Thương mại của huyện chúng ta có 40 xí nghiệp lớn nhỏ, không có người cầm lái có chuyên môn vững chắc sẽ không làm được, tôi phê chuẩn ý kiến của Lão Tiếu. Bộ trưởng tuyên truyền Khổng Lệ Châu phát biểu ủng hộ đồng bọn Thiếu Tuấn Thần. Nhưng không chờ mấy đồng bọn khác của Lý Hồng Dương phát biểu ủng hộ, Trương Tào Trung đã xen vào nói đầu tiên ngăn cản. Mạnh mẽ nuốt một ngụm trà nói. Đề nghị này không thỏa đáng, đồng chí Tiền Quốc Lượng giúp đỡ Phó Chủ tịch huyện Lưu chủ trì công tác của Ủy ban Kinh tế Thương mại đã mấy năm rồi. Từ trước đến nay làm việc luôn cẩn trọng, công tác của Ủy ban Kinh tế Thương mại dưới sự chủ trì của y cũng tiến lên một bậc thang mới. Đồng chí Quốc Lượng có nguyên tắc mang tính giai cấp mạnh, không sợ gian khổ, chịu vất vả mệt nhọc, có tính xây dựng và tiến thủ. Chúng ta phải tin đồng chí Lão Tiền có thể tiếp tục thi triển tác dụng của người dẫn đầu. Hơn nữa Ủy ban Kinh tế Thương mại cũng là Phó Chủ tịch Lưu kiêm nhiệm, thoáng cái điều chuyển cũng không tiện. Còn phải nghe ý kiến của Phó Chủ tịch Lưu mới được. Nguyên tắc của đảng ta không phải là dân chủ sao? Phải lắng nghe đầy đủ ý kiến của bọn họ mới có thể làm công tác tốt hơn, giảm bớt sai lầm. Tăng cường đoàn kết, ngưng tụ sức mạnh có phải không? Trương Tào Trung biết nếu trực tiếp đề nghị Tiền Quốc Lượng chính thức đảm nhiệm thì lực cản sẽ rất lớn, vì kỳ thực khi Tiền Quốc Lượng trợ giúp Phó Chủ tịch huyện Lưu chủ trì công tác kinh tế thương mại cũng không có xây dựng gì. Chỉ có điều y chưa để xảy ra bất cứ sai lầm trọng đại nào, là loại người kiên quyết tiến thủ nhưng tinh lực không đủ. Người như vậy làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại rõ ràng là không thích hợp, cho nên Trương Tào Trung cũng không nhắc đến chuyện này. Nhưng không để cho người ngồi lên chiếc ghế đó. Hơn nữa ngay cả Phó Chủ tịch Lưu cũng bị đẩy ra khỏi trách nhiệm này. Ha ha ha, thật ra có thể để đồng chí Tiền Quốc Lượng đi chủ trì công tác của Sở Giáo dục, đồng chí Tần Chí Minh chủ trì công tác của Ủy ban Kinh tế Thương mại không phải là hoàn thiện sao? Bí thư Ủy ban Tư pháp Phương Sương đột nhiên cười híp mắt giống như Phật Di Lặc, chỉ còn thiếu Nico. Trương Tào Trung vừa nghe, cảm thấy cách này hình như cũng được, nhưng vẫn cảm giác thiệt thòi, nhìn lướt qua trưởng ban tổ chức Phí Mặc. Người này lập tức ngầm hiểu, dù sao hai người cũng đã phối hợp mấy năm rồi, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn gì. Đúng, đề nghị của Bí Thư Vương cũng rất tốt. Nhưng tôi vẫn cho rằng trực tiếp đưa đồng chí Diệp Phàm cất nhắc lên vị trí Bí Thư Đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền vẫn hơi không thỏa đáng. Đồng chí Diệp Phàm làm ra thành tích xưa nay chưa từng có, về điểm này tất cả chúng ta ngồi đây đều không phủ nhận. Nhưng, dù sao cậu ấy cũng còn quá trẻ. Còn cần phải mài giũa kinh nghiệm không ngừng. Tục ngữ không phải nói, ngọc không mài không thành, cho nên cậu ấy tạm thời vẫn thích hợp gánh vác chức vụ chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền hơn. Đồng chí Tiền Quốc Lượng chủ trì công tác của Sở Giáo dục không có vấn đề. Tần Chí Minh đưa lên Ủy ban Kinh tế Thương mại cũng thích hợp. Sau khi điều Diệp Phàm đi, vị trí Phó Bí thư Đảng ủy sẽ để trống, tôi cho rằng Hoàng Hải Bình của nhà máy giấy Ngư Dương tương đối thích hợp. Cậu ta là cán bộ cấp trưởng phòng, đảm nhận chức vụ đảng ủy viên thị trấn cấp phó phòng là hơi oan ức. Nhưng chúng ta đều là cán bộ của đảng, giống như một cái đinh ốc, đảng thu xếp chúng ta tới chỗ nào, thì phải tới chỗ đó, tuân thủ sắp xếp của tổ chức là nhiệm vụ của mỗi đảng viên. Cho nên tôi cho rằng Hoàng Hải Bình có thể gánh vác sự thật này, dũng cảm đảm nhiệm trọng trách nặng nề phó bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền. Khi thời khắc quan trọng sáp nhập xã vào thị trấn vẫn chưa kết thúc thì làm tốt công tác của bản thân, vì sự phát triển ổn định của Lâm Tuyền mà cống hiến sức lực của mình. Đương nhiên, đãi ngộ dành cho Hoàng Hải Bình vẫn là cấp trưởng phòng, về điểm này không thể giáng cậu ta xuống được Phí Mặc nói như vậy. Trung Minh Nghĩa thật sự ngồi không yên,
mặc dù nói Mâu Dũng xem như là người phía bên mình, bị cướp đi chức vụ bí thư thị trấn Lâm Tuyền là thiệt thòi rất lớn. Vì vậy toàn lực ủng hộ bản thân mình vào đảng, phó chủ tịch huyện thường vụ thứ hai huyện ủy. Bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan, Trần Quang Húc liếc xéo một cái. Người này cũng là kẻ giảo hoạt trên quan trường, lập tức phát biểu nói. Hoàng Hải Bình trước kia quản lý xí nghiệp, tới thị trấn Lâm Tuyền đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng ủy thật sự không thích hợp. Nếu cất nhắc lên làm chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại còn có thể thể hiện được sở trường của cậu ta. Bởi vì y xuất thân là quản lý xí nghiệp, nhà máy giấy Ngư Dương cũng là một nhà máy lớn, nhà máy trực thuộc ủy ban kinh tế thương mại của huyện chúng ta cũng tương đối nhiều, vừa vặn phù hợp. Bản thân tôi thật ra có suy nghĩ, phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền Diệp Mậu Tài cũng là đảng ủy viên, kêu ông ấy đi tiếp nhận vị trí của Diệp Phàm là thích hợp nhất. Đồng chí Mậu Tài đầu óc linh hoạt, năng lực công tác ở phương diện nhân sự cũng rất mạnh. Tính tình cẩn thận, nguyên tắc giai cấp rất mạnh, đối với phương diện sắp xếp nhân sự của thị trấn Lâm Tuyền sau khi sáp nhập cũng khá mềm dẻo. Những lời của Trần Quang Húc lại một lần nữa làm rối loạn toàn bộ cục diện. Ha ha ha, một cán bộ cấp trưởng phòng như Hoàng Hải Bình không thể đảm nhiệm chức vụ phó bí thư cấp phó phòng được, chuyện này không phải là trò cười sao? Lẽ nào năng lực của cán bộ cấp trưởng phòng lại không bằng cấp phó phòng sao? Vậy các vị đang ngồi đây, chúng ta dứt khoát xuống đó làm chủ tịch thị trấn, chủ tịch thôn hết đi cho rồi. Phí Mặc tức giận rồi, trên mặt đã có vẻ âm trầm. Hoàng Hải Bình là người một tay y cất nhắc lên, cũng có thể nói là cấp dưới chính tông của y. Gần đây trên địa bàn Lâm Tuyền, Trương Tào Trung và Phí Mặc thế đơn lực mỏng, chính là lúc rót vào dòng máu tươi mới, y làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Vì trước mắt trên địa bàn Lâm Tuyền, chủ tịch huyện Trương Tào Trung chỉ có một phó chủ tịch thị trấn là đảng ủy viên, chính là chủ tịch xã của xã Khanh Hương được điều tới Khúc Anh Hà đang một mình chống đỡ. Cho nên Trương Tào Trung và Phí Mặc sớm đã muốn một lần nữa quay về chấn chỉnh lực lượng ở thị trấn siêu cấp lớn Lâm Tuyền. Bộ trưởng Phí, tôi cũng không nói Hoàng Hải Bình không được, vừa rồi không phải đề nghị y có thể gánh vác chức vụ chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại quan trọng hơn sao? Trần Quang Húc dưới ánh mắt ủng hộ của Trung Minh Nghĩa bất chấp khó khăn nói thật, y vẫn hơi sợ Phí Mặc. Dù sao quyền thế của Phí gia ở Ngư Dương quá lớn, không phải là thế lực y có thể phản kháng. Hừ, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại, như vậy mà y cũng có thể nghĩ ra được. Lý Hồng Dương có chịu không? Còn Tần Chí Minh sẽ điều tới chỗ nào? Đây chỉ là một miếng bánh vẽ cực lớn, nhìn thấy chứ không chiếm được. Mò trăng đáy nước như dã tràng, thật sự xem bố mày là đồ ngu có phải không? Trong đáy lòng Phí Mặc thầm oán hận, sắc mặt vô cùng khó coi, khí phách của con hổ Ngư Dương bắt đầu hiện ra rồi. Lý Hồng Dương vừa nhìn đồng hồ. Đã gần một tiếng trôi qua rồi, nếu cứ như vậy biết đến lúc nào mới kết thúc. Nếu trong vòng 2 giờ không thể quyết định xong chuyện nhân sự, bí thư Dương của thị ủy có thể nghi kỵ một bí thư huyện như y có phải không điều khiển được hội nghị thường vụ không? Tiếng nắp chén trà đánh vào chén trà vang lên, 10 vị thường vụ khác đều lấy lại tinh thần, biết bí thư Lý Hồng Dương muốn phát biểu rồi, tất cả đều dương lỗ tai tập trung lắng nghe. Chương 291, thăng lên làm chủ tịch thị trấn. Bí thư Dương chỉ cho chúng ta 2 giờ, hiện tại đã trải qua hơn 1 giờ rồi. Nếu cứ lề mề thì lúc nào mới kết thúc được, đến lúc đó Lý Hồng Dương tôi biết ăn nói thế nào. Có lẽ các vị ngồi đây cũng không có một ai có thể chạy thoát. Lời sáo rỗng không nói nhiều, tôi có một đề nghị, mọi người nghe xem. Tần Chí Minh điều sang làm chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại huyện. Tiền Quốc Lượng đề bạt làm giám đốc sở giáo dục. Mậu Dũng điều từ chủ tịch thị trấn lên làm bí thư thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm từ phó bí thư điều lên làm chủ tịch thị trấn, chủ trì công tác của thị trấn Lâm Tuyền. Đồng chí Diệp Mậu Tài đề bạt làm chủ tịch thị trấn Nam Khê, Hoàng Hải Bình tiếp nhận vị trí phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền của Diệp Mậu Tài, kiêm nhiệm đảng ủy viên, hưởng thụ đãi ngộ trưởng phòng. Người phụ trách nhà máy giấy Lâm Tuyền sẽ do đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền nghiên cứu quyết định, sau khi hùn vốn. Tổng giám đốc của nhà máy giấy Lâm Tuyền khẳng định là do chủ tịch Hồ tới từ Thủy Châu nắm giữ rồi. Thị trấn Lâm Tuyền chỉ có thể chọn người làm phó giám đốc và phó xưởng trưởng. Phó chủ tịch xã Khanh Hương Tạ Đoan, sau khi sáp nhập thị trấn, đảm nhận chức vụ phó bí thư thị trấn Lâm Tuyền, phương diện tài chính vốn do Diệp Phàm quản lý sẽ điều cho Thiết Minh Hạ, công tác nhân sự vẫn do Tạ Đoan đảm nhận xử lý. Những lời của Lý Hồng Dương vừa nói xong,
trong lòng các thường vụ đã chút được gánh nặng. Trưởng ban bộ chỉ huy quân sự Tạ Cường đương nhiên là vô cùng mừng rỡ vì Tạ Đoan chính là con trai lớn của y, năm nay mới 25 tuổi. Vốn sau khi xã Khanh Hương sáp nhập vào thị trấn, trên nguyên tắc tất cả mọi người đều bị giáng một cấp sử dụng, cũng chính là nói phó chủ tịch xã đến thị trấn Lâm Tuyền chỉ có thể đảm nhận chức vụ chủ nhiệm của các phòng ban, trên thực tế chính là một cán bộ cấp trưởng ban. Tạ Cường gần đây cũng bị con trai Tạ Đoan suốt ngày càm ràm đến nỗi trong lòng phát sốt. Tạ Đoan là một người trẻ tuổi, đang từ một chủ tịch xã cấp phó phòng bị giáng xuống làm chủ nhiệm phòng ban đương nhiên là không cam lòng. Nhưng xã Khanh Hương vì chuyện nhân sự mà chọc giận lãnh đạo đầu sỏ Bí Thư Dương, cho dù là một thường vụ huyện ủy Tạ Cường, khi đối mắt với Bí Thư Dương Quốc Đống cũng hơi có cảm giác bi thương có lòng mà không đủ lực. Tạ gia ở Ngư Dương được gọi là Tiếu Diện Hổ, nền tảng cũng vô cùng giàu có, cho nên Tạ Cường cứ ẩn ý nhắc đến chuyện của con trai mình với Lý Hồng Dương. Nhưng Lý Hồng Dương gần đây cũng không biểu lộ thái độ gì, trong lòng Tạ Cường cũng hụt hẫng, cho nên gần đây rất là sầu muộn. Không ngờ con trai mình không những kiếm được chiếc ghế phó bí thư Lâm Tuyền, còn được vào đảng ủy, trên thực tế chẳng khác nào không bị giáng xuống mà còn thăng cao hơn. Tạ Cường đương nhiên vui mừng hớn hở, nhưng vì Tạ Đoan là con trai mình, y cũng không tiện biểu hiện ánh mắt vui mừng quá mức, lúc này không tiện phát biểu, nếu không sẽ lộ ra vẻ công lợi quá. Lý Hồng Dương làm như vậy đương nhiên là bán cho Tạ Cường một món nợ ân tình cực lớn, lấy Tạ Cường đi cân bằng với chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Trung Minh Nghĩa đương nhiên cũng cao hứng, đồng bọn của mình Mâu Dũng ngồi lên chiếc ghế bí thư thứ nhất thị trấn Lâm Tuyền, y đương nhiên là vui mừng. Làm cho y thỏa mãn nhất là em họ mình được đề bạt lên làm chủ tịch thị trấn Nam Khê, đây cũng là một miếng thịt béo nên trong đáy lòng Trung Minh Nghĩa cũng cười ha ha không thôi, còn có gì không hài lòng chứ. Nếu có người không thỏa mãn thì chính là Trương Tào Trung. Mò được chức giám đốc sở giáo dục, Hoàng Hải Bình chỉ là phó chủ tịch thị trấn quản lý nông nghiệp, đương nhiên, vẫn là đảng ủy viên, so với Trung Minh Nghĩa thật quá thiệt thòi. Trương Tào Trung rất muốn cướp được vị trí phó bí thư của Diệp Phàm vào tay mình, nhưng hiện tại đã bị con trai Tạ Cường lấy đi rồi. Y cũng không tiện trực tiếp mở miệng bác bỏ, nếu như vậy Tạ Cường sẽ nhìn mình như thế nào. Đây không phải là trực tiếp đẩy Tạ Cường về phe Lý Hồng Dương sao? Cho nên Trương Tào Trung cũng ôm đầy bụng bực tức trong lòng mà không có chỗ nào phát tiết. Vốn muốn tìm Trung Minh Nghĩa xả giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại kìm lại. Lý Hồng Dương làm quá cao tay, không những khiến Trung Minh Nghĩa vui mừng hớn hở, còn khiến Tạ Cường cũng hài lòng. Còn bản thân y cũng không chịu thiệt, đưa Diệp Phàm lên làm chủ tịch thị trấn, Tần Chí Minh đảm nhận chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại. Cả hai đều là vị trí quan trọng. Trương Tào Trung suy nghĩ một lát cũng bình thường trở lại. Chí ít ở thị trấn Lâm Tuyền mình cũng giành được một chiếc ghế đảng ủy. Cứ như vậy, phối hợp với Khúc Anh Hà cũng chiếm được hai ghế. Còn Mâu Dũng được Trung Minh Nghĩa ủng hộ không khác gì trở thành con hổ giấy. Sau này phải khiến Thái tử ra bí thư Mâu Dũng và tên nhóc làm việc không suy nghĩ chủ tịch thị trấn Diệp Phàm xung đột với nhau, nếu làm như vệ tinh va chạm trái đất thì càng hay. Nói không chừng làm ầm ĩ rối loạn, đến lúc đó mình vẫn có cơ hội ra tay kiếm trác, nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Trương Tào Trung cũng thăng bằng hơn rất nhiều, cho nên không nói nữa. Hội nghị thường vụ vì cân bằng ba bên của Lý Hồng Dương, mỗi bên đều có được lợi ích mà kết thúc. Trưởng ban tổ chức Phí Mặc ngay đêm đó triệu tập hội nghị tổ chức, chuẩn bị cho ngày thứ hai đến thị trấn Lâm Tuyền công bố quyết định nhân sự. Đêm đó, nhóm người Bí Thư Dương của Thị ủy và Bí Thư Lý của huyện ủy và Trương Tào Trung cùng ba vị khách quý ăn một bữa điểm tâm phong phú, trên bàn duy nhất chỉ có một cán bộ cấp trưởng phòng là chủ tịch thị trấn Diệp Phàm, những người khác đều là từ cấp trưởng ban trở lên. Hồ Tiên Sinh, Thượng Tiên Sinh, Dương Tiên Sinh, đầu tiên tôi xin thay mặt thành phố Mặc Hương cảm ơn hậu ái của các vị đối với thị trấn Lâm Tuyền, các vị có thỉnh cầu gì đặc biệt có thể nói ra trước mặt hai vị huyện thái gia, tôi hy vọng các vị có thể mau chóng ký kết hợp đồng. Bí thư Dương Quốc Đống cũng sợ chuyện này không cẩn thận thất bại, đích thân đề xuất vấn đề ký kết hợp đồng, đương nhiên là ký càng sớm càng tốt. Bí thư Dương, chuyện này do chủ tịch Diệp Phàm quyết định được rồi. Chúng tôi dự định ký hợp đồng với cậu ấy vì tin cậu ấy. Cậu ấy làm người lấy chữ tín làm đầu, chúng tôi làm ăn đương nhiên là muốn kiếm tiền, chủ tịch thị trấn Diệp cũng là người thanh niên rất chân thành rất có tính xây dựng, ban đầu làm nhà tư sản mà nói. Phương diện thu thuế ở địa phương có lẽ sẽ có trở ngại, nhưng nếu Diệp Phàm chủ trì công tác của thị trấn Lâm Tuyền,
hiện trạng của Lâm Tuyền chúng tôi cũng biết rõ, cho nên phương diện này chúng tôi cũng không nhắc đến. Nhưng tôi hy vọng thị trấn Lâm Tuyền có thể xây dựng nền móng nhà máy, nhà xưởng xây theo thỉnh cầu của chúng tôi. Chuyện này cần phải xem quyết tâm và thái độ của chính quyền huyện Ngư Dương các anh. Đương nhiên, chúng tôi có thể chi trước 200 vạn để biểu hiện thành ý của chúng tôi làm khoản tiền dự chi của công trình giai đoạn trước. Nếu thị trấn Lâm Tuyền có thể làm được những chuyện này, chúng ta có thể lập tức ký kết hợp đồng, cho nên quyền chủ động nằm ở phương diện chính quyền các ngài. Đương nhiên, tôi và Chủ tịch Thượng, Chủ tịch Dương đều sẽ phái nhân viên công tác tới thị trấn Lâm Tuyền, tôi là cổ đông lớn nhất của nhà máy Lâm Tuyền, vị trí tổng giám đốc tôi sẽ chọn ra một người thích hợp, dẫn theo mấy nhân viên công tác tranh thủ trước tối mai nhanh chóng đến thị trấn Lâm Tuyền. Chủ tịch Thượng và Chủ tịch Dương cũng sẽ bố trí một phó giám đốc đến Lâm Tuyền. Nhà máy giấy Lâm Tuyền bỏ ra địa bàn và một số máy móc cũ, sau khi san bằng nền móng nhà máy giấy Lâm Tuyền muốn trở thành đại cổ đông lớn thứ hai của nhà máy mới thì cần phải đầu tư một số tiền mặt. Tôi và Chủ tịch Thượng, Chủ tịch Dương đã bàn bạc qua. Nhà máy giấy Lâm Tuyền chỉ ít cũng phải đầu tư 500 vạn mới có thể trở thành đại cổ đông lớn thứ hai của nhà máy mới. Phải biết rằng Chủ tịch Dương đã bỏ vào 1.000 vạn, nếu không nhà máy giấy Lâm Tuyền chỉ có thể ở vị trí thứ ba. Đương nhiên, tôi hy vọng tài chính càng nhiều càng tốt. Hồ Thế Lâm vì con trai cũng lập tức biểu thị thái độ. Chương 292, Chủ tịch thị trấn cũng có thể hù dọa bí thư thị ủy. Cảm ơn, bí thư Lý, Chủ tịch huyện Trương, các anh cũng bày tỏ ý kiến đi. Dương Quốc Đống gật gật đầu, nhìn hai vị huyện thái gia, dồn ép. Chúng tôi đương nhiên là toàn lực ủng hộ, trong huyện cũng sẽ rút ra một phần tài chính bỏ vào nhà máy giấy Lâm Tuyền. Chuyện này ngày mai Chủ tịch huyện Trương sẽ làm. Nhất định trong thời gian ngắn nhất đạt được yêu cầu của Chủ tịch Hồ, Chủ tịch Thượng và Chủ tịch Dương. Được, chính quyền huyện chúng tôi quyết định rút ra 200 vạn đầu tư vào nhà máy giấy Lâm Tuyền, 300 vạn còn lại sẽ do Chủ tịch thị trấn Diệp phụ trách, nếu chuyện xây dựng khu nhà ở của trạm phát điện có thể thành công thì có lẽ không có vấn đề. Nhưng, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, 1.000 người của nhà máy giấy Lâm Tuyền. Tôi hy vọng bọn họ có thể bình an ở lại. Đương nhiên, nếu có người làm trái lại quy định của nhà máy giấy thì có thể theo quy định mà làm. Ba vị chủ tịch, thân là quan phụ mẫu của một huyện, các công nhân cũng phải ăn cơm có phải không? Ai, chuyện này vẫn xin ba vị chủ tịch có thể toàn lực ủng hộ. Trương Tào Trung chỉ sợ sau khi xây dựng nhà máy giấy sẽ tinh giảm nhân viên, vì trong nhà máy giấy có gần một nửa số người là ăn không ngồi rồi. Đây đều là tệ nạn của xí nghiệp nhà nước. Nếu những người này bị tinh giảm, không có chỗ làm việc nhất định sẽ gây chuyện ầm ĩ, vậy thì phiền phức lớn. Chuyện này trên nguyên tắc có thể không tinh giảm công nhân, nhưng đối với những cán bộ nhà máy giấy có năng lực không mạnh, chúng ta phải bỏ cũ thay mới. Trong khái niệm của chúng tôi, trong nhà máy không có cấp bậc hành chính, cho nên các cán bộ cũng coi như công nhân, sau khi kiểm tra năng lực mới bổ nhiệm cương vị mới. Chủ tịch Hồ Thế Lâm trình bày quan điểm, sau đó nói thêm. Nhưng chính quyền huyện ủy bỏ ra 200 vạn, còn thiếu 300 vạn, thị trấn Lâm Tuyền muốn lấy ra số tiền này sợ rằng có chút phiền phức. Chuyện này giao lại toàn bộ cho Chủ tịch Diệp, nếu như các cán bộ có gì thắc mắc thì toàn quyền giao cho Chủ tịch Diệp xử lý. Còn về phần 300 vạn thiếu hụt, tôi tin Chủ tịch Diệp sẽ nghĩ ra cách, nếu thật sự không được thì đi vay. Lý Hồng Dương gật đầu. Vay. Diệp Phàm vừa nghe thấy từ này sắc mặt đã tối sầm, khoản tiền mới đầu vay của nhà máy giấy Lâm Tuyền còn chưa trả, bây giờ lại còn muốn vay, nếu cứ như vậy thì đến lúc nào mới xong. Hắn liếc nhìn bí thư thị ủy Dương không lên tiếng, suy nghĩ một chút rồi vẫn kiên trì đến cùng, nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, tình hình của Lâm Tuyền chúng ta, ngài cũng biết rõ rồi. Ngài là đại bí thư của thị ủy, có thể rỉ chút dầu để tiểu Diệp kiếm chút không, ha ha ha. Rỉ dầu. Tôi không phải là xe chở dầu, làm gì có dầu mà gì. Chuyện của mình phải tự giải quyết, đây cũng là khảo nghiệm của thị ủy, huyện ủy đối với cậu. Tiểu Diệp, cậu mới 19 tuổi đã thống trị một phương rồi. Mặc dù nói chỉ là một thị trấn, nhưng cũng là một thị trấn lớn có 10 vạn nhân khẩu mấy huyện nhỏ của tỉnh chúng ta chỉ có 20 vạn, cho nên cậu là chủ tịch thị trấn chẳng khác nào là chủ tịch huyện. Ha ha ha, đây là đặc biệt chọn ra. Người chọn ra đương nhiên phải có bản lĩnh siêu tuyệt, bằng không làm sao có thể gọi là đặc biệt, cho nên, cậu cũng đừng nói tôi tuyệt tình, tôi đúng là bí thư thị ủy.
Toàn thành phố lớn như vậy, 600-700 vạn nhân khẩu đều há miệng chờ ăn cơm, cho nên nhiệm vụ này phải rơi xuống đầu cậu. Bí thư Dương xảo quyệt gian xảo, liếc mắt nhìn Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, đánh một gậy che lại, không ném ra một phân tiền nào để ép Diệp Phàm chỉ có thể rối trên gạt dưới. Mình đúng là được gì ghẻ nuôi, không đưa một phân tiền nào còn nói là ủng hộ. Diệp Phàm không kìm được, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai biết lại bị bí thư Dương nghe thấy, vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh lùng nói. Sao thế, còn chưa lên chức đã sợ rồi, chuẩn bị bỏ gánh sao? Cậu là cán bộ của đảng, trong lòng lúc nào cũng phải nghĩ tới vì nhân dân mà phục vụ mới đúng, không sợ gian khổ vất vả, tư tưởng phải mở rộng, lý luận phải vững chắc. Thử nghĩ xem cuộc trường chinh của 25.000 dặm của các chiến sĩ hồng binh Liên Xô, khó khăn lớn như vậy bọn họ vẫn có thể kiên trì được, chút chuyện nhỏ này của cậu thì có tính là gì chứ? Cho nên, chuyện hôm nay vẫn rơi lên đầu cậu, nếu làm không tốt chuyện nhà máy giấy Lâm Tuyền, cậu cứ đợi tôi đến lấy mũ quan của cậu đấy. Dương Quốc Đống cảm thấy người thanh niên này quá cương ngạnh, phải rèn luyện cậu ta mới được. Nếu không rèn luyện sẽ đụng phải tình cảnh hạt giống tốt đáng tiếc bị đầu rơi máu chảy. Vâng, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phàm lớn tiếng biểu thị thái độ, vẻ mặt cười khổ, con mắt vừa đảo lại bắt đầu muốn giành quyền nói. Bí thư Lý, chủ tịch huyện Trương, khu nhà ở của trạm phát điện nếu có thể xây dựng ở Khanh Hương, tiền thu về phải rút ra toàn bộ để Lâm Tuyền chúng tôi xử lý. Tài sản của Khanh Hương vốn thuộc về Lâm Tuyền. Ha ha ha, còn sợ chúng tôi cướp tiền của cậu sao, đưa hết là được chứ gì? Lý Hồng Dương dành biểu lộ thái độ trước, khiến Trương Tào Trung cảm thấy buồn bực. Trương Tào Trung vốn đã dự định, nếu có thể thu về 500 vạn ở địa bàn chính quyền xã Khanh Hương thì chí ít cũng phải cho huyện rút đi một nửa, nhưng thoáng cái đã bị một câu nói của Lý Hồng Dương cướp đi tất cả. Trong lòng thầm mắng Lý Hồng Dương. Lý Thiên Vương à Lý Thiên Vương. Đưa tiền sao lại đưa quá nhanh như vậy, mấy trăm vạn trong nháy mắt đã không còn một xu. Mẹ kiếp, bí thư huyện ủy ông không cần tiền, nhưng 700-800 vạn miệng ăn của huyện này toàn bộ rơi xuống đầu tôi, kêu tôi phải bán mình đi sao? Nhưng trường hợp này cho dù tức giận bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung cũng chỉ có thể buồn bực không lên tiếng, dứt khoát cào nhau một câu rồi cạn một chén rượu tự giải sầu. Bí thư Dương, chuyện nhà máy giấy lẽ ra không nên hỏi tiền của thành phố. Nhưng bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền là chuyện liên quan đến giao thông, trong thành phố cũng phải biểu thị thái độ ủng hộ một chút. Một chút là được rồi, chỉ cần cho tôi một chút số đuôi cuối cùng thu nhập tài chính cuối năm của toàn thành phố là được. Diệp Phàm lại bắt đầu biểu hiện chủ ý, dù sao phía đông không sáng thì phía tây phát sáng. Không dễ dàng gì mới được ngồi ăn cùng với bí thư thị ủy, không kiếm chắc chút gì thì thiệt thòi quá. Diệp Phàm hiện giờ dù sao cũng là bất chấp bất cứ giá nào. Vì chiếc ghế chủ tịch thị trấn còn chưa ngồi ấm chỗ đã muốn bay rồi, cho nên phải mặt dày vượt qua cửa ải khó khăn này. Số đuôi, thật ra là có. Dương Quốc Đống cũng vui vẻ, quay đầu hỏi một lãnh đạo có liên quan đến tài chính cùng bàn ăn. Cậu nói xem, hai số đuôi cuối cùng thu nhập tài chính của thành phố chúng ta là bao nhiêu, rút ra hết đưa cho Tiểu Diệp là được rồi, xem như là chúng ta ủng hộ bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền của đồng chí Tiểu Diệp. Dương Quốc Đống có lẽ đoán số đuôi đó tuyệt đối không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy vạn. 99,36 vạn. Quan chức tài chính đó rất quen thuộc, thuận miệng trả lời. Được, kiếm đủ 100 vạn đưa cho thị trấn Lâm Tuyền đi. Nhưng thông qua huyện, trực tiếp đưa tới sở tài chính thị trấn Lâm Tuyền, ha ha ha, nào, chúng ta cùng cạn một chén. Dương Quốc Đống cũng vui vẻ, con số vừa rồi cũng có. Trong lòng vẫn hơi chút đau lòng vì mình phải bỏ ra 100 vạn, trong lòng cười mắng, thằng nhãi này, rất quỷ quái. Đông bắn một phát, tây lại thả quả pháo, khiến người ta không kịp đề phòng. Chẳng trách lại kiếm được nửa tỷ, khó lường. Mình vẫn nhanh chóng dứt ra mới được, nếu không có ba vị khách quý ở đây, tính tình không phát ra được, lại để cho hắn nghĩ ra chủ ý xấu xa gì đó quét đi mấy trăm vạn thì phiền phức. Vì thế sau khi uống cạn chén này thì buổi tiệc tan rã. Dương Quốc Đống vội vàng quay về thành phố. Chủ tịch Thượng, Chủ tịch Dương, chuyện của các vị qua một thời gian nữa tới Lâm Tuyền tôi sẽ giải quyết cho các vị, mấy ngày nay tương đối bận rộn. Châm cứu lúc nào tôi sẽ thông báo cho các vị, yên tâm. Diệp Phàm cười nói. Không sao, Chủ tịch Diệp không có thời gian, kéo dài một chút cũng không sao. Thượng Thiên Đồ trả lời như vậy, kỳ thực tận đáy lòng vẫn đặc biệt hy vọng tối nay sẽ đem công lực nội kình nâng lên. Quay về Thủy Châu,
khoe khoang trước mặt phi thử Âm Gia Sơn là được rồi. Nhưng y cũng biết chuyện này không thể vội vàng, nếu Diệp Phàm đã nói như vậy, y cũng đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó Trương Tào Trung và Lý Hồng Dương chia ra nói chuyện với Diệp Phàm, xem như là đại diện tổ chức nói chuyện. Trọng điểm của Trương Tào Trung nằm ở phương diện kinh tế của nhà máy giấy Ngư Dương. Trọng điểm của Lý Hồng Dương liên quan đến xử lý ngoại giao, mơ hồ chỉ ra trước mắt Diệp Phàm phải chú ý xử lý mấy mối quan hệ ở thị trấn Lâm Tuyền. Bắt đầu từ tối nay, Diệp Phàm chính thức trở thành trợ thủ đắc lực của Lý Hồng Dương, Lý Hồng Dương đã xem hắn là tâm phúc thân thiết để bồi dưỡng. Cho nên y cùng với Diệp Phàm nói rất nhiều chuyện bí mật của Ngư Dương, về bốn đại gia tộc Ngư Dương, về một số tình thế trong huyện, đặc biệt là các mối quan hệ gút mắt ở các phương diện, chuyện này đối với Diệp Phàm mà nói là quan hệ vô cùng quan trọng. Nói thẳng ra chính là vì con đường làm quan. Mậu Tài, chúc mừng cậu. Bí thư khối đảng Trung Minh Nghĩa chúc mừng phó chủ tịch thị trấn Diệp Mậu Tài trong điện thoại. Chúc mừng, có chuyện gì vui sao? Diệp Mậu Tài không hiểu ra sao, vì vấn đề nhân sự mới được quyết định tối nay. Lúc gần 10 giờ, cho nên người ở thị trấn Lâm Tuyền vẫn chưa nhận được tin tức. Hội nghị thường ủy huyện đã bổ nhiệm cậu làm chủ tịch thị trấn Nam Khê, anh họ lần này thiếu chút nữa mệt chết rồi. Tần Chí Minh điều tới làm chủ nhiệm ủy ban kinh tế và thương mại rồi. Từ trong khẩu khí Trung Minh Nghĩa thể hiện cái ghế chủ tịch thị trấn của Diệp Mậu Tài là do anh họ y giành được. Mục đích rất đơn giản là khiến em họ Diệp Mậu Tài cảm thấy ơn đức. Mặc dù nói là thân thích, nhưng cũng phải để trong lòng y biết rằng chỉ có dựa vào mình mới có tiền đồ, bằng không trên quan trường thỉnh thoảng bất cần đến mối quan hệ thân thích, ở trước mặt mũ quan và lợi ích cực lớn, thân thích chỉ có thể lùi về phía sau. Kỳ thực lần này Diệp Mậu Tài có thể lên chức là kết quả của thỏa hiệp sau khi đấu tranh các phương diện, ngay cả Thường Vụ là anh họ Trung Minh Nghĩa cũng không ngờ miếng bánh lớn như vậy lại rơi xuống người Diệp Mậu Tài. Còn không phải Lý Hồng Dương đang chơi nghệ thuật thăng bằng, lấy Trung Minh Nghĩa đi kiềm chế chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Trung Minh Nghĩa cao hứng, Tần Chí Minh và Diệp Phàm đương nhiên sẽ lên chức hợp lẽ. Trương Tào Trung muốn phản kháng, nhưng Lý Hồng Dương lại đẩy ra một quả bom hạng nặng, để con trai của Thường Vụ Tạ Cường trực tiếp thay thế chỗ trống Diệp Phàm để lại sau khi thăng chức. Trương Tào Trung muốn nổi dậy cũng không còn cách nào, nếu như phản đối chẳng khác nào trực tiếp phản kháng với ba bên Lý Hồng Dương, Trung Minh Nghĩa và Tạ Cường, kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên điều chỉnh nhân sự lần này do Bí thư Thị ủy Dương đích thân điểm tướng làm bước ngoặt chuyển tiếp, Lý Hồng Dương là người chiến thắng lớn nhất, Trung Minh Nghĩa cũng được chia một chén canh lớn. Đám người chủ tịch huyện Trương Tào Trung trái lại được chia lợi ích ít nhất. Lý Hồng Dương đang chơi cái gì chứ? Trương Tào Trung và Phí Mặc là liên minh cọp đất, thế lực hơi lớn một chút, Lý Hồng Dương đương nhiên phải tạo ra một đối thủ. Cũng chính là Trung Minh Nghĩa để cân bằng với Trương Tào Trung, còn bản thân hắn lại tọa sơn quan hổ đấu, bàn cờ này Lý Hồng Dương quả thực chơi rất cao tay quỷ quyệt. Cảm ơn anh họ, nhưng sau khi bí thư Tần Chí Minh của Lâm Tuyền đi thì ai lên? Diệp Mậu Tài tuyệt đối không nghĩ tới Mâu Dũng, vì Mâu Dũng mới từ thành phố trực tiếp nhảy dù xuống làm chủ tịch thị trấn còn chưa đầy một tháng, nếu lên trước thì cũng quá nhanh. Mâu Dũng, Diệp Phàm làm chủ tịch thị trấn. Trung Minh Nghĩa cười ha ha nói, trong lòng rất là đắc ý, thật sự muốn hát một khúc dùng chí trị hổ núi. Mậu Dũng vừa lên chức, Trung Minh Nghĩa hoàn toàn có thể báo tin mừng cho Chủ tịch thành phố La và Bí thư Ngọc Hoài Nhân. Hơn nữa em họ mình có thể cướp được một vị trí chủ tịch thị trấn, đây cũng là một mánh lưới, quyền lực của bản thân trong mắt Chủ tịch thành phố nhất định tăng thêm không ít, đã bước đầu hình thành vòng tròn nhỏ của mình. Sau này khi có điều chỉnh nhân sự, nếu Lý Hồng Dương điều đi, mình có khả năng sẽ ngồi lên chiếc ghế bí thư thị ủy. Cho nên tâm tình của Trung Minh Nghĩa cực kỳ tốt. À, Mâu Dũng, Diệp Phàm cũng thăng lên làm chủ tịch thị trấn. Diệp Mậu Tài sau khi nghe nói cũng không cảm thấy vui mừng cho đồng bọn, trái lại vì chuyện của Diệp Phàm mà có một cảm giác khổ sở. Trong lòng mắng thầm, mẹ kiếp, thằng nhãi này thật là may mắn, chiếc ghế chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền lại có thể bị hắn cướp đi. Còn chưa đủ lông đủ cánh đã có thể chủ quyền một phương rồi. Khi bố mày 19 tuổi vẫn là một viên chức nhỏ. Y thấp giọng hỏi. Anh họ, mấy chuyện của nhà máy giấy, chúng ta chỉ thả ra một tầng sương mù, không biết thằng nhãi đó có điều tra ra gì không? Chứng cứ sau này vẫn còn rất nhiều. Có cần chọc thằng nhãi đó để hắn và con cọp đất Phí Mặc đấu với nhau, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Chuyện này cứ từ từ,
nếu hâm nóng nồi ếch để con ếch họ Diệp đó vô tình chui vào bên trong thì tốt hơn, như vậy cũng không dẫn tới nghi ngờ. Hiện tại Hoàng Hải Bình đã tiếp nhận vị trí của cậu, sau này y và Khúc Anh Hà phối hợp với nhau trong chính quyền thị trấn thì thằng nhãi Diệp Phàm đó chịu sao nổi. Nhất định có chiến đấu, nếu không đủ kịch liệt, chúng ta lại quăng ra một số thứ kích thích không phải càng hay hơn. Phải nắm đúng độ lửa mới được, không để hành động vô ích. Trung Minh Nghĩa nhỏ giọng dặn dò. Mậu Dũng ở thị trấn Lâm Tuyền không phải trở thành con hổ giấy sao, trong 7 đảng ủy viên tôi vừa đi thì ngày tháng sau này của y đoán chừng cũng sống không yên. Diệp Mậu Tài cũng không phải lo lắng cho Mậu Dũng, chỉ là vì lợi ích của đồng bọn mà thuận miệng hỏi một câu như vậy. Ha ha, Mậu Dũng là con hổ từ bên ngoài tới, cường thế của y nằm ở thành phố, ngoài tầm tay với. Nhưng thằng danh này huyết khí mạnh mẽ, đấu với chủ tịch thị trấn Diệp Phàm cũng tốt. Nước đục mới có thể mò cá, Hoàng Hải Bình đấu với Diệp Phàm, Mậu Dũng đấu với Diệp Phàm, Trương Tào Trung dĩ nhiên sẽ tìm chúng ta, chỉ có liên thủ mới có thể áp chế được Diệp Phàm. Những chuyện này cậu tạm thời không cần quan tâm, nghĩ xem sau khi tới thị trấn Nam Khê làm thế nào để khai triển công tác đi. Trung Minh Đào của thị trấn Nam Khê là cấp dưới đắc lực của Lý Hồng Dương, cậu phải chuẩn bị tâm lý mới được. Trung Minh Nghĩa cười cười cúp điện thoại. Hải Bình, cậu đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, tiếp nhận vị trí của Diệp Mậu Tài. Sau này phải liên hợp với Khúc Anh Hà cho thật tốt, tên nhãi Diệp Phàm gặp may mắn, đã thăng lên làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền rồi. Phí Mặc gọi điện cho xưởng trưởng nhà máy giấy Hoàng Hải Bình. À, thằng nhãi đó làm chủ tịch thị trấn rồi sao, còn chưa đủ lông đủ cánh. Chuyện của nhà máy giấy thì làm thế nào, em vẫn muốn ở lại nhà máy giấy. Hoàng Hải Bình kinh hãi, thất thanh kêu lên. Kêu tôi nói cậu cái gì tốt, cậu đặt mông ở cái nhà máy giấy ấy thì có gì hay. Phải học cách tiến lui, từ một vòng tròn nhỏ đi ra tiến vào một vòng tròn lớn hơn. Thị trấn Lâm Tuyền sau khi sáp nhập thị trấn có hơn 10 vạn nhân khẩu, không mạnh hơn cái nhà máy đó của cậu sao. Mặc dù nói chỉ là một chức phó, nhưng cũng là đảng ủy viên, hưởng thị đãi ngộ cấp trưởng phòng. Nhưng chuyện của bản thân các cậu phải xử lý cho thật tốt. Phải lau mông sạch sẽ mới được, ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong mương thì không đáng. Khẩu khí Phí Mặc đầy nghiêm khắc dạy dỗ. Vâng, em hiểu rồi, cũng may, em cũng không lưu luyến gì nhà máy giấy ấy. Những chuyện đó em đã sớm giải quyết rồi, cảm ơn sự quan tâm của trường ban Phí. Có anh Hà liên thủ với chúng ta, em nghĩ trong hội đảng ủy thằng nhãi chủ tịch thị trấn họ Diệp đó cũng không sống yên ổn đâu. Hoàng Hải Bình cười ha ha nham hiểm. Đúng. Phải lợi dụng tốt mâu thuẫn của Diệp Phàm và Mậu Dũng mới được, suy nghĩ kỹ càng vào. Phí Mặc gác điện thoại, sắc mặt nhất thời âm trầm. Lần này y và Trương Tào Trung cũng không mò được bao nhiêu chỗ tốt. Trong lòng hận đến mức nghiến răng ken két, nếu như có thể cắn cho Lý Hồng Dương một phát thì bọn họ sớm đã nấu Lý Hồng Dương lên ăn rồi. Trong lòng mắng thầm, Lý Thiên Vương, muốn đẩy tôi khỏi vị trí trưởng ban tổ chức xuống không dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta là cưỡi lửa xem hát, chờ xem. Chí Minh, cậu đã được điều lên làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại rồi, ai? Vốn muốn để cậu lại Lâm Tuyền, sau này nghĩ cách trực tiếp đưa lên làm phó chủ tịch huyện rồi vào đảng. Nhưng lần này bí thư thị ủy Dương đích thân chỉ đích danh Diệp Phàm, tối nay đã tiến hành biến động lớn về nhân sự. Nhưng cũng may, giành được vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại, cậu đi làm đi. Qua 2-3 năm cất nhắc lên phó chủ tịch huyện có lẽ cũng không khó. Lý Hồng Dương cũng đang động viên Tề Chấn Đào trong điện thoại. Cảm ơn bí thư Lý đã quan tâm Chí Minh, Chí Minh. Nói đến đây, Tần Chí Minh có chút nghẹn ngào, kỳ thực Tần Chí Minh cũng tương đối hài lòng với vị trí chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Thương mại này. Ủy ban Kinh tế Thương mại và Cục Thống kê đều là hai bộ phận quan trọng trong huyện, sau này chủ nhiệm và cục trưởng đều là kho chủ bị cho phó chủ tịch huyện. Có thể nói như vậy, làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại chẳng khác nào đặt nửa chân lên cánh cửa phó chủ tịch huyện, điều đó khiến Tần Chí Minh có chút kích động. Chương 293, tuyên bố nhân sự cũng có mánh lới. Tần Chí Minh mấy năm làm bí thư đảng ủy thị trấn, không muốn đi lên là giả. Tuy nói bí thư đảng ủy Lâm Tuyền bước kế tiếp có thể trực tiếp thăng lên làm phó chủ tịch huyện nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, cuộc đời vốn lắm bất ngờ, cái gì chưa xảy ra thì chưa thể xác định. Không bằng cứ đến phòng thương mại làm chủ nhiệm thì khả năng lên phó chủ tịch huyện còn lớn hơn. Ừ, anh đem thủ hạ an bài cho tốt, sắp xếp thuận lợi cho Diệp Phàm, để sau này hắn làm chủ tịch thị trấn cũng dễ dàng a.
mấy đảng ủy viên tất cả đều là cáo giả, Hoàng Hải Bình cũng không cần nói, Khúc Anh Hà đã từng làm chủ tịch xã Khanh Hương cũng không dễ đối phó, Mâu Dũng có người chống lưng nên cũng không sợ. Bây giờ vừa tiến vào một Tạ Cường, Hạ Nhã Trinh còn nguyên là bí thư đảng ủy xã Khanh Hương, chỉ còn lại một Thiết Minh Hạ. Ai, Diệp Phàm bị vây giữa một hang ổ cáo già và thái tử ra đúng là khó khăn, huống chi kinh tế Lâm Tuyền theo chiều hướng này sẽ phát triển mạnh mẽ chưa từng có, thời gian này. Lý Hồng Dương tuy nói nhờ vào bí thư Dương thư ký tự mình điểm tướng mà đẩy Diệp Phàm lên nhưng kỳ thật trong lòng cũng không tự tin, thậm chí còn xem Lâm Tuyền đã thoát ly khỏi tầm quyền soát của mình. Bởi vì tên thái tử gia Mâu Dũng làm bí thư đảng ủy cũng không dễ đối phó, Diệp Phàm lại huyết khí phương cương, hai người này nếu thật sự va chạm thì Lâm Tuyền sẽ thành dạng gì, Lý Hồng Dương cũng không dám tưởng tượng. Biết đâu còn có thể đồng quy vu tận, vì thế vừa rồi lúc nói chuyện với Diệp Phàm vẫn luôn nhấn mạnh đến chữ nhẫn, đừng quá manh động. Ai, cuộc sống của Diệp lão đệ đúng là không dễ dàng, để ngày mai tôi sẽ nói rõ ràng, chuyện này xin ngài yên tâm. Tần Chí Minh thở dài, y vốn nhìn Diệp Phàm bò lên từ đầu, trong tiềm thức đã đem mình là người dẫn đường cho Diệp Phàm tiến vào quan trường. Bây giờ cấp bậc hai người cũng không chênh lệch lắm, ngoài mối quan hệ công việc mơ hồ còn có một tình anh em. Chỉ mới hơn nửa năm đã thăng liền ba cấp, lần này lại được bí thư Dương thư ký ưu ái trực tiếp điểm tướng, điều này trong quan trường Hoa Hạ chắc cũng là chuyện thạch phá thiên kinh. Một 19 tuổi đã là chủ tịch thị trấn, hơn nữa còn là thị trấn siêu cấp. Chuyện này không làm người ta khiếp sợ cũng không được. Hơn nữa y rất biết gia thế Diệp Phàm, nếu như là thái tử gia thì thành tựu như vậy cũng không nói, nhưng Diệp Phàm không hề có bối cảnh thâm hậu, chức chủ tịch thị trấn này là do tự mình hắn cố gắng mà ra, vì thế Tần Chí Minh rất lo lắng cho Diệp Phàm, đồng thời cũng thầm than tiểu tử này quá may mắn. Tạ Đoan, sáng sớm ngày mai con lập tức tới Lâm Tuyền nhận chức đi, ha ha ha. Huyện đội trưởng Tạ Cường cười sảng khoái với con trai. Cha, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhất định có việc mừng, có phải là chuyện của con đã định rồi, đến Lâm Tuyền làm chủ nhiệm một phòng nào đó? Tạ Đoan cảm thấy hơi bất an, cũng hơi mất mát, cho là cha mình đã tranh thủ được một chức chủ nhiệm phòng nào đó. Tạ Đoan vốn là phó chủ tịch xã Khanh Hương, bởi vì chuyện người chết đói ở xã mà tất cả các cán bộ đều bị liên lụy hạ xuống nửa cấp thành một trưởng phòng. Lúc trước Tạ Đoan còn hơi lo lắng vì đến Lâm Tuyền nhân tài đông đúc. Ngay cả kiếm được một cái chức chủ nhiệm một phòng kha khá nào đó cũng khó khăn, vì thế mới có tâm tư như vậy. Hừ, con trai Tạ Cường ta sao không tự tin như vậy? Tạ gia Tiếu Diện Hổ ở Ngư Dương chẳng lẽ là hư danh? Con tiếp nhận vị trí của Diệp Phàm, đã thăng làm phó bí thư Lâm Tuyền rồi, ha ha ha, con trai Tạ Cường ta không phải là bọn hèn nhát, phải là một hạt giống tốt. Tạ Cường cười ha hả. Lúc này đã không còn là một lão hổ nữa mà thực sự trở thành một Tiếu Diện Hổ. Thật, thật sao, cha đúng là lợi hại. Tạ Đoan sợ ngây người, còn nghĩ mình nghe nhầm, như người đột nhiên bị một gậy, nhất thời chưa thích ứng được. Ừ, sau khi đến Lâm Tuyền nhất định phải phối hợp với Diệp Phàm và Mâu Dũng, đặc biệt là Diệp Phàm, còn phải nghe nhiều, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, không nên tùy tiện phát biểu ý kiến. Cha ở Thường vụ huyện chính là như vậy. Người khác đều gọi cha là Tiếu Diện Hổ, là người hiền lành, người tốt tất sẽ có báo đáp. Làm một người tốt có gì không hay, giữa một đám phe phái đó đều được thuận lợi. Tất cả mọi người đều không dám đắc tội con, chỉ e con nổi giận kết phái cùng người khác, chuyện gì cũng tới tay. Tạ Cường tùy cơ dạy con đạo làm quan, là đạo trung dung trong đạo làm quan. Cha, nếu là Diệp Phàm xung đột với Mâu Dũng thì con phải tỏ thái độ ra sao? Người nào nhẹ người nào nặng? Tạ Đoan dò hỏi. Tùy vào tình huống mà định ra, con cũng đã làm qua phó chủ tịch xã Khanh Hương rồi, phải học được cách quan sát xu thế, cân nhắc lợi hại mới được. Tốt nhất là không đắc tội cả hai, ví dụ như đi tiểu chạy trốn, bệnh chạy trốn, có chuyện chạy trốn, cái nào cũng có thể làm ra, nếu như thật sự phải tỏ thái độ thì cũng phải uyển chuyển. Phải để cho một bên cảm thấy là mình bị bức bách, không phải là bản ý của mình. Đừng để người khác quá ghét con, dĩ nhiên nếu có người nào thực sự muốn ra tay với con thì con tuyệt đối không thể lưu tình. Người ta nói, đánh rắn phải đúng huyệt bảy tấc, hơn nữa phải đuổi tận giết tuyệt, nếu không bị nó cắn trả thì cực kỳ nguy hiểm. Tiếu Diện Hổ cũng không phải là con cọp giấy, Tiếu Diện Hổ là đem độc giấu trong tiếng cười, trước mặt bắt tay, sau lưng giấu dao mới là Tiếu Diện Hổ. Sau khi đâm dao con vẫn có thể làm một Tiếu Diện Hổ.
còn phải làm cho đối phương cảm kích, ha ha. Con đường của con còn rất dài, cái này là vấn đề bản lĩnh cùng hỏa hầu, từ từ sẽ đến. Tạ Cường cảm giảm một chút rồi mới cúp điện thoại, thở dài, lẩm bẩm. Ai, hay là tuổi còn rất trẻ à, mình hận không thể truyền toàn bộ cho con cái, dù sao cũng là hai cái đầu. Nếu quả thật có chuyện mở đầu truyền võ công như trong võ hiệp thì tốt biết mấy, ông đây có thể mở đầu truyền cho con mình đạo làm quan, để cho nó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người trẻ tuổi thường thích vọng động, thuận theo tự nhiên đi, mình cũng không cần thúc ép nữa, cứ để thời gian mài giũa. Sáng hôm sau, Lý Hồng Dương Hòa và trưởng ban tổ chức Phí Mặc đến Lâm Tuyền. Tần Chí Minh đã ra lệnh cho chủ nhiệm ban đảng chính Vương Nguyên Thành sắp xếp lại phòng hội nghị từ sớm. Chừng 100 cán bộ đầu sỏ của Lâm Tuyền đều ngồi cung kính trong phòng họp, rì rầm bàn luận, rất ít người biết nội tình, đều không lên tiếng mà nghĩ cách làm sao để nịnh bợ chủ tịch mới. Phần lớn nhân viên đều không biết chuyện, thì thào không biết lãnh đạo huyện tới đây làm gì. Người thì cho là họp hành bình thường vì quan trường Hoa Hạ thích nhất là họp, họp lớn họp nhỏ liên miên, nếu không họp làm sao thể hiện nghệ thuật lãnh đạo. Làm sao có thể thể hiện sự tồn tại của lãnh đạo, làm sao có thể nhắn nhủ chỉ bằng một cú điện thoại là đã có thể hoàn thành chỉ lệnh. Họp thì sẽ có ăn uống, liên lạc tình cảm, không họp làm sao sẽ có uống rượu, làm sao công khai đem tiền công biến thành chất dinh dưỡng cho cái bụng, làm thế nào để hủ bại. Cũng có quan Thanh Liêm coi họp hành là nguồn gốc của hủ bại, thật ra thì mọi việc đều tương đối, có hai mặt của một vấn đề. Họp hành dĩ nhiên là cần, nhưng những thứ vô bổ thì phải bỏ đi, họp là để triển khai công việc, bàn luận những khúc mắc khó khăn. Về phần ăn uống cũng nên hạn chế dần, nếu như sau khi họp hành mà bắt quan viên ngồi không thì ai có thể chịu nổi. Trừ khi là thánh nhân cũng phải qua kiểm tra mới biết được, không ăn không uống chắc chẳng có ai muốn làm quan. Làm quan cũng không sung sướng gì, đầu óc luôn luôn căng thẳng, sợ hãi, sợ cấp trên đè xuống, sợ cấp dưới gây loạn, sợ quần chúng làm ầm ĩ, còn sợ. Thu tiền sợ ban thanh tra kỷ luật, ngay cả cảm giác ngủ cũng không yên ổn, cho dù nghe một tiếng báo động cũng sẽ giật mình. Không thu tiền thì sợ mũ quan sẽ bay, bởi vì không thu thì lấy đâu ra tiền chạy trọt, có tiền rồi cũng phải tìm cách đưa, vì thế đây là một cái vòng luẩn quẩn không thể không theo. Khoảng 10 giờ sáng, Lý Hồng Dương cùng với Phí Mặc, Tần Chí Minh, Diệp Phàm, Mâu Dũng cùng đi vào phòng họp lớn. Đầu tiên là Phí Mặc tuyên bố chuyện thay đổi nhân sự, nhất thời cả hội trường im phăng phắc. Mâu Dũng thăng lên làm bí thư đảng ủy thị trấn thì cũng không có gì, người ta là thái tử gia, sớm muộn gì sẽ có một ngày như vậy, nên cũng không gây ra xôn xao gì, mọi người đều hiểu đây là quy tắc ngầm của Hoa Hạ, chỉ có trong lòng cảm thấy chua xót mà thôi. Tần Chí Minh thăng lên làm chủ nhiệm phòng thương mại cũng không gây ra bao nhiêu xáo động, bằng vào năng lực và uy vọng của Tần Chí Minh thì cũng không có gì lạ, mọi người đều cảm thấy tâm phục, không ai chua xót, chỉ có mất mát. Diệp Mậu Tài thăng lên làm chủ tịch thị trấn gây nên một trận xáo động nho nhỏ, mọi người đều nhìn dồn cả vào y khiến Diệp Mậu Tài phảng phất như thấy bản thân như ngâm trong ao giấm, cảm giác như có mấy trăm con sâu đang cắn. Có người không nhịn được nhỏ giọng mắng. Đánh rắm không ra lại tới Lâm Tuyền tìm vàng, suốt ngày chỉ uống rượu chơi mạt chược, họp đảng ủy nó ra mấy câu rắm chó lại có thể tới thị trấn Nam Khê làm chủ nhiệm. Thế này thì còn đạo lý gì nữa? Người bên cạnh vị chủ nhiệm vừa lên tiếng nọ gật gù. Người ta phía trên có người, chúng ta là quả phụ không ai gọi xuân cũng vô dụng. Lão đệ người cũng mau hoạt động đi, giữ được cái ghế chủ nhiệm mới là quan trọng. Ánh mắt của chủ nhiệm ban tổng hợp Lưu Trì thay đổi liên tục. Vết nhăn hằn trên trán sâu hóm. Diệp Mậu Tài đi thì mình mất đồng minh, sau này đi theo Mâu Dũng cũng khó nói, chủ yếu nhất là vị bí thư này có tính tình công tử ca hỉ nộ vô thường, rất khó hầu hạ. Lúc đọc đến Tạ Đoan thăng lên làm phó bí thư đảng ủy, mọi người thầm bực mình. Tạ Đoan có cha là thường vụ thì thăng như vậy cũng là bình thường, tuy nhiên là phó bí thư Diệp đi chỗ nào chứ? Chương 294, Chủ tịch Diệp một nắm lửa đốt đi trăm vạn. Hay là bị giáng chức rồi, cũng có thể lắm, nghe nói lần trước ở phòng hát Lam Nguyệt Lượng hắn suýt đánh nhau với Mâu Dũng, còn đắc tội với Tôn Mãn Xuân con trai phó chủ tịch huyện Tôn. Trước đó thì đắc tội với Phí Văn Viễn, con trai trưởng ban tổ chức Phí Mặc, Chu Tiểu Đào con trai bí thư Chu của Ủy ban Kỷ luật, Vương Tiểu Ba cháu trai của Cục trưởng Vương Cục Tài chính thành phố. Lần này chắc là bị lấy mũ quan, ai, thế đạo này là như vậy, nói không rõ nói không rõ.
Phó Bí thư Diệp cũng có chút bản lĩnh càng cao mũ quan càng bay nhanh hơn, thế gian này có còn đạo lý hay không? Có mấy người thầm bất bình cho Diệp Phàm. Đặc biệt là giám đốc sở tài chính Trịnh Lực Văn, trong đầu thoáng cái đã mờ mịt, cười khổ thầm nghĩ, xong rồi, xem ra cái chức giám đốc sở này chấm dứt, mình lại trở về làm một viên chức rồi. Ai? Phó chủ nhiệm ban đảng chính Phương Nghê Muội cũng đã nhanh chóng ứa nước mắt, chỉ e khóc thành tiếng, vội vàng lấy khăn ra thấm. Hành động của vị thục nữ này cũng không khiến bao vị đại lão gia của Lâm Tuyển quan tâm, người ta còn lo cho cái mũ quan, hơi đâu mà đi lo cho thục nữ. Chỉ cần còn mũ thì sợ gì không có thục nữ. Mấy thành viên của tổ cải cách nhà máy giấy cũng ủ rũ, Diệp Phàm không còn thì tổ này chắc cũng sẽ giải tán, bản thân mình không biết sẽ bị nhét vào phòng ban rác rưởi nào. Vị quân nhân giải ngũ Ngọc Tiêu vừa đi theo Diệp Phàm không lâu cũng gục đầu vào đầu gối, cảm giác cực kỳ thất vọng lẩm bẩm nói. Bí thư Diệp là người tốt, là một vị quan chân chính, thế gian này không còn thiên lý sao? Mới vừa thấy hy vọng thoáng cái đã bị dập tắt. Hoàng Hải Bình thăng lên làm đảng ủy viên, phó chủ tịch thị trấn cũng gây nên một trận cười nhạo nho nhỏ làm y đang ngồi trên đài chủ tịch cũng sầm mặt, đang là cán bộ cấp trưởng phòng bị giáng xuống cấp phó phòng, đúng là cũng hơi mất mặt. Mặc dù Phí Mặc sau lúc tuyên bố đã nhấn mạnh, giải thích đây là vì yêu cầu công việc, phó chủ tịch thị trấn Hoàng Hải Bình có đãi ngộ cấp trưởng phòng. Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không có gì thay đổi, chín phần là vui mừng thấy người gặp họa. Hoàng Hải Bình lúc trước ở nhà máy giấy cũng quá kiêu ngạo, cán bộ Lâm Tuyền trong mắt y không bằng một đống, người ta là xí nghiệp trên huyện không thèm nhìn ngó đến người, cuối cùng cũng xuống nước, trong đầu mọi người cảm thấy rất hả hê. Đây chính là một nét đặc sắc của người Hoa Hạ, thấy người khác xui xẻo mình sẽ cảm giác được sướng ý, mình xui xẻo còn chưa đủ còn phải lôi kéo mấy đồng bọn trong lòng mới có thể thăng bằng một chút, nếu không gặp rủi ro không tìm thấy anh em thì sao cảm thấy thăng bằng, điển hình của tư tưởng bệnh hoạn. Hoàng Hải Bình cúi gầm mặt, hận không thể tự thân biến hóa làm một con chuột nhỏ độn thổ, nếu không. Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Diệp Phàm tiểu nhi, tao với mày thề không lưỡng lập, lão tử đang yên lành làm giám đốc, mày nhảy vào làm gì? Hãy đợi đấy, sau này chỉ cần là chuyện mày đồng ý thì tao sẽ phản đối, là kiên quyết phản đối. Mày để cho lão tử không yên thì lão tử cũng không để cho mày làm chủ tịch thị trấn dễ dàng, tao nhổ vào. Cũng không biết Phí Mặc tại sao lại đọc đến chức vụ của Diệp Phàm cuối cùng, chẳng biết có ý gì không. Sau khi đọc xong Diệp Phàm thăng làm chủ tịch Lâm Tuyền thì phòng họp thoáng cái lặng ngắt, có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi, mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc. Không, là sững sờ, chuyện tuyệt đối không ngờ đã xảy ra, một sinh viên vừa mới 19 tuổi, tốt nghiệp ra trường được nửa năm đã có thể làm chủ tịch thị trấn, còn là một thị trấn lớn siêu cấp, không khiếp sợ cũng không được. Không lâu sau, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy ra tận đến ngoài phố, nói thật là nếu mọi người hoàn toàn ủng hộ Diệp Phàm thì cũng hơi quá, hắn chưa phải là vĩ nhân, cũng chưa đạt tới trình độ đó. Nói thật, người đố kỵ nhất định là có, nhưng phần lớn nhân viên làm việc đều có một loại tâm tình kích động, cũng nói không rõ ràng lắm rốt cuộc là tại sao. Có lẽ Diệp Phàm thân là một người không có bối cảnh lại có thể trong thời gian ngắn thăng lên vị trí cao như vậy nên làm mọi người bội phục. Làm mọi người hưng phấn, làm mọi người mơ hồ thấy được một tia sáng, cũng là ở tuổi trẻ của Diệp Phàm. Dĩ nhiên, mấy người vỗ tay vang dội nhất chính là Phương Nghê Muội, Thiết Minh Hạ, Triệu Thiết Hải, Trịnh Lực Văn, Ngọc Tiêu và tổ công tác cải cách nhà máy giấy, bọn họ như đã thấy được một ngôi sao mới đang mọc lên. Phương Nghê Muội chỉ muốn khóc, tuy nhiên lần này là khóc vì sung sướng. Vỗ tay một hồi rồi Diệp Phàm đứng lên nhận nhiệm vụ. Mọi người trước đó đều nói đơn giản, đến lượt Diệp Phàm thì tiếng vỗ tay dồn dập như thủy triều. Diệp Phàm hắng giọng một cái, bình tĩnh nói. Đầu tiên cho tôi được cảm tạ lãnh đạo huyện đã cho tôi cơ hội này, cũng cảm tạ các vị bạn bè đồng nghiệp trong thị trấn đã ủng hộ công việc của tôi không muốn nói mạnh miệng vì có nói cũng vô dụng. Có người có lẽ sẽ nói, tôi mới 19 tuổi lên làm chủ tịch thị trấn sẽ rất kích động. Nhưng tôi nói thật, cảm thấy rất nặng nề. Lâm Tuyền kể từ sau khi sáp nhập đến nay, xảy ra bao nhiêu chuyện, thị trấn chúng ta cũng không giàu có gì, rất nhiều phương diện đòi hỏi chúng ta phải cố gắng. Như cuối năm nay cũng rất khó khăn, sau khi sáp nhập xã Khanh Hương vào thì số nhân viên tăng thêm 1/3, thị trấn chúng ta trở thành một thị trấn siêu cấp, số nhân viên đã lên tới chừng 500 người. Cuối năm rồi, đã sắp đến Tết, dù sao cũng phải để mọi người vui vẻ đón năm mới.
nhưng chúng ta đang đứng trước thực tế, tiền lương tháng trước mới phát được một nửa, nếu như cuối tháng này cũng chỉ nhận một nửa thì chúng ta lấy gì đón năm mới. Sợ rằng đến lúc đó mọi người hận không xé được thịt chủ tịch thị trấn tôi đây ra mà ăn, nếu có mọi người có thể ăn thì có thể làm vậy cũng không việc gì, ít nhất thân tôi còn làm được chút cống hiến, chỉ là làm vậy vô ích mà thôi. Chúng ta còn đỡ, nhưng những công nhân nhà máy giấy Lâm Tuyền thì còn chẳng có đồng nào, mỗi tháng 100 đồng tiền lương chỉ đủ bọn họ cầm hơi. Chẳng lẽ để cho mọi người không có nổi một cân thịt heo đón Tết, nếu thật như vậy thì chủ tịch thị trấn như tôi cũng nên về nhà bán khoai lang đi. Cho nên trong lòng tôi nặng trĩu. Tuy nhiên tôi tin sang năm mới sẽ tốt hơn, dĩ nhiên năm nay cũng không thể bỏ qua, hiện giờ tôi ở đây có thể thận trọng hứa với mọi người. Tiền lương còn nợ sẽ trả hết, bao gồm cả công nhân nhà máy giấy. Các nhân viên chính quyền cuối năm nay sẽ có một bao lì xì nho nhỏ 200 đồng, một hộp nước trái cây, dĩ nhiên sẽ không phát khoai lang. Một chút này chắc sẽ để mọi người trở về vui vẻ mua thịt heo đón Tết, chuyện khác sau này hãy nói. Tôi nói đến đây là hết. Chuyện không làm được tôi không nói, hiện giờ chỉ làm được chút chuyện nhỏ này thôi. Diệp Phàm nói xong thì tiếng vỗ tay vang dội như muốn sập cả phòng họp. Chủ tịch Diệp không tệ, chúng ta cuối năm cuối cùng có hơn 1.000 đồng đón Tết rồi. Một nhân viên làm việc kích động hô. Đúng vậy, may có chủ tịch Diệp lên đài, nếu không năm nay không biết làm sao mà sống. Một chủ nhiệm hô. Không lâu. Tin tức này truyền đến nhà máy giấy Lâm Tuyền làm tất cả công nhân sôi sục, hợp thành một đoàn đi tới ủy ban thị trấn. Mọi người xếp hàng dài trong sân hô to muốn gặp chủ tịch Diệp. Thấy bí thư Lý Hồng Dương gật đầu, Diệp Phàm đi ra ngoài cầm lấy loa hô. Các anh em công nhân, đừng nên kích động, đây là việc cần làm của chúng tôi, các anh chỉ nhận tiền của mình thôi. Tôi nói rõ lần nữa, 28 âm lịch năm nay mọi người đến nhà máy nhận tiền lương còn nợ 3 tháng. Cộng thêm bao lì xì 100 đồng, coi như cầm về mua cân thịt heo mừng năm mới. Mâu Dũng bên cạnh nghe xong tức giận muốn rớt cằm, trong lòng tức giận, phát đủ tiền lương, nhân viên làm việc cộng với giáo viên trong thị trấn chừng 1.000 người, cộng thêm tiền lương còn nợ tháng trước và phong bao lì xì 200 đồng, tổng cộng chừng 5-60 vạn. Tiểu tử này là không phải là điên rồi chứ, bây giờ giám đốc sở tài chính còn thiếu người ta 10 mấy vạn, đi đâu kiếm ra số tiền này. Đến 28 không kiếm ra tiền, tiểu tử ngươi cứ chờ người ta xé thịt nhắm rượu đi, đừng chạy đến van vỉ lão tử. Chắc là hắn muốn động đến chỗ tài chính sửa đường, động cũng tốt. Một khi hết tiền thì còn làm đại quy hoạch cái rắm, chuyện không thành cứ đợi thường vụ huyện đến lấy mũ đi. Nếu tiểu tử này động đến tiền kia, lão tử sẽ tố cáo ngươi tham ô công quỹ. Hoàng Hải Bình ngoài mặt không có biến hóa gì nhưng trong lòng đang rủa thầm. Vừa lên đã bắt đầu lung lạc lòng người. Còn phát lại bổ sung 3 tháng tiền lương, hồng bao 100 đồng. Tiểu tử ngươi đi đâu kiếm ra tiền, trong nhà máy của lão tử chỉ còn 10 mấy đồng, mày cầm cái gì đi mà phát. Mỗi người hơn 1.000 đồng cộng với tiền phong bao ít nhất cũng phải 40 vạn, tiểu tử ngươi nhảy đến ngân hàng chém giết sao, sợ rằng đoạt cũng đoạt không đến. Cuối năm các ngân hàng còn đang dục nợ rồi, lão tử sẽ dương mắt lên nhìn. Đến lúc đó lại cổ động vài kẻ gây rối cho mày gặp xui cả năm. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, Lý Hồng Dương cũng vì lời của Diệp Phàm mà cảm thấy giật mình, tuy nhiên Diệp Phàm đã nói ra nên y cũng không ngăn lại. Hơn nữa phát tiền cho công nhân viên chức có cái lo Tết cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không nên ngăn cả, tuy nhiều điều y lo lắng là lấy đâu ra tiền để lo. Ai, biết đâu còn phải đi chùi đít cho hắn, 60-70 vạn. Lý Hồng Dương thậm chí có cảm giác muốn đá cho tiểu tử này một cái.